kiếm nước gì uống đi chị Hương ơi. Có số gì ra? Lấy màu gì? Chị ra lấy. 802. Mày uống nước gì chị phóng ra lấy? 820 chứ. Zebul đi chị ơi. 820150. À, chị ơi không cần đâu, dưới tủ lạnh có nước đen ấy. Rồi 820 mình lấy màu nâu hay màu be hay màu gì? Màu nâu nhỉ? Màu đẹp, màu nâu đẹp á. Ừ, lấy màu nâu cho nó sang hoặc màu nâu cho nó đẹp. Rồi 820150 này, thế gọi giờ nào mà nhân viên ở ô nhân viên nó còn về nữa. Hết giờ nó phải về với chồng nó chứ. À, đi làm có thời gian gọi à? Thế hàng. Khi đi làm con không có thời gian nhưng Vân Huyền có thời gian để ý điện thoại để nhận hàng ấy nhá. Thì ở đâu đấy, chắc xin địa chỉ đi. Bộ gấu á, mình bao nhiêu cân bộ gấu hiện tại bây giờ, còn bộ gấu B10 còn nguyên size L, không còn size M đâu. Không còn, còn nhân viên em nó đã vỡ hết rồi. Còn có B2, B1 size M màu đen thôi, có lấy không? Ừ, B2 là cổ tròn. Mở tịt thế nhỉ? Ừ, còn B1 thì là nó... Các chị có nhìn thấy em không ạ? À? Bộ gấu còn cái gì tu đi chị đặt cái là cái gì à chị ơi. Em chào chị Liên Nam nhá, em chào chị Hạnh Tân ạ, chào chị Huyền Thúy nhá. À, lên áo gió đi à, có luôn chị ơi, lâu thế em không nhìn thấy mọi người luôn ý. Bây giờ kiểu comment bị ẩn ý chị ơi, cho em xin lượt chia sẻ với bác nào đang nhìn thấy ai, em cho em xin một chấm chứ chị yêu nhá. Chị à, em cho em xin chia sẻ live stream cho em với. Hôm nay rất là nhiều mẫu áo, hôm nay em bên này em lên áo đá chị nhá, lên áo đá. Ok không ạ? Đây các chị ơi, toàn mẫu xịn xò thôi. Lên lâu thế à chị ơi, mạng nó kém. Mật ẩn comment chị ơi, em chào chị Mai Loan ạ, chào chị Mai Dừa nhá. Em chào chị Lương Theo ạ. Cái sạc ấy đâu nhỉ? Chị Hoa lấy cho em cái sạc phát. À, Quỳnh Tiên à. Rồi, thế đi làm gì mà ấy không xem được. À, đi bán tạp hóa tối về à, rồi ok. Tối lắm á. 107 đúng không ạ? Chắc biết mạng làm sao ấy. Rồi, số điện thoại 170 rồi, để ý điện thoại nhận hàng giúp em nhá. Đi làm nhưng mà khách sáng hơn chưa? Thời gian để ý điện thoại nhận hàng đấy. Rõ mà, chị yêu rồi, ok chị ạ. Các chị nhìn có rõ không ạ? Cho em xin lượt chia sẻ với. Hello. Hello. Chị trêu em à. Cái sạc này liệu có vào không đấy? Sạc xịn đấy, không vào lém mẹ đấy. Đấy. Mình nói yêu lắm. Chị Quỳnh Tiên á? Ừ, tình cảm nói chung là những chị đấy thì rất là lịch sự luôn, không bao giờ phải để chê trách của cô nào. Thế là sáng nay mùng một bị anh tủ à? Chẳng bao giờ sáng bom hàng nhà Loan đâu ấy. Sáng nay mùng một bị anh tủ à? Có những người mua hàng 200 vẫn phải cọc, có những người bác. Đúng rồi, có những người mua mấy triệu không bao giờ phải cọc tiền, có người mua 100-200 nghìn đã phải cọc rồi, tại vì là người ta rất là khó luôn nên gọi khó. Em xinh đẹp, cảm ơn chị Lương Thu Hà nhá. Em chào chị Lê Hiền, chào chị Đỗ Hương ạ. À, hôm nay mạng lại bị ẩn comment này các chị ạ. Chán quá, mạng mẹo cái này. Chị ở thành phố á, thành phố Tuyên Quang á chị. Chị đặt hôm nào đấy, áo em mặc á? Áo em mặc là mã gì nhỉ chị Hoa nhỉ? Áo em mặc là mã nhiệt 66 chị ơi. Nhiệt 66 và kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi mùng 1 hoan hỉ, các chị ơi nhá, mùng 1 hoan hỉ cho em với. Tại vì từ sáng đến giờ em gọi là cứ bị là hơi ức chế. Mã này các chị comment là mã đá 66 cho em chị ơi, 165.000 đồng một áo. À đâu, từ từ. Từ từ đã, mã này xem nào. 175.000 mã này. Hôm trước là 185 mà hôm nay mùng 1 em tặng các chị giá 175.000 đồng các chị yêu nhá. Mã này các chị comment là đá 66 ạ. Em có 3 size là MLXL. Em có 3 size là MLXL, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ, đủ size số các chị yêu mình luôn. Chất của nó là giữ nhiệt chị ạ, giữ nhiệt kiểu đó, giữ nhiệt gen ý, gen lưới hai lớp các chị nhá. Em không nhìn thấy comment của các chị luôn ý, quá thể luôn ý, nét tuổi em Loan ơi ạ, cảm ơn chị yêu nhá. Thôi, hôm nay bán các chị 165, chị sửa lại tiền đi, bán các chị 165.000 cho nó hết hà. Rồi bán cho các chị trong 65.000 xem đi luôn rồi em sẽ là còn size gì ở đấy nhá. Vào mấy lần không mua được à? Các chị ơi đơn tối qua nha em. Các chị ơi hôm nay tặng các chị 165.000 nhé, không phải 175 đâu.
MLX mà chị em nó mặc size M ấy này. Còn đúng một chiếc size M á? Ủa đẹp này mà. Cảm ơn chị Hải Hồng nhá. Em đang phải nhìn ở máy máy xem này, máy chủ em không nhìn thấy comment luôn ý, bị ẩn. Các chị ạ, máy chủ đang bị ẩn comment. Mình nhận được áo rồi, chất lượng tuyệt vời. Cảm ơn chị Hồng Nguyễn nhá. Đơn hàng chị Nguyễn Hồng ơi, đơn hàng em đơn hàng tối qua nhà em vẫn chưa gọi chốt hết đâu chị ạ. Áo. À chị ơi, những cái đơn hàng sale ấy thì cọc tiền chị ạ. Chị Vũ Hải Yến ơi, không phải đâu. Có những chị khó lắm, đến nơi kiểu các chị khó nghe máy ấy. Khó nghe máy cực kỳ luôn ấy. Cảm ơn chị Trịnh Viện nhá. Có nghĩa là những chị mà hay ở kiểu công ty ấy mà các chị khó nghe máy thì thường thường nghĩa là cọc tiền đi đơn. Đấy, hoặc là những cái đơn hàng các chị mua nguyên hàng xả ấy, mua nguyên hàng xả ấy thì nghĩa em sẽ phải cọc tiền. Áo em mặc 65 cân có size vừa chị Quế Dung ơi. Em còn đúng một cái size M đó chị này. Còn đúng một chiếc size M, còn đâu là còn nguyên size LXL các chị nhá. L các chị tầm khoảng 55 cân đổ lên ạ. À. XL các chị 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Thôi chị Quế Yến ơi, nói chung là mùng 1 cũng ăn nghỉ cho nhau nhá. Chị Hà Huế ok chốt đơn hàng. Áo em mặc là mã gì ạ? Nhiệt 66 ạ. Nhiệt 66 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em tặng các chị yêu là 165.000 đồng. Được chưa ạ? 165.000 đồng một áo ạ. Lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Em ngày hôm nay là ẩn sao ấy các chị ạ? Ẩn comment này. Này, mạng này. Không hiểu sao rồi. Mạng ấy. Không vào được đen xì này, quay kích thở này. Chị Bùi Tuần ạ, size M em có đúng một chiếc các chị ạ. Chị Phượng Trung Hoa ok em chốt đơn hàng ạ. Đơn tới qua nhà em vẫn đang gọi chốt chị nhá. Đây này, em đang phải xem ở máy xem này, máy chủ không nhìn thấy gì luôn ấy. Ẩn comment quá. Chị Dương Hằng ok em chốt đơn, các chị comment là đá 66 đi. Đấy chứ, đá 66 và kèm số điện thoại cho em các chị lên đơn hàng ạ. 165.000 một áo. Các chị nhìn cho em là cái phần cổ nó đá các chị này. Và cái họa tiết của nó là họa tiết nâu nâu cho em nhé. Họa tiết nâu ạ. Các chị lên mã này cho em là đá 66 và kèm số điện thoại cho em 165.000 đồng một áo ạ. 165.000 là chị Nguyễn Hàn cho em xin lại mã hàng với số điện thoại chị ơi. Ý đơn hàng 4 ngày mà chị gọi chốt đơn chị Dạng Lê cho em xin lại cái mã hàng với số điện thoại của chị với nhá chị nhá. Tại vì là đơn hàng có lẽ là chị là sau like hoặc là nó bị ẩn comment ấy. Đây này, ví dụ như hôm nay đang bị ẩn comment chị này. Ok chị Mượt Thị Phùng nha. Nguyễn làm cho em xin lại số điện thoại của chị đi. Đấy, mua suốt bóng ghế em gọi chốt đơn à. Bị ẩn chị ạ, bị ẩn comment. Chị Ngọc Liên em còn đúng một chiếc size M chị ạ. Em còn đúng một chiếc size M. Các bác vào live stream cho em xin một chấm nhá. Tương tác chia sẻ like cho em các bạn nào. Ai đang xem được like của em cho em xin nút thả tim thả like với em không nhìn thấy mọi người luôn ý. Comment nó đang bị ẩn. 15 ngày chị nhận được hàng ạ. Chị cứ lên số điện thoại em kiểm tra đơn nhá. À bác ca còn chị ơi, bây giờ em còn một ít cái hàng bác ca ngắn. Của mã lên mã gì mà nó còn nguyên size M ấy nhỉ? Đây này, cái mã này em còn nguyên size M này. Sự luôn ạ, mã nó ẩn này rất là chán luôn ấy. Mã đấy là mã đỉnh cao. Các chị ơi nhìn cái mã đỉnh cao nhà em, bao nhiêu chị đã nhận được hàng này cho em rồi ạ? Đỉnh cao. Bao nhiêu chị đã nhận được hàng này nhà em rồi, các chị cho em xin một cái phản hồi với. Ok chưa ạ? Các chị nhìn hàng này. Màu nào còn? Màu nào còn nhiều chị? Hả? Đây em mặc thử các chị xem cái màu này. Đa số là còn size M các chị ơi. Ok chị ạ, đa số là còn size M. Các chị lên đơn hàng cho em là đỉnh cao và kèm số điện thoại. Đấy chị ạ, đỉnh cao và kèm số điện thoại cho em. Nhớ là ngày hôm nay mùng 1 các chị nhá. Cho nên là ngày hôm nay ạ, tất cả các cái đơn hàng nhà em nói chung là cái giá cả của nó sẽ là giảm cho các chị một chút. Đấy chị ạ, giảm cho các chị ông một chút ạ. Nhưng mà cái mã này em chỉ còn nguyên size M thôi. Chỉ còn nguyên size M các chị mà mình tầm ở dưới 55 cân đổ về em chốt đơn. Ok chị ạ, áo da hôm qua còn không em mà da hôm qua là mã nào nhỉ? Ra hôm qua còn một ít ở ngoài cửa hàng đấy. Hôm nay chị ra chị thắp hương là còn một ít ở, chị thấy không, còn một vài cái ở ngoài cửa hàng ấy, ngoài cửa hàng bán lẻ ngoài kia kìa. Đây các chị nhá, còn nguyên size M. Chị Phạm Hiên ơi, em còn nguyên size M. Chị size M ấy, chị nào tầm dưới 55 cân em chốt đơn. Ok chị ạ, dưới 55 cân em chốt đơn hàng. Em mặc là màu nâu đậm các chị nhá, nâu đậm này. Còn đây là nâu tây các chị luôn, nâu tây ạ, màu đen này và tông màu trắng kem. Đa số em còn size M các chị dưới 55 cân đổ về. Các chị coi là đỉnh cao và kèm số điện thoại ạ. Đỉnh cao và kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay sao nào? Hôm trước đang bán 400.000 đúng không? 399 đúng không? Hôm trước đang là 399.000 đồng ạ. Ngày hôm nay nhá. Đúng ngày hôm nay mùng 1 đấy ạ. Đúng ngày hôm nay mùng 1 các chị lưu ý cho em này. Nhưng mà chỉ còn một size và hàng này em sẽ cắt mẫu không về hàng nữa. Đấy, hôm trước chị nào đã mua giá cao hơn để chạy, các chị đã nhận được hàng, các chị cho em xin một cái phản hồi với. Toàn bộ của nó ở dòng chất kaki ướt các chị nhá.
Đấy chứ ạ, toàn bộ dòng chất kaki ướt các chị luôn ạ. Đỉnh cao cộng số điện thoại chị nào nhanh tay mình được. Đấy chứ ạ, em còn tầm 20 cái của size M. Đó, các chị tầm 42 cân ạ, đến tầm 55 cân đổ về chốt đơn hàng. Lên chuẩn mã hàng cho em là đỉnh cao ạ, kèm theo màu với số điện thoại giúp em. Em tặng các chị ngày hôm nay ạ. Vừa sale luôn nhá chị nhá. Nhanh tay cho em ạ, nhớ cho em là chốt đơn cho chị yêu đó chia sẻ like. Đấy chứ ạ, chốt đơn cho chị yêu đó chia sẻ live cho em ạ. Nốt luôn các chị nhá. Đấy chứ ạ, tất tay luôn các chị này. Còn bao nhiêu khoảng bao nhiêu cái? 349.000 đồng. Đấy chứ ạ, rẻ hơn 50.000 một cái. So với vừa hôm qua các chị nhá, vừa hôm qua các chị vẫn đang mua 399. Nhưng ngày hôm nay mùng 1 ạ, em nói chung là em lấy lộc thôi. Đấy chứ ạ, gọi là lấy may đầu tháng các chị nhá, lấy may đầu tháng mùng 1 thôi ạ. Để cho em tặng các chị luôn ạ, 349.000 đồng một áo. Lên chuẩn mã hàng cho em là đỉnh cao ạ, kèm theo màu số điện thoại cho em ạ, một con parka ngắn. Để cho một con parka ngắn nót lâu các chị yêu mình luôn ạ, chất của nó là dòng chất kaki ướt. Đấy, hôm trước các chị đang mua 399 mà các chị đã bảo em ơi nhà em bán rẻ. Đấy chứ ạ, nhưng ngày hôm nay ạ, mùng 1 em tặng các chị luôn ạ, 349.000 đồng. Các chị lên chuẩn mã hàng cho em là đỉnh cao ạ, cộng theo màu số điện thoại giúp em. Đây chị này, màu em đang mặc là màu nâu đậm các chị nhá. Màu nâu đậm này, còn đây là nâu tây cho em các chị này. Nâu tây cho em ạ. Còn đây là màu trắng kem. Đó, màu trắng kem ạ và tông màu đen. Lên chuẩn mã cho em là đỉnh cao và kèm theo số điện thoại giúp em với. Chị Đinh Phan có vấn đề gì đơn hàng ấy, chị lên lại số điện thoại cho em đi. Hoặc là chị gọi vào số hotline giải quyết đơn chị nhá. Tại vì là thường là nhà em là mùng 1, mùng 2 đầu tháng em sẽ không xử lý được đơn hàng. Đấy, các chị hoan hỉ giúp em với ạ, mùng 3 mọi cái vấn đề thắc mắc ạ, xử lý đơn ạ, giải quyết đơn đổi, đơn trả rồi là đơn hàng vấn đề gì, tiền nong các thứ các chị để ra mùng 3 nhé, sẽ giải quyết các chị lần lượt hết. Ok chưa các chị ơi, kể cả ngày hôm nay nhà em nhận được đơn đổi nhé, em cũng không xử lý được luôn hôm nay đâu các chị nhá. Mình hoan hỉ cho nhau với tại là buôn bán thì người ta bảo là có kiêng có lành, đúng không ạ? Có kiêng có lành, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Các chị thông cảm giúp em với. Nhà em sẽ xử lý hết nhưng mà mùng 1, mùng 2 nhà em không xử lý đơn hàng. Ví dụ hôm nay có một cái chị mà lúc sáng em đăng lên là em bực mình cực kỳ luôn. Nhận đơn hàng ạ, có nghĩa là nhận được đơn hàng hơn một tháng. Đến hôm nay chị điện chị bảo đổi thì nhà em bảo là cái like đấy, cái mẫu đấy chị đặt từ ngày 26 tháng 11 rồi. Mà đến hôm nay là mùng 3 tháng 1 là hơn một tháng đúng không ạ? Hơn một tháng rồi mà chị bảo đổi làm sao em đổi được? Cái gì cũng phải là cái gì đó đúng thì thôi đúng không ạ? Đấy, mình đổi trả trong vòng 3 đến 5 ngày thôi, không ai để hơn tháng rồi đổi xong là nhà em không cho đổi như thế. Chị quay sang thì chị chửi mẹ chửi cha lên. Đấy, chị bảo em lừa đảo. Ức chế dã man, mới mùng 1 đầu tháng ấy, gặp khách như thế, gọi là em bán hàng 4 năm nay chưa giờ gặp trường hợp mà nó khó đẻ như thế. Chưa giờ gặp cái trường hợp mà ca nào khó đẻ như thế. Ức phát khóc lên được thôi, em bảo thôi chị gửi lại đi. Để chạy chị gửi lại cho em. Để chạy nhận được hàng em giả tiền. Cái áo đấy em nhận được hàng em cho khách ạ, chị nào thích em cho luôn. Em tặng luôn trên like nhưng mà để em nhận được hàng á nhá. Tại vì nó cái áo đá nó không đáng bao tiền chị ạ. Có 185.000 đồng. Bây giờ hơn tháng rồi ạ, bây giờ kêu không vừa. Bây giờ kêu không vừa. Chất lượng còn, đợi em tí chị Xuân Ly ơi. Cái gì nó một vừa hay phải các chị ạ. Khách hàng thượng đế nhưng mà thượng đế đấy thì em xin phép là em chắp tay ạ. Được chưa ạ? Mấy kiếp luôn ấy, mấy kiếp luôn không gặp lại. Chị nhận được hàng nhưng mà rét đậm mới mặc được chuẩn luôn. Chị ơi con này rét mặc được. Đấy tại vì nó lót lông chị ạ, đỉnh cao cho em với. Rồi em không muốn nói nhưng mà cứ nhắc đến là em bị tức đi chị tí đạo ngợi. Chị bán hàng chị chắc là chị cứ hiểu đúng không ạ? Mình đến cửa hàng bán lẻ, mình mua thì người ta cũng chỉ cho đổi trả trong vòng khoảng một tuần là cùng đúng không? Một tuần là cùng. Mà phải có tem mác, còn tem mác người ta mới cho đổi chứ không phải dứt mác xong là các chị mang lại đổi người ta cho đổi như thế đúng không? Em mà em dạng mà quá dễ dãi, quá thoải mái luôn ý. Hơn tháng rồi em cứ cho đổi. Tại vì em cũng muốn là nói nhau với khách hàng làm gì cả, cho nó cũng mất hay. Đấy nhưng mà gặp khách ấy là hôm nay mới đầu tháng. Chưa giờ mùng 1 nào em ức chế như hôm nay luôn ý. Hôm nay em nhận được cái đơn hàng đấy chị gửi đổi với em cho, chị nào thích em cho luôn. Đó em cho luôn không lấy tiền. Để cho em thiếu nhiều chứ không thiếu gì hơn 100.000. Đấy. Thiếu vài tỷ. Chuyện cũ gì đâu chị, mới hôm nay mùng 1 tháng mới đâu có phải chuyện cũ đâu chị ơi. Nào, áo này có size M không có size S chị ơi, trên 40 cân nhá. Em tặng các chị 349, bình thường em đang bán là 399.000 đồng con áo này là dòng chất kaki ướt các chị nhá, dòng chất kaki ướt cho em ạ, màu đen các chị này. Màu đen ạ, màu nâu tây, nâu đậm, tông màu trắng kem, 4 màu các chị ơi, lên chuẩn mã hàng cho em là đỉnh cao cộng số điện thoại ạ. Đỉnh cao cộng số điện thoại cho em, bên trong lót lông này, con này thì rét thì mặc xuống lắm. Nói chung là ai cũng mặc được, cao thấp mặc được hết, nhưng mà em chỉ còn nguyên một size thôi. Em đang chỉ còn nguyên một size M các chị nhá.
thi thoảng nó còn cái size L nhưng mà không biết là còn màu gì. Hàng này nó không về hàng nữa các chị ạ. Nó không có về hàng nữa luôn ý. Các chị ơi, toàn bộ hàng này của nó là hàng Quảng Châu. Đó, toàn bộ hàng Quảng Châu ạ. Chị ơi, áo chị vừa mặc bao nhiêu? Áo nào ạ em? Áo này á? 349 em ơi. Hôm nay giảm các chị luôn 50.000 một cái mà chị. Để chị ạ, nhà em có bán đắt cho các chị áo này đâu. Bình thường em đang bán là 399, ngày hôm nay tặng các chị là 349.000 đồng. Vừa hôm qua vừa bán con này cho khách vẫn là 399, nhưng ngày hôm nay mùa đã tặng các chị là 349.000 đồng. Các chị nhìn màu cho em ạ, 60 cân không vừa đâu. Bây giờ nhà em hết size của 60 cân rồi. Bây giờ chỉ còn sang các chị tầm khoảng là 55 cân đổ về thôi. Trên 40 cân là 55 cân đổ về em chốt đơn. Đây là màu trắng kem cho các chị luôn nhá. Trắng kem ạ. Để chị ạ, nâu tây các chị này. Tông màu nâu tây các bác luôn. Lên dạ chuẩn mã hàng cho em là đỉnh cao và kèm số điện thoại ạ. Để chị ạ, đỉnh cao và kèm số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. Đây các chị này. Tông màu này là tông màu nâu đậm các chị nhá. Nâu nó gần kiểu màu nâu rêu ấy. Đấy, gần như là màu nâu rêu các chị luôn này, màu nâu rêu này. Và tông màu đen ạ, 4 màu các chị nhá. 349.000 đồng một áo á, lên cho em là gì ạ? Đỉnh cao và kèm số điện thoại. Đấy, một quần bò thổ em có chị ơi. Quần bò thổ em có nhưng mà có size to, tại đỉnh cao chất đẹp lắm chị ạ. Cảm ơn chị luôn ạ. M43 cơ mặc được chị ơi, tại vì nó là kiểu là bo gấu các chị này. Đấy, rất là kiểu bo gấu các chị mặc nó rất là dễ thôi. Các chị nhá. Đỉnh cao cho em ạ, cộng số điện thoại mình lên đơn hàng ạ. Em không để comment luôn ấy. Hôm nay có hàng người không có chị ơi. 55 cân ạ, tùy chiều cao nhé chị nhá. Em 54 ạ, em gần 55 cân đấy. Em vẫn mặc được này. Đó, em 54 cân, cả 1m57 em đang mặc size M đấy chị này. Túi của nó túi hộp các chị nhá. Túi là túi hộp cho em ạ. Đỉnh cao kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em tặng các chị là giá là 349.000 đồng. Rẻ hơn hôm trước 50.000 một cái so với giá nhà em nhé. Còn các chị đang mua thị trường là trên 600.000. Vẫn đang là trên 600.000 đồng. Em tặng các chị là 349 ạ. Em còn tầm 20 cái nguyên size M ạ. Còn 20 cái còn nguyên size M, các chị lên đơn hàng cho em là đỉnh cao kèm màu và kèm số điện thoại. 40 cân ạ, trên 40 cân chị nhá. Tắc ca giá em có ạ, chị Đào Thoan Đậu Dương chốt đơn ạ. Áo đen em đang mặc còn chị ơi, đen em mặc còn nhé chị nhá. Áo đen em mặc là đá 66 chị ơi. Đá 66 và kèm số điện thoại cho em 165.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 165.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em là đá 66 và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này, đá 66 cho em ạ, nó là áo nhiệt đá các chị nhá, nhiệt đá cho em. Nhiệt đá và cái phần thân nó sẽ là hai lớp, phần tay là một lớp. Em tặng các chị là giá 165.000 đồng ạ. 165 kèm số điện thoại cho em ạ. Cái áo dây này. Rồi ạ, đá 66 cho em 165.000 đồng ạ. Comment nó ẩn tức quá các chị ơi. Không hiểu sao comment nó chán đời thế này. Mắt xem thì đông mà. Em biết rồi nhưng mà mọi người xem đông nhưng mà cái comment nó ẩn ý. Bộ B47 em còn chị ơi. Các chị nhá, các chị cứ lên màu giúp em với. Comment ẩn nhưng máy nhà em vẫn đang lọc bình thường các chị nhá. Chỉ có điều là em không nhìn thấy comment của mọi người. Các chị cho em xin một nút tim, một nút like với. Thả tim, thả like cho em cái các chị ơi. Để em nhìn thấy các chị nhá. Đây các chị này, mạng hôm nay chán đời dã man luôn ý. Rồi, bộ B47 em còn, chị Nông Ngọc đợi em tín lên được bộ B47 luôn. Còn các chị mã đỉnh cai vừa mặc xong ý. Đỉnh cai vừa mặc xong là mã gì nhỉ? Là 349.000. Đấy chị ạ, 349.000 đồng một áo. Chị Hòa Mai chốt đơn màu đen này. Nói chung là mỗi màu nó chỉ còn vài chiếc. Tổng em còn tầm khoảng 20 cái thôi. Tổng chỉ còn tầm 20 cái. Các chị lên là đúng mã hàng cho em là đỉnh cao và kèm số điện thoại các chị nhá. Đỉnh cao kèm số điện thoại cho em ạ. Đá 66 ạ, 165.000. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn chị nhá. Chị Ngân Nguyễn ơi, chị Ngọc Hà chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho em là đá 66 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Em mặc các chị này, các chị nhìn cái tông màu của nó rất là đẹp luôn. Đó, màu nâu nâu các chị nhá. Ô cho em ạ. Họa tiết của nó các chị nhìn cho em rất là đẹp luôn các chị nhá. 165.000 đồng ạ. Lên đơn hàng cho em ạ. Cảm ơn chị Hồ Nhung ạ, chị Quy Lương chốt đơn ạ. Chị Mùi Nguyễn ok lên đơn hàng ạ. Mã hàng kèm số điện thoại trên là đá 66 các chị gái ơi. Đá 66 và cộng số điện thoại cho em. 165.000 đồng một áo. 165.000 đồng một áo các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại giúp em với. Đẹp xuất sắc luôn ạ. Lên luôn ạ. Chị Phạm Thanh Thủy chốt ạ, chị Kim Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Đá cái mã chất lượng nhà mình còn size gì? Chất lượng ạ, đây là phải không? Ừ. Còn hai màu. Hai màu. Ba màu. Đây chất lượng còn, em ơi đợi chị tí nhá. Nhưng mà còn từ size L với XL với nào ấy. Ừ, mà đây có hai chất lượng thì có hai size. Nhưng mà chủ yếu màu. Còn ba màu này nó không khắc chế rồi. Hả? Cái chất màu lượng gì còn? Hồng. Hồng mấy. Là có chất lượng đúng không? Ừ. Chất lượng còn cái màu hồng là nhiều thôi. Ừ, cái mã này là mã chất lượng, còn nguyên màu hồng, đa số là màu hồng đúng không? Ừ. XL này, hồng XL thế à? Ừ. Không còn đấy đâu. Đây các chị này, mã này là mã chất lượng cho em ạ.
Đấy, chất lượng cho em màu hồng này. Và paca dài em có đợi em tím lên luôn chị ơi. Mã này các chị lên chuyên là chất lượng và kèm theo số điện thoại ạ. Áo còn áo phao 650 không á? 650 là mã nào nhỉ? Đây các chị ơi, mã này các chị coi là chất lượng cho em màu hồng ạ. Chất lượng màu hồng này, chất lượng cho em màu nâu tây và chất lượng cho em màu trắng kem. Bây giờ em đang còn 3 màu như thế này các chị nhá. Được chưa? Dưới 60 cân em chốt đơn ạ. Dưới 60 cân chốt đơn hàng, đa số em đang còn màu hồng các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ hàng này của nó là hàng Quảng Châu. À khoác nữ lại chị ơi, áo này hôm nay em giảm các chị nốt là 349.000. Mã này các chị coi là chất lượng và kèm theo số điện thoại ạ. Ok chị Ngân Tu nhá, chị Thúy Nga, ok em chốt đơn hàng ạ. Áo thổ đợi chị một tí em gái ơi. Chốt đi cho mình áo len C27 nhé. Ok chị Phạm Quang Linh ạ. Mã này các chị lên đơn hàng trên là chất lượng kèm theo màu số điện thoại cho em ạ. Em đang có màu hồng các chị nhá. Màu hồng này, màu nâu tây cho em ạ. Đấy chị ạ, màu hồng này, màu nâu tây này và tông màu trắng kem. Có xa các chị dưới 60 cân đổ về các chị mình chốt đơn hàng ạ. Dưới 60 cân đổ về các chị chốt đơn hàng, các chị nhìn cho em cái lông của nó này. Rất là đẹp luôn ạ. Mũ lông cho em và lót lông các chị nhá. Mũ lông lót lông cho các chị luôn ạ. Chất lượng cho em ạ, kèm màu và kèm số điện thoại. Ngày hôm nay giảm luôn các chị 349.000. Đó, 349.000 đồng một áo ạ. Chị Thanh Nhân Nguyễn Thị chốt đơn này. Áo đang mặc là 349 chị ơi, màu hồng. Màu hồng cho em 349 ạ. Cảm ơn chị Thùy Phan nhá. Em không đọc được comment của mọi người trên like của em luôn ý. Đó chị Phương Ngọc ơi, các chị comment luôn cái màu của em với, tại vì là bây giờ hàng nó lẻ, nó không còn đủ size đủ số. Đấy bây giờ nó lẻ màu, ngày hôm nay các chị lưu ý cho em là đúng ngày mùng 1 em mới giảm cho các chị, còn hôm trước các chị vẫn đang mua hôm qua là 400.000 một cái. Ngày hôm nay các chị 350. Để chạm ngày hôm nay tặng các chị giá 350 ạ. Chị Huyền Phùng ok chốt lượng màu nâu tây này. Màu nâu tây còn mấy cái em ơi? 3 cái, lấy 1 cái. Còn 2 cái rồi. Chị Chiến Lưu rồi ok chốt đơn ạ. Chị Huyền Phùng có chất lượng màu nâu tây này. Đỉnh cao màu trắng kem ok chị Oanh Lê này. Chị Vụ Cười vui cười lên ok chốt đá 66 này. Các chị ơi nhìn hàng cho em ạ. Đẹp thực sự luôn ấy. Mã này hôm trước em về rất là nhiều nhưng bây giờ nó còn ít. Phao siêu nhẹ em còn lẻ màu chị gái ơi. Tìm một em phao siêu nhẹ xem nó còn màu gì phát. Ờ. Còn nguyên size L ấy, à L XL thôi. Size M còn đúng hai cái thôi. Lấy nào còn chủ yếu 3 màu. Đấy em phân hết size rồi đấy, buộc hết. Đấy, phao siêu nhẹ bây giờ nó còn có vài cái thôi chị ạ. Vài cái và lẻ size thôi. Vài cái lẻ size đi ạ. Xem còn màu gì đưa đây em nốt à. Cho nó gọn hàng đi. Mấy hôm nay các chị có hỏi phao siêu nhẹ mà có hàng ở đâu hết rồi. Phao này các chị dưới 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Hằng ok chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là chất lượng cộng số điện thoại cho em. Đấy, chất lượng cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Phương Thúy chốt đơn này. Chị Hồng Vững ok này. Chị gì ạ, chị Bình Vũ này, chị Nguyễn Hằng này, chị Duyên Duyên này, hồng nâu tây kem ok chốt đơn hàng. Các chị ơi chuẩn mã cho em với các chị nhá, chất lượng cộng số điện thoại cho em ạ. 349.000 đồng một áo, vừa rẻ vừa ấm lại vừa chất lượng luôn. Như này các chị này, đẹp lắm luôn ý. Dáng của nó các chị nhìn cho em ạ, không ngắn quá các chị nhá, không ngắn quá. Dáng này của nó là nhà em kiểu là cao thấp các chị mặc được hết và rất là dễ mặc luôn ạ. Các chị lên đúng mã hàng cho em một kèm số điện thoại. Chị Huyền Trang comment cho em xin mã hàng với chị nhá. Đa số em còn màu hồng thôi, nâu với lại là màu trắng em còn có vài cái thôi. Nâu còn 2, trắng còn 3. Nâu còn 2, trắng còn 3, hồng còn mấy? Hồng còn 5, 6 cái. Hồng còn 5, 6 cái. Ui, hết hàng rồi các chị ơi. Hết hàng nhá. Hết. Để chạy hết hàng ạ. Không về nữa. Hết hàng không về nữa luôn ý. Không có về hàng các chị ơi. Nhanh tay giúp em với ạ. Mã hàng chất lượng cho em một cộng số điện thoại ạ. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn chị gái ơi. Dưới 60 cân các chị nhìn hàng cho em này. Xịn sò đẹp xuất sắc luôn các chị nhá. Đấy chạ, các chị nhìn cho em lót lông của nó này. Lót lông của nó là hàng đẹp ấy cho nên nó không bị vón. Nhìn cho em cái lông mũ của nó này, đẹp xuất sắc luôn ạ. Các chị vẫn đang mua trên 600.000, giá thị trường đang bán. Em tặng các chị là 349.000 đồng một áo. Đấy chạ, 349.000 đồng ạ. Chất lượng cho em của nó sẽ là có mũ này và túi chéo. Đấy chạ, còn mã đỉnh cao nó sẽ là không có mũ và túi hộp. Đấy các chị phân biệt giúp em với các chị nhá. Em lên mã nào các chị ạ, nhìn kỹ cái mã hàng cho em và các chị chốt đơn. Tiếp theo ạ, phao siêu nhẹ cho em này. Phao siêu nhẹ bây giờ còn 3 màu đấy không? 3 màu. 3 màu đúng không? Vật xeo nhanh nhanh. Em bảo nó này các chị đừng so vì cái giá hôm trước. Để chạy, tại vì giá hôm trước nhà em vẫn bán là đủ màu đủ size. Để chạy, vẫn đủ màu đủ size. Nhưng ngày hôm nay em chỉ còn hồng đậm, hồng nhạt với lại tông màu vàng. Để chạy, đa số là còn hồng đậm, hồng nhạt thôi. Đó, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Mã hàng cho em là gì ạ? Phao siêu nhẹ kèm số điện thoại ạ. À. Bây giờ em chỉ còn LXL 2 size đấy chị nhá. 2 size LXL. Em chốt đơn các chị từ 55 cân ạ cho đến tầm khoảng là 62 cân đổ về. Đó, 55 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị comment là phao siêu nhẹ kèm số điện thoại.
Đó, phao siêu nhẹ kèm số điện thoại cho em ạ. Nhớ ngày hôm nay là mùng 1 nha, em mới sale các chị nhá. Ngày hôm nay mùng 1 em mới sale, nhưng mà các chị ơi, hôm trước các chị vẫn đặt mua giá gọi là quá rẻ rồi. Nhưng ngày hôm nay lại rẻ hơn nữa. Để chạy, ngày hôm nay lại rẻ hơn nữa luôn ạ. Tất cả em còn chị ơi. Đây các chị này. Đẹp thực sự luôn nhá. Từ khoảng 55 cân đổ lên đến tầm 62 cân đổ về, 62, 63 cân đổ về em chốt đơn. Đấy, LXL 2 size ạ. Em mặc là hồng đậm này. Còn đây là hồng nhạt cho em và tông màu vàng. Hồng đậm, hồng nhạt, màu vàng. Em còn 3 màu như thế này ạ. Bác nào nhận được phao siêu nhẹ như em rồi, cho em xin một cái feedback cái. Đó, chị nào nhận được phao siêu nhẹ như em Loan ở cho em Loan xin một cái feedback với các chị ơi, nhìn hàng cho em ạ. Đẹp quá thể luôn ạ. Em tặng các chị luôn ngày hôm nay ạ. 100 ạ. 69.000 đồng. Hôm trước các chị đang mua 235.000 nhà em đang bán. Ngày hôm nay tặng các chị 169.000 đồng một áo. Em còn tầm khoảng 2-30 cái ạ. Nguyên size LXL của màu hồng này. Hồng em mặc là hồng đậm các chị nhá. Còn đây là hồng nhạt cho em ạ. Và đây là tông màu vàng. Đó, các chị nhìn cho em hàng ạ. Phao siêu nhẹ cho em ạ. Phao siêu nhẹ, cách số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 169.000 đồng một áo ạ. Đẹp như này luôn, các chị vẫn đang mua 600-700.000. Để chạy, các chị vẫn đang mua 600-700.000 một cái. Em tặng các chị luôn 169.000 đồng ạ. Chị ơi, chị ơi, ấy lại cái giá đi, hôm mai nhân viên vẫn chốt giá cũ đấy. Đấy, các chị lưu ý cho em ạ. Ngày hôm nay tặng các chị 169 ạ. Các chị comment cho em là phao siêu nhẹ và kèm số điện thoại, các chị yêu mình lên đơn. Đẹp nhất nách luôn, nó ấm các chị ạ. Đẹp như này và nó ấm. Rồi ạ, phao siêu nhẹ cho em ạ. 62 cân đổ về, 62 cân đổ về em chỗ được. Các chị trên 55 cân nhá, 55 đến 62 cân đổ về chỗ đơn hàng. Các chị ơi nhìn cho em hàng này, nó vừa nhẹ vừa ấm luôn. Em tặng các chị có 169.000 đồng ngày hôm nay ạ. 169.000 đồng ngày hôm nay các chị lên ạ. Đúng mã hàng một kèm số điện thoại cho em. Trời ơi các chị này, em thề luôn ạ. Hồng đậm, hồng nhạt với lại tông màu vàng. Vàng của lẽ em là vàng đậm các chị nhá. Vàng đậm đậm cho em ý. Đó, hai size LXL, không còn size M, không còn size 2XL, nó chỉ còn lẻ size thôi các chị yêu nhá. Nó chỉ còn lẻ size trên là ngày hôm nay mới sale, chứ còn bình thường đủ size đủ số ấy, em vẫn về hàng thì như vậy em không có giá sale tại vì hàng không có bán. Nhưng mà thôi, hôm nay bán cắt mẫu luôn ạ. Hết hàng ạ, hàng không nhập được nữa các chị nhá. Ngày hôm nay giảm các chị nốt là 169.000 đồng một áo á, lên chuẩn mã hàng trên là phao siêu nhẹ cộng số điện thoại cho em. Được chưa ạ? Phao siêu nhẹ cộng số điện thoại cho em ạ. LXL 2 size trên 54 cân đổ lên ạ. 54-55 cân đến tầm của 60-62-63 cân đổ về chốt đơn tùy chiều cao các chị nhá. Tùy chiều cao các chị luôn ạ. Nhanh tay giúp em với ạ. Chia sẻ lại chi vì nhận đơn hàng. Chị Hòa Đỗ, chị Nguyên Đàm ạ. Phao dáng dài được em tí. Chị Như Bình chốt đơn hàng ạ. Phao siêu nhẹ cho em ngày mai các chị chọn màu chọn size vừa cho em thoải mái. Được chưa ạ? Nhưng mà nó cũng chỉ còn 2 size LXL thôi. Chị Mai Mai ạ. Đặng Lê Khánh Linh chốt đơn hàng ạ. Cái chất lượng của Lotte em còn đúng 2-3 chiếc thôi. Này không còn hàng đâu các chị ơi. Còn 2-3 chiếc rồi. Đấy chị ạ, phao siêu nhẹ cho em 169.000 đồng. Các chị mua hôm trước mà chị nào mà chưa nhận được đơn ấy thì các chị thông cảm, tại vì lúc đấy các chị mua nó vẫn đủ màu đủ size, các chị vẫn chọn được màu size thoải mái. Nhưng bây giờ nhà em chỉ còn có 3 màu như thế này thôi. 3 màu như thế này các chị nhìn cho em này. Đấy chị ạ, hôm trước các chị vẫn đang mua là 235.000 đồng. Ngày hôm nay tặng các chị 169 tại vì nó lẻ màu lẻ size các chị nhá. Đừng so sánh với cái giá hôm trước nhá các chị nhá. À, đẹp lắm, tiếc là hôm đấy chị ơi, hôm đấy chị được chọn màu chọn size, bây giờ mình còn màu đâu chị. Em còn đúng 3 màu này thôi, nó hết hàng rồi chị ơi. Nó hết hàng ấy. Ngày mai chị mua được chị không mua được đâu chị ơi. Ngày mai chị có chị không ấy. Giá sale của nó còn số lượng ít ấy. Được chưa ạ? 169.000 đồng ạ. Lưu ý cho em đúng ngày hôm nay mùng 1 tháng 12. Được chưa ạ? Ngày 1 tháng 12 em tặng các chị giá 169.000 đồng. Ok, chạm 169.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Đẹp xuất sắc luôn ạ, chị size L. Ôi mặc nó nhẹ tênh tênh luôn. Được chưa ạ? Mặc nó nhẹ tênh tênh luôn như này. Mà giá hôm mẹ được rẻ hơn nhưng mà nó lẻ size các chị nhá, nó lẻ màu lẻ size. Ok chị ạ, nó lẻ màu lẻ size ạ. Ok chị Nguyễn Đại nhà chị Hoa Phạm chốt đơn hàng ạ. Chuẩn mã hàng cho em là phao siêu nhẹ và kèm số điện thoại ạ. Tiếp theo các chị ơi, áo đá này. Đá gọi là chất lượng các chị yêu luôn. Được chưa ạ? Các chị nhớ cái mã đá 85 này không? Nhớ em gọi là cứ về tí nào hết tí đấy. Về tí nào là hết tí đấy, các chị nhìn cho em áo đá này. Được chưa ạ? Đá của nó sẽ là đá đổi màu các chị nhá, đá đổi màu các chị luôn. Áo em mặc là đá 66. Đấy, em sẽ lên từng mẫu một của áo đá tại vì bây giờ số lượng nó còn ít thì bây giờ nó có hàng về ở đâu các chị ơi? Bây giờ nó không có hàng về nữa. Để em tí em lên phao dáng dài nhá, lên phao dáng dài luôn. Đây các bác ơi, lên cho em áo đá này. Gửi chị áo nhiệt luôn luôn nhé. Chị Hạnh My ơi, chị lên mã hàng với số điện thoại cho em.
áo mặc bên trong em vừa cởi ra là đá 66 chị nhá. Áo em vừa cởi ra là 66, còn tiếp theo các chị comment là mã này đá 85 cho các chị luôn. Chị nào mà không thích cái đá cổ cao các chị lấy mã đá cổ thấp để cho em ạ. Đây các chị này. Cái phần thân nó là cốt tông. Được chưa? Phần thân là cốt tông, còn cái phần tay của nó sẽ là tay ren các chị nhá, tay ren lưới. Đá của nó ép rất là chắc luôn, toàn bộ hàng đá Quảng Châu ạ. Em có 3 size ML, XL. Các chị comment em là đá 85 và kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Đá 85 em có size các chị 40 cân đến 65 cân ạ. Từ 40 cân đến 65 cân. Mã này các chị coi là đá 85, em tặng các chị là giá là 100 ạ. 80.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 180.000 đồng ạ. Nốt thế này là em cũng hết hàng các chị này. Còn đúng bằng này chiếc các chị nhá. ML nói chung là vẫn đủ size. Được chưa? Vẫn đủ size số. Nhưng mà đa số là còn L, XL các chị nhá. Size M em còn ít. Size M còn đúng 2-3 chiếc ạ. Đá 85 cho em ạ, 180.000 đồng một áo. 180.000 đồng ạ. Chiều hạ vàng em gửi đơn rồi chị ơi. Chị Nguyễn Hòe chốt ạ, Triệu Thị Lan chốt đơn hàng ạ. Phao không còn size M đấy chị ơi, hết size M rồi. Phao bây giờ không còn size M, đấy các chị biết không ạ. Bây giờ sale là nó còn lẻ size ấy, nó không đủ size đâu ạ. Mã này các chị comment là đá 85 cho các chị luôn ạ, 180.000. Các chị nhìn hàng của nó này. Em ơi đợt này về hàng nó còn nhập cao hơn thì thôi em không nhập nữa. Bây giờ là còn tí nữa em bán nốt. Thì bây giờ là các chị vẫn được mua cái giá của cái đợt trước ấy. Còn bây giờ giá sẽ tăng rồi các chị nhá. Đá 85 cho các chị luôn ạ, 180.000 ạ. 180.000 ạ. Còn xả áo nhung. Xả áo nhung nào. Em cứ phải nhìn ở cái máy xem này các chị này. Đá 85 áo dây em mặc em còn màu trắng các chị ơi. Áo cổ lông đợi em một tí. Tức thế nhở. Không nhảy à? Không nhảy comment luôn. Cái máy kia của chị này nhảy á? Cái này máy xem của em bị nhảy này. Cái máy của chị Phạm Ngọc Hiền ạ. Ngọc Lệ. Em không nhìn thấy ai. Các chị lên mã hàng số điện thoại cho em rồi. Cứ lên mã hàng số điện thoại cho em mình chốt đơn nhanh nhanh các chị nhá. Mã này bây giờ không nhập được hàng nữa đâu. Các chị biết là bây giờ nhập hàng nó khó ở suất cao. Bây giờ thôi em bán nốt cho nó gọn hàng đấy ạ. Mã đá 85 các chị luôn ạ. LXL 2 size. Bây giờ M em còn sót mấy chiếc các chị nhá. Đá 85 cộng số điện thoại chị Oanh Nhàn ạ, chị Lệ Hằng ạ, chị Hoa Thanh chốt đơn hàng ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho em. Rất là đẹp luôn, co giãn thoải mái ạ. 6566 cân đồ với các chị trên 40 cân đồ lên. 40 cân đến 6566 cân đồ với em chốt đơn ạ. Chị Trần Sinh chốt ạ, chị Nguyễn Đường chốt đơn hàng ạ. Chị Tùng Trúc có đơn hàng ở đây em tím bên áo thổ chị nhá. Người nơi ngồi phân hộ chị cái mã áo thổ ra cái. Có mấy mã áo thổ mà nó còn vài chiếc với áo nhung ấy. Chị cọc gì? Cọc tiền. MLXL 3 size. Các chị cứ từ 40 65 cân em chốt. Để chạm từ 40 cân đến 65 cân ạ, xả một áo nhung cộc tay ạ. Nhung cộc tay vẫn còn chị ạ. Áo gió lót lông á. Gió lót lông là gì còn hàng? À. Gió 56. Chị xem còn bao nhiêu cái gió 56 cái. Gió 56 nữa luôn. Chị Nguyễn Dung kìa, Huyền ơi, chị Nguyễn Dung bảo Loan ơi, chị cọc hai lần chốt đơn mà không thấy gửi hàng với chị. Chị có phải ở Tuyên Quang không? Chị Nguyễn Dung cho em xin lại số điện thoại của chị xem nào. Cho em xin số điện thoại của đây, để em tra đơn cho. Hả? Alo? À, đơn hàng thì em vẫn đang gọi chốt chị ạ. Đơn hàng của tối hôm qua nhà em vẫn chưa chốt đến đâu chị nhá. Mới đang gọi của trưa hôm qua thôi ạ. Chị có nhớ mã không? Chị gọi cho số nhân viên chốt đơn của em với. Hoặc là ngày mai chị điện vào cái số hotline chốt đơn của em với nhá. Bây giờ em đang live em cũng chốt đơn đấy. Chị vào cái trang page của em ấy. Điều có số của nhân viên chốt đơn mà. Vâng ok chị. Áo K14 em còn chị ơi. Áo đá 85 đối 59 cân. Ôi trời ơi. Đứt tay. Có cái băng gâu nào không Huyền ơi? Này nó không có cái này túi đâu. Đâu ạ? Sao mà đứt được? Đây đứt từ chiều rồi. Trắng trắng buộc các bạn. Sao nó bị vừa bị tú bóng nó cứa vào. Hai cái hôm chiều nay con bông. Áo em mặc là mã đá 85 chị ơi. Đợi em một tí. Em đang đứt tay đau quá này. Cảm ơn chị Hằng nhá. Chị gì nhỉ? Chị Nguyễn Dung ấy. Xem lại có phải là chị đặt hai đơn hàng của mình mà chị bảo chị cọc tiền rồi này. Nguyễn Dung cho em số điện thoại đi, có phải số 1965 không? Chị Nguyễn Dung có phải số đuôi số 1965 không?
kiểm tra luôn được chị gái Huyền nhá. Không phải, 567 cơ. À không phải. Không. Chị Dung ơi, chị Dung cho em xin cái số điện thoại của chị đi để em kiểm tra đơn cho. Có phải chị đuôi số 1965 không nào? Cho em luôn đi để em xem là đơn hàng của chị đến đâu rồi. Đúng không? Đúng không? Chị ở ngay Hưng Thành Kinh Quang mà, đúng không? Đúng rồi, chị bảo ok mà. Huyền điện lại cho chị ấy xem nào. Thì đơn hàng đi rồi, biết rồi, đơn hàng của chị cọc tiền mà. Đơn 500 một đơn, 2 triệu 2 một đơn. Hôm nay chị được hàng em rồi, cảm ơn chị nhá. Đá 85 là 180 chị ơi. Đá 85 là 180.000. Các chị này, 656 cho em ạ. Gió lót lông quá chị nhá. Còn bao nhiêu cái? Gió 56 nhà em còn tầm 20 cái. Và còn 2 size LXL các chị nhá. Mời em còn shop 1-2 chiếc các chị này. Các chị có bên lọc em là gió 56 ạ. Và gió 54. Nói chung là các chị có bên lọc em là gió lót lông thôi. Tại vì bây giờ là 56, 54 em cho lẫn lộn luôn. Được chưa? Em tặng các chị là giá này là giá. Đây ạ, gió 56 cộng số điện thoại cho em là gió 5. À gió lót lông các chị nhá. Chứ các chị có bên em là gió lót lông đi ạ. Gió lót lông kèm số điện thoại cho em ngày hôm nay tặng nốt các chị này. 100 ạ. Chị ơi, em bảo nốt nhá. Được chưa? Không về cho nốt đi. Ừ, không về cho nốt đi. Được chưa? Các chị có phải là gió lót lông nên các chị chọn size vừa, không chọn kiểu. Em có hai kiểu là gió 56 với gió 54 ấy. Bây giờ em cho lẫn lộn luôn. 150.000 cái. Được chưa? Em tặng các chị 150.000 một áo. Các chị lên đơn hàng cho là gió lót lông và kèm số điện thoại cho em. Ngày mai chị nào mình được thì hoan hỉ nhá. Chị nào không được thì đừng có mắng em mà con này nó câu like câu view. Tại vì là em không còn hàng về nữa. Được chưa? Bây giờ nó còn sót vài chiếc thôi các chị ơi, còn tầm 20 cái. Được chưa? Màu đỏ đô này và đỏ cam. Đấy, đây là đỏ cam cho em này. Các chị coi là gió lót lông ạ, cộng số điện thoại cho em. Đó, gió lót lông và cộng số điện thoại cho em ạ. Hai ba ba là số nào này? Đây các chị này, nhanh tay giúp em với. Gió lót lông cho em ạ. Bên trong của nó là hàng lót lông kiều ạ. Bây giờ em còn xa các chị dưới 65 cân nhá các chị nhá. Từ 55 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. 55 đến 65 cân các chị comment được em là gió lót lông và kèm số điện thoại, nhanh tay mình có đơn ạ. Các chị này đẹp lắm luôn, nhưng mà nó hết hàng rồi. Nó hết hàng các chị ơi, nhìn cho em ạ, đẹp xuất sắc luôn ạ. Chị nào đã mua hàng này thì em các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Đấy, lót lông kiều các chị nhá, mũ tháo rời cho em ạ. Toàn bộ của nó là hàng công ty. Toàn bộ của nó là hàng công ty. Các chị lên đơn hàng kêu là gió lót lông cộng số điện thoại cho em, bây giờ không còn hàng về nữa, cắt mẫu rồi các chị ơi. Gió lót lông cho em ạ. Phong các chị dưới 65 cân đồ về. Đấy, phong các chị dưới 65 cân đổ với em chốt đơn áo đang mặc bên trong ạ, 180.000 chị yêu ơi. Chị Hà Giang lên số điện thoại chị ơi, ngày mai các chị chọn màu chọn size vừa cho em nhá. Chọn màu chọn size vừa, như còn cái màu vàng đấy chị. Còn một cái màu vàng. Còn đúng một cái màu vàng. Đây là gì? À, 150.000 cái. Thôi hết luôn các chị nhá, 150.000 ạ, để em xem nào. Em còn cái gì em cho các chị luôn cái đấy đấy. Còn cái gì lên luôn cái đấy nhá, áo thổ nào. Chị đã bảo là phân áo thổ chị mà, lấy chị một áo thổ đây em ơi. Đấy chưa? Áo em mặc là đá 85, em qua mẫu này. Tại vì nó còn ít, mỗi mã còn ít các bạn nhá. Áo nhung, áo thổ đưa đây chị gái nào. Đây, đây mã 656 các chị luôn này. 656 cho em ạ. 656 kèm số điện thoại ạ. Em chào chị Lan Vũ nhá. Chị Quỳnh Tiên đang bảo là thêm cái gì cho chị ý kìa. Kệ. Nó với Huyền đang bảo là kệ chị đấy. Quỳnh Tiên ơi, nó đều lắm. Đây các bác nhìn hàng cho em này. Ê chị nhá, mã này các chị có phải là đá 56. À quên, đá 5, à 656. Các chị có phải là đá 656 kèm số điện thoại cho em. Đá 656 kèm số điện thoại cho em. Các chị lên đơn hàng. Ok chưa? Đá 656 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng. Các chị ơi nhìn hàng này. Nó quá đẹp luôn ý. Đó. Cái phần áo đá nó sẽ là đá vàng và sen đen. Các chị nhá. Đá vàng sen lẫn đá đen cho em ạ. Bây giờ em có vẫn còn đủ size là MLXL. Các chị từ 40-65 cân. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. 65-66 cân nhá các chị nhá. Tại vì chất của nó là chất cốt tông co giãn. Đấy chưa? Chất cốt tông co giãn luôn. Tặng các chị nốt ngày hôm nay là 100 ạ. 65.000 đồng một áo. Áo lót lông còn không em mà. Em vừa còn hai tầm 20 cái em xả nốt các chị mà. Chị ơi cứ xem là lại đau ví à. Em còn đau hơn chị ý chị ạ. Tại vì là bây giờ em bán rẻ em ăn lỗ rồi. Em bán lỗ rồi chị ạ. Chị Trần Thị Giang ơi, mã này các chị comment cho em là áo cổ lông với sau, đợi em tí. Đợi em tí nhá. Mã này các chị coi là đá 656 ạ. Đá 656 kèm số điện thoại cho em. Quên để giúp Kinh Tiên của Quyền ơi.
165.000 đồng. Thời hạn 165.000 đồng các chị, nó là áo nhiệt các chị ơi, mặc nó rất là ấm luôn. Mà các chị nhìn trên cái cổ rất là xinh luôn các chị nhá. Đính đá cho em luôn ạ. Đính đá cho em luôn ạ. Rất là lâu em hết rồi các chị ơi, hết hàng rồi. Hả? Chị Kim Ngân Bùi chốt đơn hàng ạ. Đã. Chị Yên Nguyễn có ạ. L MLXL 3 size các chị nhá. MLXL 3 size. Các chị em. Đúng rồi, chị Nguyễn Dung đã đua 1965 mọi người. Chị ở Tuyên Quang đúng không? Có phải chị ở Tuyên Quang không? Hương Thành đúng không? Thế sao hôm nay vẫn chưa nhận được à? Nó vào ngày lễ chị ạ. Nó vào 2 ngày nghỉ lễ. 3 ngày nghỉ lễ chị ơi. Đấy, ngân hàng ở đây vẫn không làm việc, vẫn chưa làm việc đúng không? Đúng rồi chị ơi, nó vào 3 ngày nghỉ lễ chị Nguyễn Dung nhá. Chị thông cảm cho em với, em muốn khách hàng nhanh nhận được hàng, em có tiền chị ạ. Đấy, khách hàng nhận được hàng em có tiền chứ chị. Chưa nhận được hàng là tiền em vẫn treo ở trên hệ thống. Kim Ngân Bùi có lại Hoàng Huế này, chôm chôm chốt đơn hàng ạ. 656 cho em 165.000 đồng một đồng các chị yêu ơi. Ôi không đọc tên ạ. Và sai à, Hạnh Lê, Trần Cảnh, Nguyễn Thị Ngà Lan, Nguyễn có đơn hàng ạ. Lên khóa K6 em còn có vài cái thôi các chị thấy không ạ. Khách em cứ gọi là đánh bay luôn. Em bán giá rẻ hơn bao nhiêu tiền ý. Em thấy xỉ người ta vẫn đang xỉ 480-500 nghìn. Mà bây giờ em bán có 350. À chất lượng em còn nhưng mà lúc nãy em vừa lên là chắc cũng ngày mai cũng hết. Chắc ngày mai cũng hết à. Các chị thích phao em đem phao luôn. Toàn hàng phao hơn triệu. Để chợ bây giờ em giảm các chị giá cũng rẻ luôn các chị nhá. Đưa okay. Chị một cái mã phao đi em ơi. Đồ của em Loan đẹp thật, em cảm ơn chị yêu. Cảm ơn tình yêu nhá. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra. Để chạm trước thanh toán giúp em với. Tại vì là hàng em có cho tổng nghiệp các chị cứ mình cứ đến nơi bóc hàng kiểm tra cho em. Để chạm không vừa giả lại. Chứ đừng như cái chị hôm nay mà tháng hơn tháng mới gửi cho em như thế chị nhá. Đấy lúc đấy nó mất hay ra ấy. Rồi mã này các chị comment là phao 21. Đủ màu đúng không? Ừ. Còn 3 màu. Ờ phao 21 này, nói chung là còn ít thôi. Ôi toàn phao hơn triệu, sót lắm các chị ơi. Xả giá này là hơi sót nhỉ. Hơn triệu cái. Để chạm phao toàn bộ hàng, phao tiền triệu luôn các chị ơi, nhìn hàng cho em ạ, toàn bộ của lô hàng Quảng Châu. Để chạm mã này các chị comment hộ em là phao 21 nhá chị nhá. Phao 21 và kèm số điện thoại cho em ạ, chị hợp tuyến em cảm ơn chị nhá. Comment nó ẩn này chị này. Em thấy em cũng phải nhìn được cái máy xem em trả lời comment ý. Sao là nhiều chị bảo hỏi nói mãi hỏi mãi nó chả trả lời gì. Đấy con này nó khinh người. Chị hỏi từ đầu đến cuối mà không thấy nó trả lời. Các chị thông cảm mà comment nó ẩn lắm. Facebook lần này anh ấy làm gắt lắm các chị ạ. Mà này các chị lên cho em là ờ gì nhỉ? Hả? Nghĩ đang ngóng thế nào? Nghĩ đang ngóng tiếng áo lông. Lại áo lông nữa, lại áo lông nữa. Lại áo lông, Mỹ thích áo lông á. Ở đấy em tí. Mã này các chị lên trên là phao 21 ạ. Nhưng mà cái form này của nó sẽ là form to các chị nhá, kiểu dáng xương xương ấy. Phao 21 lên đơn hàng kèm số điện thoại em đang có 3 màu là đen này, xanh và đỏ. Đen xanh với đỏ đô. Được chưa? Đen xanh với tông màu đỏ đô, các chị lên đơn hàng cho em là phao 21 cộng số điện thoại cho em ạ. Các chị đang mua bên ngoài tầm khoảng 900 đến 1 triệu 2, được chưa? 900 đến 1 triệu 2, ngày hôm nay tặng các chị luôn ạ, 399.000 đồng một áo. Em bảo rồi ạ, rẻ hơn cái áo phao của hàng Việt Nam luôn. Đó, rẻ hơn phao của hàng Việt Nam mà các chị nhìn hàng cho em ạ, đẹp xuất sắc luôn các chị nhá. Ok, chị ạ, đẹp xuất sắc luôn các chị này, trần cho em này. Đó, phao 21 cho em ạ, màu đỏ, em mặc là màu xanh, còn đây là màu đen. Cầm nó dày, nó ấm lắm luôn các chị nhá. Được chưa ạ, phong các chị dưới 65 cân đổ về. Và em chốt các chị tầm 55 cân đổ lên, 55 đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Các chị comment của em là phao 21 cộng số điện thoại ạ. Cảm ơn chị Thu Hường nhá. Nên nhìn được bộ B4 nhà em Loan chất đẹp lắm, mặc vừa ưng ý ạ. Em cảm ơn chị. Chị Minh Ngọc ok chốt đơn hàng ạ. Mắt em có 3 màu các chị nhá, đỏ, xanh và đen. Em mặc là màu xanh các chị này, màu xanh này. Màu rất là đẹp luôn ạ. Mà nó ấm các chị nhá. Để chạm mộc mắc mũ mặc nó ấm luôn ạ. Chốt các chị tầm dưới 65 cân. Phao cổ lông đợi em tí chị gái ơi. Đấy các chị comment của em là nhanh tay cho là phao 21 đi ạ. Chị Hải Yến Bùi Liễu Bùi chốt ạ. Huyền Nguyễn các em còn tầm khoảng là 15 cái. Để chạm chốt các chị giá 399.000 đồng một áo. Để chạm chuẩn của nó hàng Quảng Châu các chị luôn. Mà các chị đợt trước các chị mua 1.1-1.2 triệu. Bây giờ tặng các chị là 399.000 đồng một áo ạ. Giảm sâu các chị luôn. Để chạm giảm giá sâu luôn ạ. 399.000 đồng nốt. Ok chị ạ, lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho các chị nhìn cho em màu này. Thực sự luôn ạ, quá chất các chị nhá. Cái phao bóng bóng kìa, ba màu đỏ đỏ đỏ. Nó ở chỗ nào ấy còn hàng nhỉ? Ủa chưa được cái mẫu đấy làm gì ạ? Từ từ ạ.
màu đen cho em ạ, màu đen, màu đỏ với tông màu xanh. Đen đỏ xanh cho em ạ, phao 21 và kèm số điện thoại ạ, 399.000 đồng ạ, giá kỷ niệm. Nay nhận được bộ B46 ưng ý lắm, cảm ơn chị Đông Thủy. Chị Nguyễn Thị Hiền ok chút phao 21 ạ. Cảm ơn chị Bình Thanh nhá, chị Nguyễn Thị Nguyệt chút đơn hàng ạ. Áo đá em mặc bên trong là đá 656 là 165.000, còn áo phao là phao 21 cho em ạ. Giá các chị là 399.000 đồng một áo phao. Em bảo rồi, chỉ bằng cái áo len, cái áo khoác bình thường thôi. Mà con áo phao các chị đang mua tiền triệu như này. Đấy chứ ạ, cái áo phao các chị đang mua tiền triệu. Các chị nhìn chất chiếc của nó này, đã đời luôn các chị nhá. Em tặng các chị là 399. Ok chứ ạ, 399 và cách số điện thoại cho em các chị lên đơn. Đẹp lắm luôn các chị ạ. Giá này thì các chị không phải suy nghĩ đâu. Chỉ sợ là ngày mai mình không có được chốt đơn ấy, tại vì hàng nó có quá ít luôn các chị ạ. Số lượng hàng nó có quá ít luôn. Chị Trần Xoa, chị Cương Nguyễn Thị này, ok chị Thơ chốt đơn hàng ạ. Các bác lên đúng mã cho em nhé và cộng số điện thoại cho em với. Đẹp nhức nách này. Áo đá đẹp mà không có size nhỏ, chị ơi có size M và chị MLXL, các chị trên 40 cân. Đến tầm của là dưới 65 cân đổ về thì các chị mặc vừa áo đá. Đây chị nha, màu đỏ đô cho em này. Đỏ kiểu đỏ mới, đỏ mận ý, đỏ đô đỏ mận cho em ý. Đây màu đỏ cho em, các chị lên đơn hàng cho là phao 21 và cộng số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Vấn ạ. Lên lên lông đi em ạ, đợi em tí chị Tôn Hải ơi. Chị Nhung Phạm ạ, chị Nhâm Mùi ạ, phao 99 là cái gì? Sao lại phao 99? Em mặc là phao 21 chị gái ơi, phao 21 là 399.000 đồng. Đó, chị comment như thế là máy không lên đơn được đâu chị gái ơi. Chị San Trần ok chút đơn là phao 21 ạ. Phao 24 á, phao 24 thì mình còn nào không nhỉ? Hình như phao 24 hết hàng ấy. Phải không em ơi, hàng ơi, cái phao hai à, hàng hào ấy, phao 24 nhà mình còn không? Còn đấy ạ, còn đủ màu gì ạ? Đâu? Còn 3 màu thẳng trước mặt đấy cho em. Đây là 21 em đang mặc mà chị. Cái phao 24 có lẽ hết hàng rồi đấy. Đừng đơn tối hôm qua dồn được chị ơi, nếu mà chưa chốt đơn các chị dồn được, còn đã đơn, chốt đơn rồi, đi đơn rồi là không dồn được chị gái ơi. Chị Trúc Linh Lê Vũ ơi, em thấy luôn comment đang bị ẩn đấy này chị này. Em không hề thấy comment luôn ấy, không hề thấy comment luôn. Em bảo các chị lúc nãy mà, các chị ưng mã nào các chị cứ lên mã hàng cho em ạ, cộng số điện thoại mỗi này là phao 21 chị nhá. Phao 21 cho em ạ, 399 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đẹp gọi là nhức nhối luôn. Đẹp nhức nhối luôn ạ, 399 ạ. Áo len đi chị ơi, đợi em một tí ạ. Một áo đá đang mặc là mã đá 6. Đá 6 bên gì nhờ chị ơi? 656, áo em mặc là đá 656 chị gái ơi. Áo em mặc là đá 656. Khoác len dài em còn, chị Hải Yến Mùi ơi. Em còn ít khoác len dài đấy, khoác cardigan dáng dài. Chị Nhung Phạm ok, chị Thu Hường chốt đơn hàng. Đợi em một tí em lên bộ Nhung nhé, bộ Nhung còn mấy bộ để em xả nốt thôi. Không còn hàng. Chị Phạm Tuyến lên trên là số điện thoại chị ơi. Comment của em là kiểm tra đơn và cạnh số điện thoại cho em. Tại vì đợt này thì các chị biết là 3 ngày nghỉ lễ rồi. Đấy là các đơn vị vận chuyển người ta sẽ nghỉ. Thì mình trừ 3 ngày đấy ra cho em với. Đấy chị nhá, nó sẽ chậm hơn đấy. Như hôm nay ngân hàng không làm việc đúng không? Ngân hàng rồi là các đơn vị vận chuyển kể cả bưu điện đến đơn vị vận chuyển của Viettel rồi các kiểu nó nghỉ hết mà chị. Thứ bảy chủ nhật thứ hai là đều nghỉ hết luôn ý, nghỉ 3 ngày. Nên các chị mình thông cảm giúp em rồi, ngày mai để ý điện thoại nhá. À, chị Đỗ Thị Đoàn chúc đơn hàng ạ. Kiểu gì thì ngày Tết nó cũng chậm hơn. Bộ đi em, đội em tí chị Huyền Vân ơi. Bác nào em nhận được của bộ như em, các chị cho em xin một cái feedback nào. Áo em mặc là 165.000. Chị Hiệp Nguyễn có đơn ạ, phao 21. Chị Hương Nguyễn có đơn hàng nhá. Nếu mà 65 cân tùy chiều cao chị nhá. 65 cân là phải tùy chiều cao. Áo em mặc là mã 656. Chị ơi, áo em mặc là 656 là 165.000 đồng chị gái ơi. Áo đá hàng Quảng Châu. Để cho áo đá của hàng Quảng Châu đẹp các chị luôn, đá đính rất là chắc luôn ạ. Chị Hương Lê ạ, chị Lưu Thị Hà, 65 cân vừa của cái mã phao 21 chị ơi. Hỗ trợ đổi hàng chị Hoàng Yến xuất khẩu lao động nhá. Nhà em có hỗ trợ đổi sai nhưng mà sẽ đổi trong vòng 3 đến 5 ngày. Đó, chứ bây giờ các chị mà để lâu quá nhà em sẽ không hỗ trợ đổi được. Đấy lúc nào em cũng bảo xin lỗi các chị như thế. Hỗ trợ đổi hàng nhưng mà phải trong một cái giới hạn là từ 3 đến 5 ngày thôi. Sau khi mà các chị nhận đơn hàng. Đúng không ạ? Nó cho em một mã phao chị ơi. Đợi em tí em lên luôn mã. Đây á, còn hàng không? Con này thì lên cái là hết mã. Tại vì hôm qua nó khách sốt hết còn đâu nữa. Ai lấy đây? Lấy đồng phục cho học sinh. Tôi đi chết. Lấy hết thì lấy hết khách lẻ à? Hết rồi, con không, tôi còn để. Mai chuyển khoản. Hết sạch.
đồng phục học sinh vùng cao. Tặng học sinh khổ. Em bảo các chị nhá. Mà chị nào đang là giáo viên vùng cao. Đấy ạ. Hôm nào nhà em sẽ soạn một ít cái hàng kiểu là cái hàng mà nhà em còn gãy sai, lẻ sai ấy. Đấy. Thì em sẽ là làm một chuyến em tặng nhá. Để chị nào có hôm nào em sẽ đăng lên mà chị nào đang ở vùng cao, ví dụ như là ở Hà Giang hay là kiểu là ở vùng sâu vùng xa ấy, em sẽ là cho mỗi chị một bọc. Thế chứ, nói chung là đồ vẫn dùng tốt. Đấy, nhưng lẻ sai lẻ số ấy. Rồi, tại vì là em thấy là nhiều chị giáo viên ấy, các cô giáo ở vùng cao là thấy là chụp ảnh mà các cháu, kể cả đồ con em cũng thế. Con em kiểu bây giờ nó nhanh lớn lắm. Thế nên là mua đồ cứ mấy tháng là nó đã cọc rồi, nó vẫn còn rất là mới. Rồi em sẽ là ngày mai em sẽ làm bảo các bạn nhân viên nhà em, rồi là nói chung là chắc phải mấy hôm nữa cơ, nó phải gần gần em nghỉ. Bây giờ này em rất là bận. sợ chốt nhầm đúng không? Hôm nào em sẽ đăng lên và chị nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhá. Đúng rồi, nhiều cô giáo là xin cho các em học sinh ở vùng cao ấy, nhìn đấy là lời lạnh thấu xương mà. Chúng nó cứ mặc cái quần áo kiểu là cộc ấy, xong là nó rách rồi ấy. Nhìn thấy thương, lại con mình thì không mặc hết. Đúng không? Con ở dưới đây thì không mặc hết, mà các bé ở trên vùng cao thì không có quần áo để mặc. Thì hôm nào em sẽ là một chuyến em kỷ niệm. Có cả đồ mới, có cả đồ cũ nhá các chị nhá. Mã nào cũng muốn mua em cảm ơn chị ạ. Đây các chị này, mã này là mã phao bao nhiêu? Em bán hàng nhá, có gì là em sẽ đăng lên Facebook. Mà chị nào có nhu cầu thì sẽ liên hệ với em để em gửi. Là như nào chị? Pha này pha bao nhiêu? Pha 48. Pha này pha 48 cho em ạ. K48 chứ. K48. Mã này các chị comment là K48 đấy các chị này. K48 em còn sót đủ size không chị nhỉ? Mã này lên đơn hàng chứ là K48 màu xanh, nó là màu xanh la vi các chị này. Màu xanh la vi ạ, em có hai size đúng không? Hai size L, XL. XL 2X. Hả? X 2X. À quên, 1XL 2XL các chị nhá. 1XL 2XL ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là mã này là gì? K48 đúng không ạ? K48 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu xanh này, màu đỏ và tông màu đen. Màu xanh, màu đỏ và tông màu đen. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. K48 các chị nhá. Form này em chốt cho các chị tầm khoảng là 53-54 cân đổ lên. Nếu mà chị nào mà kiểu là các chị trung tuổi và các chị hơi có bụng một chút ấy, thì các chị trên 50 cân đổ lên các chị cũng mặc được. Nhưng mà phải tùy vào chiều cao ấy. Em chúc các chị tầm dưới 65 cân đổ về lên đơn. Đấy chứ ạ, mã này cũng giảm các chị đốt xuống là 399.000 đồng. Đấy chứ ạ, 399.000 đồng một áo. Các chị lên đơn nào mà kèm số điện thoại cho em. Đấy chứ ạ, 399.000 đồng cho em màu đỏ ạ. Đấy chứ ạ, màu đỏ cho em này. Cảm ơn chị Hương Lê nhá. Hàng người Loan mặc ok lắm ạ. Nói chung các chị nhận hàng các chị cứ kiểm tra trước cho em. Đấy chứ ạ, kiểm tra trước thoải mái. Màu đen này. Ok chị ạ, màu đỏ. Nếu mà không có giá sale các chị phải mua hơn 1 triệu con áo này. Đấy chị ạ, các chị đang mua hơn 1 triệu con áo này cho em ạ. Chị ơi, dưới 65 cân em chốt đơn. Rồi ok chị Quách Thái Dương nhá. Tại vì nhà em cũng nếu mà để mà trẻ con nhà em hơi bị đông luôn. Con cháu hơi bị đông luôn ấy ạ. Từ cái khoảng độ tuổi là tầm khoảng là 3 tuổi đến khoảng là 10 tuổi là sẽ có. Ở xóm em cũng khá đông trẻ con luôn ý. Nói chung nếu mà các chị không chê thì đồ cũ có rất nhiều. Còn đồ mới nhà em này, nói chung là đại em chỉ bán đồ người lớn thôi. Còn đồ trẻ con thì em không bán. Đồ trẻ con chỉ có đồ cũ thôi các chị nhá. Đồ cũ nhưng mà chắc chắn là nó sẽ là sạch sẽ. Đấy chứ ạ, sạch sẽ. Và sẽ giặt gọi là gọn gàng, sạch sẽ, gấp lên cho các cháu. Chứ không phải là mang nhiều chỗ. Em cứ thấy là mang tính là từ thiện, nhưng mà toàn gửi những cái đồ mà các cháu không mặc được. Đấy, từ thiện nhưng mà gửi toàn những cái đồ như kiểu là mình dọn nhà đúng không? Như thế là kiểu là từ thiện không có tâm ấy. Em thấy rất là nhiều trường hợp như thế luôn ấy. Đúng rồi, đây là chị này. Nhiều chỗ em thấy đăng lên ấy. Trẻ con mà rét mướt này xong là cởi chuồng này đây này. Chị đây, chị ở Đồng Văn cho chị xin làm từ thiện cho dân. Họ khổ lắm, trẻ con rét. Thế này cởi chuồng thương lắm, chị làm việc nhà chùa. Ok chị ạ. Chị Nguyễn Thùy liên hệ cho em nhá chị nhá. Đấy. Khổ thân nhỉ. Con mình thì áo trong áo ngoài.
Đây các chị ơi, màu đỏ cho em nhá. Em có size các chị dưới 65 cân đổ về. Các chị từ 53 đến 65 cân đổ về em chốt đơn. 53 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Các chị lên mã hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Màu các chị này, đen này. Đấy, màu đỏ này và tông màu xanh em mặc là xanh lavi các chị nhá. Ba màu cho em ạ. K48 ạ, cộng số điện thoại ạ. 399.000 đồng một áo. 399.000 đồng. Các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em. Em qua mẫu luôn các chị này. Chị Trần Thị Huyền Trang ok chốt đơn hàng ạ. Ẩn comment quá. Ẩn comment quá chị ơi, hôm nay nó làm sao ấy. Mạng nó là do mạng đấy, mạng ẩn comment này. Này lâu lắm mới bị đấy nha. Lâu lắm mới bị ẩn comment luôn. Đây mã này cho em đi. Mã này là mã đạt 661 này. Mã 661 cộng số điện thoại cho em ạ. 661 hiện tại em đang còn hình như là còn nguyên size 1X ấy. LXL này. Sáu sáu một em đang còn size LXL hai size. Ok chị Phạm Thị nhá. 661 và cộng số điện thoại ạ. Chị lên áo choàng lông đi chị ạ. Choàng lông á. Choàng lông nó còn hình như còn có hai cái khoác đằng sau đi chị ạ. 48 cân có mặc vừa mã này chị ơi. Còn áo phao thì 48 cân không vừa, tại form đấy là form to. Form dành các chị trung trung tuổi ấy. Thì các chị tầm khoảng 52-53 cân đổ lên là các chị mặc được. Đấy chị ạ. Trên 50 cân nói chung cái trên 50 cân đấy tầm khoảng 60 63, 64 cân để chị nào người cao cao quá chị tầm 65 cân đổ về là cái mẫu K24 ấy. Mấy lần chốt mà đơn mà đều hết hàng ạ, tại vì đợt này không nhập được hàng đó chị yêu ơi. Không nhập được hàng, các chị nhìn mã này cho em ạ. Mã này em còn hai size LXL các chị nhá. LXL hai size em xả lỗ các chị là 145.000 đồng. Ok chị ạ, 145.000 đồng là mã 661 cho em. 661 và kèm số điện thoại ạ. Đó, 661 và kèm số điện thoại cho em ạ. 145.000 một áo các chị nhá. Em còn sót mấy chiếc thôi ạ. Em còn sót mấy chiếc, 145.000 ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đó các chị là 145. Lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Các chị chốt đơn ạ. Áo em đang mặc có không em ạ. Áo em vừa mặc xong là mã 656 chị ơi. 656 là cái màu đen em vừa mặc xong. Còn mã này em còn mấy chiếc các chị này. Còn là xa các chị 55 đến 65 cân. Từ 55 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Em tặng các chị nốt là 145.000 đồng một áo. 145 cho em ạ. Mã này là mã 661 ạ. Để chạy 661 cho em 145.000 đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Bây giờ chỉ còn size LXL đấy các chị yêu nhá. LXL 2 size ạ. Đấy, từ 55 cân đến 65 cân đổ về. 145.000 ạ. 145.000 đồng. Nhanh tay các chị nhá, nó không còn nhiều đâu ạ. Nó không còn nhiều, các chị nào chưa được chốt đơn các chị của cách đây khoảng 3-4 năm like ấy, thì các chị đặt lại chúng em ấy, tại vì là chắc là bị hết hàng là thứ nhất này. Hoặc là nó bị sót đơn ẩn comment ấy. Gửi hoa mai mang đi chợ chị nhé. Chị Hoa mai đi chợ gì không? Chị Phạm Hồng Tám Tâm gì? Đấy xuyên xin hàng cho người vùng cao. À, không, 661 cơ. Nào. Chị đang hỏi 661 mai mang đi chợ chị giờ. À, đang 661 đây này. Chị á. Này này, chị Phạm Hồng Tám đây này. Là chị con, nào đây? Con gửi hoa mai mang đi chợ chị nhé. Là 661 này. 661 đây này. Nó bao nhiêu cân? Áo dây em mặc em hết rồi chị ơi. Chỉ còn màu trắng thôi. Chị Nguyễn Hoa ok chút pha 61 này. Áo tổ đấy em một tí chị Hưng Lê nhá. Chị Ngô Thúc Tu rồi ok chút đô nàng ạ. Nhà mình còn mã tổ nào không nhỉ mọi người ơi? Mã thổ như em đâu? Em mở. Đây đây mã áo thổ kìa. Thổ đá 476 kìa. Mấy mã cái áo thổ cho em. Áo thổ đá chị nhá. Alo. Vương ai kìa. Nếu mà hôm qua mà chốt đơn mà xin địa chỉ đã đi đơn rồi chị nhá. Nếu mà chưa xin địa chỉ mà chưa đi đơn thì em dồn được chị nhá. Nếu mà nhân viên mà đã chốt đơn mà xin địa chỉ là em gửi rồi chị ạ. Tại về cái mã đá 95 đến 90 này chị chốt đơn chị đặt từ mấy tuần mà không thấy liên lạc gì. Đá 90 thì em hết hàng rồi chị ạ. Thiệt lâu rồi. Tôi sẽ xem tối nay xong ưng mã nào đặt em đăng like đấy chị. Đá
năm chị cũng đặt mấy lần rồi nhưng cả thấy có đơn, thế tối nay chị thấy em lại lên lại cái 385 thì 85 chị đặt lại đi, vào lại đặt lại cho em với nhá. Bị sót đấy chị ạ. Lúc nhiều quá bây giờ không tìm, bây giờ mới tìm được cái bạn bãn hàng mới tìm được thấy chị ạ. Rồi ok chị vào like đặt nhá, em đang live stream em nói chuyện sau ạ. Ok, đặt vâng vâng ok chị. Áo em mặc lên là mã sổ là mã 482 áo đá, nhưng bây giờ chỉ còn nguyên size M chị này. 482 còn một cặp này hả? Ừ, đây là 482, em còn sót vài chiếc các chị ơi. 160.000 một áo, 160.000 đồng các chị cơ. May là 482 và kèm số điện thoại để chạm 482 và kèm số điện thoại cho em. 160.000 một áo các chị nhá. Các chị lên ạ, đúng mã hàng cho em là 482 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 482 và kèm số điện thoại cho em, mình chốt đơn hàng ạ. Áo đá tiếp rồi em, tí mẫu này cũng là dòng áo thổ đá mà chị ơi, nó cũng là dòng áo thổ đá chị nhá. Mã 482 cho em, chị nào chưa chốt con này nhanh tay ạ. Còn vài chiếc thôi, nó còn một tộc này tầm khoảng 7-8 chiếc các chị này. Sót 7-8 chiếc, mã 482. Quần Q3 em còn, chị Hằng Lê ơi, em còn nhá. 166 và 656, cây trần lùng. Mã này các chị comment là bạn 482 ạ, cách số điện thoại cho em. Giá các chị là 160.000 ạ, để chạm 160.000 đồng. Chị Nguyễn Dung có, chị Hoa Trần ạ. Mã em còn tầm 7-8 chiếc các chị nhá. 160.000 cho các chị nốt đấy. Phong các chị dưới 55 cân đổ về thôi, 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. 54-55 cân. Chứ còn chị nào mà 55 cân là phải phụ thuộc vào chiều cao nữa. Có lên quần với chị ơi, đợi em tí. Em tí lên quần bây giờ đấy ạ. Nào lấy cho em tiếp nào. Ôi đâu, đủ size không? Nhưng mà đủ size không? Không. À thế giờ vẫn còn một size thôi. 482 nhỉ, em còn không phải còn 7-8 chiếc mà nó còn tầm 20 cái. Nguyên size M ạ, em còn 20 cái nguyên size M các chị nhá. Các chị comment là 482 cho em ạ. 482 và kèm số điện thoại cho các chị chốt đơn 160.000 một áo ạ. 160.000 đồng các chị lên đơn chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em với các chị nhá. Còn nào thun ôm á? Em không hiểu chị mã hỏi mã thun ôm là cái nào. Rồi qua mẫu này. Đây cho em cái mã gì cái chữ to to này. Đây ạ. Rồi 482 em qua mẫu các chị cứ lên mã hàng cho em, thì mã này em vẫn còn số lượng mà còn nguyên size M thôi. Áo len đợi em một tí em len luôn. Tiếp theo mã này các chị comment là em ở đá 95 ạ. Đá 95 cái này em còn nguyên size XL vậy ạ. Nguyên size XL còn đúng một chiếc size L các chị nhá. Còn một chiếc size L ạ. Các chị yêu lên cho là đá 95 mà kèm số điện thoại ạ. Đá 95 ạ, cộng số điện thoại cho em. Cái này em tặng các chị nốt là 165.000 một áo. Đấy chạm 165.000 đồng ạ. Đây các chị này, size L em còn một chiếc thôi. Còn đâu là còn nguyên XL. Đấy chạm, còn đâu là còn nguyên XL. Các chị comment là đá 95 cho em 165.000 đồng các chị nhá. 165.000 các chị lên mã này cho em là đá 95 cộng số điện thoại ạ. Ok chị ạ, nó là áo nhiệt gen lưới hai lớp ạ. Lên choàng lông đằng sau giúp em. Cái này còn mỗi hai cái, chị nào lấy nốt không ạ? Không biết còn sót cái nào không? Đây cái này là choàng lông cho em, còn đúng hai chiếc nhá. Em còn một ghi một màu be, kiểu màu trắng kem ấy, còn một cái màu ghi một cái màu trắng kem. Chị yêu lấy comment hoặc em là khoác 152 ạ. Các chị comment em là khoác 152 và kèm số điện thoại ạ. Em còn đúng hai chiếc thôi các chị ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Hoa? Ai chỉ nhau? Đá 95 ạ, 165.000 các chị nhá. 165.000 đồng. Cái này em còn đúng hai chiếc, chị nào lấy nốt này. Con này mà các chị mặc siêu xinh luôn. Form chốt các chị tầm khoảng là 45 đến 65 cân ạ. 45 cân đến 65.000 đồng. Con này em sale có các chị là 600. Được chưa? Em sale nó các chị là 600.000. Hàng 850 các chị nhá. 850 em tặng các chị nốt ngày hôm nay là 600.000. Còn đúng hai chiếc ạ. Một cái màu trắng kem, một cái màu ghi. Một cái màu trắng kem, một cái màu ghi. Các chị lên đơn hàng chị làm mã gì nhỉ? Khoác 182 ạ. À khoác 152 chị ơi. Khoác 152 và kèm số điện thoại cho em. Chất lượng đẹp các chị nhá. Em còn một ghi, một trắng kem. Đấy, cho các chị 65-66 cân đổ về. Các chị thoải mái mặc vừa cho em mẫu này ạ. Khoác 152 cộng số điện thoại ạ. 600 ạ. Sell 600, hơn 800.000 cái sell 600.000 áo. Đây chị Hồng Vân này.
Xịn lắm luôn ý, chất nó đẹp. Bác nào lại mua áo này các bác biết chất lượng rồi không ạ? Cái này em còn sót đúng 2 cái thôi. Em còn sót đúng 2 cái ạ. Bác ca em lên dáng ngắn tí, em lên dáng dài sau ạ. Khoác 152 chị ơi, khoác 152 cho em ạ. Một, à quên, 600 nghìn ạ, 600. Khoác 152 cho em ạ, sale 600 nghìn. Các chị lên mã hàng cho em mà cầm kèm số điện thoại. Em còn đúng 2 cái thôi các chị nhá. Các chị mua ngoài tiền triệu ạ. Nếu như em đã bán hơn 800 thì các chị mua ngoài toàn hơn tiền triệu các chị ơi. Là tặng các chị giá là 600. Đấy chứ ạ, 600 nghìn, cái này còn đúng 2 chiếc vậy ạ. Có nỉ mũ không em á? Nỉ mũ là kiểu như nào nhỉ? Nỉ xốp á? À, không, nhưng em bán có áo nỉ, nỉ cổ tròn thôi chứ không bán. Lấy cho em cái mã áo len cho chị Hoa ơi. Áo len mà hôm nay chị bê ra kia đó còn một cọc chỗ này này. Áo len. Em đi áo len luôn, đợi em tí. Bác ca dài em có khoác 152 cộng số điện thoại cho em các chị nhá. À, chị Nguyễn Nhiên lấy màu gì chị ơi? Tại vì em còn đúng 2 màu thôi, còn đúng 2 chiếc 2 màu ạ. Mua nhà Loan nhiều đẹp quá mà dịch chả đi đâu được để mặc mà cứ thích mua đúng không ạ? Em cảm ơn chị nhá. Bây giờ mã này khoác 152 ạ, màu ghi và màu trắng kem, 2 màu ạ. 600 em sale 600. Cho anh kêu em đánh cái mã hàng này. Khoác 152 sale 600 nghìn, chị ghi hộ em bật ngoài cái mác của nó. Áo len đi em, đợi em một tí. Áo len áo đá có luôn chị ơi, đợi em tí em lên cả đổ bộ luôn chị nhá. Cái áo len này có mã này này. Các chị nhìn màu của nó này. Màu xám của nó là màu trắng kem chị nhá, màu trắng kem đấy. Còn màu ghi nó ghi đậm ấy, màu ghi đậm ấy, chị Đỗ Thị Nga ạ. Nó có hai màu chị nhá. Không biết chị lấy màu nào. Áo này, ôi dồi ôi, hàng đắt mà chị ý, có phải hàng rẻ đâu. Sale 600 nghìn, em nhập vào giá của nó 68-70 rồi. Lúc đợt đầu thì em nhập nhiều, bây giờ nó còn đúng 2 chiếc. Đợt đầu tiên của nó em nhập vào 700 mấy ấy. Sau em nhập được sale của nó là 720. Đợt đầu tiên em nhập vào 780, 770, 780. Em bán có 820 nghìn, bây giờ bán có 600 nghìn tại vì nó còn có 2 chiếc thôi. Đúng không ạ? Thôi các chị lên đơn đi, em ghi số điện thoại nhiều chị là em ghi số điện thoại nhưng mà gọi không được. Em ngày mai chị nào chốt trước thì có. Đấy chứ ạ, ngày mai chị nào chốt trước thì có, em nói thẳng luôn đấy. Nhiều chị ghi số điện thoại nhưng mà gọi không được, còn ba chị tranh nhau không có. Áo đá đang mặc là 165.000 chị ơi, 165.000 đồng. Mã này các chị comment cho em là đá 95 các chị nhá, đá 95 mà kèm số điện thoại ạ. Chị đưa cho em cái mẫu kia kia chị. Đấy, nốt cho nó gọn này, gẽ cái hàng ấy đi. Không phải cái đấy đâu chị ơi, bên cạnh cái chân chị nó còn có vài cái ở chân đấy chị đấy. Đây không, hoa kìa. Không kia kìa, đằng trước mặt bên cạnh đấy còn mấy cái? 5 cái. Còn cái này còn đúng 5 cái. Khoác đang mặc là khoác 152 là 600 nghìn chị ơi, là 600. Cái này em còn MLXL, mã này là đá 638 này. Các chị có mẹ em là đá 38 cho em ạ. Đá 38 kèm số điện thoại cho em MLXL 3 size còn đúng 6 chiếc. Thì chạm mã này còn 6 chiếc ạ. Hàng 180 các chị này. Còn 6 chiếc của hàng 180 các chị lên đơn hàng ạ. Đá 38 kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. 42 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Ok chị ạ, 42 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị comment là đá 68 ạ. Đá 38 kèm số điện thoại cho em ạ. Chị ơi, đây này. Hả? À đấy à, còn không? Còn hết rồi, còn đâu? Đợi cái kia cho chị ý xem, chụp lại cho chị ý xem. Đây chị này, mã này đá 38 cho em ạ. Em tặng nó các chị là 150.000. Ok chưa? Nốt các chị luôn ạ. Cái này là sale cắt mẫu luôn các chị nhá. Em tặng nó các chị 150. Các chị comment là đá 38 và cộng số điện thoại cho em ạ. Dưới 65 cân em chốt. Hết hàng các chị này. Còn nguyên size XL, M còn một chiếc, L còn một chiếc, còn 3 chiếc size XL. Đá 38 ạ, cộng số điện thoại cho em. Ngày mai chị nào nhanh tay mình có. Em nói thật luôn ấy. Ngày mai chị nào nhanh tay mình có đơn này. Nào, quý đơn bốc của chị tôn cho cái mẫu lẻ bên dưới cho các chị luôn. Giá gọn gọn gàng đi cho nó. Đấy, cái linh tinh này. Đẹp quá nhỉ, cái mẫu này. Nhưng mà không có hàng. Mẫu này không có hàng. Đá
Đá 89 đây. Nói. Hết size rồi chị ơi. Hết size rồi. Mã này lên cho là đá 89 các chị nhá. Con này các bạn kẹp hết nước chấm luôn nhưng mà hết hàng. Nói chung là vẫn đủ size. Mẫu này thì có số lượng một tí nữa chị này. Mẫu này thì vẫn còn số lượng một chút. Mã này các chị comment là đá 89 á. Đá 89 cộng số điện thoại cho em. 180.000 đồng lên nhanh tay cho em mẫu này. 180.000. Ok chị ạ, các chị comment là đá 89 và cộng số điện thoại cho em ạ. 42 cân đến 65 cân em có size vừa nhé chị nhá. Từ 42 cân đến 65 cân ạ. Đá 89 và cộng số điện thoại ạ. Đấy các chị này, đá 89 và cộng số điện thoại cho em 165.000, à quên 180.000. 3 size ạ, MLXL các chị nhá. 3 size MLXL các chị lên đơn hàng cho em một kèm số điện thoại ạ. Nói chung là còn chục cái. Các chị ạ, vẫn còn tầm khoảng chục cái đủ size các chị nhá. Đá 89 cho em ạ. MLXL 3 size. Đấy chị ạ, đá 89 ạ, MLXL 3 size ạ. Bây giờ có hàng này bữa đâu mà bán các chị ơi, nhanh tay mình có ạ. Đấy chị ạ, nhanh tay mình có đơn, cái này bị sót, nghe em bị sót hàng đấy. Tại vì là nhiều hàng quá không là nó cứ chồng chất lên nhau ấy. Bây giờ nhân viên em mới phân được mẫu ra. Đấy còn cái nào em bán nốt ạ, 180.000. Tại bây giờ nhập vào giá của nó cao hơn, bây giờ giá em bán ra các chị đấy ạ. Nhập vào bây giờ giá cao hơn. Đấy, thôi bây giờ em bán nốt cho nó gọn gàng đấy ạ. Đá 89 ạ. Em mà bán cho anh cái quần lót em đang mặc nữa em nhé. Ok luôn. Cái này là bệnh hoạn đấy nhỉ. Bệnh, bệnh quá đấy. Nên là người ta gọi là bị bệnh đấy. Lúc nãy có đứa chửi cho này. Đứa nào chửi? Nhưng mà khách nhìn nó ẩn. À khách nhìn chửi à? Em không nhìn thấy thì nó ẩn comment. Ờ. Em mà bán cho anh cái quần lót em đang mặc nhé. Cái này là bệnh kinh khủng nhỉ. Em không đọc được comment đâu. Mẹ thằng bệnh. Em xin phép em chửi phát nha. Mẹ bố thằng bệnh. Được chưa? Được không ạ? Em chửi được không anh chị? Em chửi thế à? Em chửi thế vẫn nhẹ à? Đừng chửi, chửi lên. Thôi em không chửi nè. Em mà chửi là các chị đông người xem em không có hàng bán. Thôi em không chửi. Em bán hàng. À, ba lỗi em đang mặc chỉ còn màu trắng thôi chị ơi. Chỉ còn màu trắng thôi. Em mặc là đá 89 nữa chị nhá. MLXL 3 size ạ. Tiếp này các chị này. Tiếp đi Huyền nữa bốc các chị. Tiếp các mẫu đây. Cái mẫu áo thổ kia. Đấy em ép đấy. Đấy, cái mẫu đây chị thấy vẫn còn này. Chán lắm, chẳng biết làm sao từ nãy giờ cứ chán lắm. Đơn tối qua nhà em vẫn chưa gọi chốt đâu chị ơi. Sao đấy em? Làm sao đấy? Chán lắm. Sao mà chán? Đã 476 á chị này. Đi chạm mã này các chị ơi, nó là áo tổ. Tổ của mã 476 á, các chị comment là 476 và cộng số điện thoại cho em. Lấy cả bác ca đây nhá. Mã này các bác lên trên là 476 ạ. Cách số điện thoại cho em mình lên đơn. Chị không chụp lại cái khách hàng chửi cái thằng bệnh kia của em gái. Ngô hiểu. Lúc đầu tiên chị giải hiểu rồi đấy. Nha. Bà ấy nhìn thấy treo từ đầu rồi. Chủ nó comment đi động hiểu. Đây. 55 cân đổ với em chốt đơn ạ. Đấy chứ ạ. 55 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Mã này khách hàng lên cho em là 476 ạ. Đấy chứ ạ. Mã này là áo tổ đá chị nhá. Tổ đá cho em các chị này. Nó là dòng áo giữ nhiệt ý. Như dòng này chị nào mà bụng kiểu bụng các chị béo ấy, các chị mặc nó không bị lộ bụng luôn. Tại vì dòng của nó là dòng bu rông. Đấy chứ ạ, dòng bu rông ạ, bo gấu cho các chị như này. Mã này các chị coi là 476 ạ. Bây giờ em còn lẻ nguyên size M các chị nhá. 476 em còn nguyên size M thôi. Em tặng các chị nốt là 160.000. Đấy chứ ạ, 160.000 đồng ạ. Em biết nó bị thần kinh rồi mà chị, cho này em có nói ở đâu. Kệ nó từ nãy giờ ấy chị. Đấy là khách nhà em chửi đấy. Có chị đọc được comment chị chửi đấy. Mẹ cái thằng bệnh. Em ơi chị ơi, kinh lắm mẹ. Nếu mà ở trước mặt em táo vào mồm nó luôn rồi ý. Em chưa chặn comment đâu. Nó mà vào nó sủa một câu nữa thì. Tức lại con người nó hơn nhau ở cái ý thức chị ạ. Cái thằng đấy nó chắc là thằng đàn bà ấy chị ơi. Xong là bố mẹ chắc là cũng gọi là. Em không phải nói láo chứ đau cái ấy để ra cái thằng mất dạy đấy. Bốn bảy sáu ạ, em còn nguyên size M các chị, dưới 55 cân đổ về các chị nhá. Dưới 55 cân đổ về em chốt đơn ạ.
gen đá các chị này, gen của nó gen lưới, gen lưới đính đá cho em ạ. Còn cái phần ở trước của nó đá ép nhiệt các chị nhá, đá ép nhiệt ạ. 10 ngày bọn chưa được đơn ạ, chị tin điện tử cho em xin mã hàng với số à quên cho em xin cái số điện thoại ấy. Kiểm tra đơn cộng số điện thoại giúp em, tại vì nó vướng mà 3 cái ngày nghỉ lễ thì nó sẽ chậm hơn hành trình đấy chị nhá. Ngày Tết Dương này xong lại vài thứ bảy chủ nhật nữa. Các em kiểu nghỉ bù ấy. À, mạng lại yếu à. 476 các chị em còn nguyên size M thôi. Để cho em còn sót cọc size M các chị này. 160.000 các chị nhắc, 160.000 đồng một áo. Chị tươi sáng em bật 3G lên vào xem chị ạ. Đấy, bây giờ bật tối là bật wifi là em chắc là sợ nó hơi bị kém, mạng nó hơi bị kém. Mã này các chị coi là 476 các chị nhắc. 476 ạ, cộng số điện thoại cho em. Kệ mẹ nó đi chị Hương Nguyễn ơi. Nói làm gì? Nó là con người, nó đã không bao giờ nó nói comment vào cái câu như thế chị ạ. Em nghĩ nó không phải người đâu chị ơi. Là bốc cái này cho em phát. Chị Cỏ May Hoa, chị Đặng Thanh ạ, chị Thắm Hồng Lê, ok em chúc đơn hàng. Hết hàng, hết size to rồi chị ạ. Hết size to, bây giờ còn mỗi size bé thôi. Chị Hà Yến ạ, chị Tu Đào ạ, chị Lê Hiền, ok em chúc đơn nhá. Cho các chị một áo len nữa chị này. Để chị ạ, toàn hàng hơn 300. Để chị ạ, toàn bộ hàng hơn 300.000. Các chị, mã này các chị coi là mã bao nhiêu chị Hoa nhỉ? Các chị lên mã E1 cho em ạ. Để chị ạ, E1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Len này của nó toàn bộ len pha lê ép các chị nhá. Len pha lê ép ạ, các chị lên ạ, chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Nhanh tay mình có ạ, đẹp xuất sắc luôn các chị nhìn áo này. Đấy, các chị nhìn chất len cho em nhá, rất là xịn luôn ạ. Chất len rất là xịn luôn ạ. Các chị lên mã này cho em là E1 ạ. E1 và kèm theo màu với số điện thoại cho em màu xanh ạ. E1 màu xanh này, E1 màu hồng này, E1 kem ạ, màu đỏ đô này, E1 màu trắng kem và E1 màu đen. Em tất cả có 5 màu các chị nhá. Em có 5 màu ạ. Rồi các chị cứ lên số điện thoại giúp em. Cứ lên số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Sóc nhung em còn chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Sóc nhung nhà mình ấy. Nhưng mà bây giờ nhà em lẻ sai lắm. Ngày mai các chị chọn size vừa nhá. Đúng không ạ? Tại vì sóc nhung em thế nào mặc lệ cũng xinh. Tại vì là tất cả em đã chọn em đã chọn hình hết rồi ý. Nhưng bây giờ em đã bán quá hết mẫu, bây giờ nó chỉ còn lẻ size thôi. Chị lấy cho em tất cả cái hình sóc nhung nhà mình ra đây với. Ngày mai các chị cứ chọn cho em được cái size vừa các chị nhá. Chọn cho em là size vừa. Toàn bộ sóc nhung em bán rẻ nhất cũng là 250.000, thị trường vẫn đang bán các chị trên 300. Có loại rẻ nhất là bán 170. Đấy, còn loại đắt nhất là bán 250. Đấy là loại giá mà các chị đang mua thị trường vẫn là hơn 300.000 một cái. Đợi em tí em cho nhân viên lấy đã. Bộ bạc nhà em có chị ơi. Đây ạ, áo từ từ đã. Không phải ngủ. Tiền nó cũng hơn mua. Vừa hôm nay lại một đơn đúng không chị Măm Măm này. E1 ạ. 199.000 đồng ngày hôm nay. Ok chị ạ, 199 ạ. Từ khoảng là 45 đến 65 con em chốt đơn ạ. 45 con đến 65 con chị yêu nó đã nhận được áo len của nhà em rồi. Các chị cho em xin phản hồi. Được chưa ạ? Các chị ơi, áo len nó sẽ không có mác đâu các chị nhá. Em nói luôn trên like ấy. Các chị thấy áo len ít khi em like nó có mác lắm. Áo len nó chỉ là hàng free size thôi. Để cho áo len nó chỉ là hàng một size thôi ấy. Nó co giãn theo chiều cơ thể ấy. Nó chỉ có form to hoặc là form nhỏ trừ khi là len hãng ấy. Đấy, len hãng của hàng Hoa Cúc là hàng FC nó có mác. Còn tất cả những dòng len pha lê, len nhung nó sẽ không có mác đâu ạ. Đấy. Chứ nhiều chị là đến nơi các chị hỏi là áo len, em ơi áo len không có mác là nhà em sẽ không có mác các chị đâu. Còn mác rẻ thì đời chị ạ. Mác em thích các chị một cái áo, em cho các chị 10 cái mác cũng được. Nhưng quan trọng là cái chất lượng của nó ấy. Kể cả len kiện các chị thích có mác em cho các chị bắn mác vào luôn. Đấy chứ ạ. Nghìn cái, 500 một cái mác, nghìn một cái mác, đầy. Nhưng mà quan trọng là chất lượng của nó ấy. Đỏ đô cho em này, 199.000 đồng ạ. Để chạm 199 và kèm số điện thoại cho em ạ. Phong các chị dưới 65 cân đổ với em chốt đơn. Phong các chị dưới 65 cân đổ với em chốt đơn hàng. Mã này các chị comment cho em là E1 các chị nhá. E1 và kèm theo số điện thoại ạ. Cổ lông phía sau á, cổ lông phía sau đợi em tí em lên luôn. Có cái mã phao da ấy chị ơi. Phao da bán nốt các chị rẻ nốt đi, gọn hàng đi. Đen này các chị này. Len của nó len nhung ép. À quên, len pha lê ép cho em ạ. Chất nó đanh, chất dày dặn các chị nhá. Nó không dày quá như len nhung mà nó không mỏng như kiểu len mông tô ghi. Thế chị ạ, len của nó chất nó vừa phải các chị ạ. Len chất vừa phải cho em ạ. E1 và kèm số điện thoại ạ. Áo vừa mặc là cái nào nhỉ? Áo vừa mặc là mã 476, bao da của mã 731 ấy. Ờ. 199.000. Đẹp lắm luôn các chị này. Chất len cái sợi len nó đẹp. Đấy chị ạ, cái sợi len nó đẹp, các chị nhìn cái kiểu cách của nó cho em này, 199.000 đồng ạ.
lên khóa được em tí, lên khóa như em gần như hết sạch đấy. Đỏ đô cho em ạ, màu bên ngoài nó đỏ đậm hơn trên line các chị nhá. Tại vì thường là màu đỏ trên line nó sẽ sáng hơn cái màu bên ngoài rất là nhiều đấy. Ok chị Hoàng Hằng nhá. Comment bị ẩn này, em phải đang nhìn ở máy xem đây này chị này. Nhưng mà chắc là phải vài hôm nữa chị ạ. Tại vì thời gian này là thời gian mà nhân viên em đang rất là bận ý. Với lại em cũng đang rất là nhiều việc ý. Thì chắc là tầm khoảng là 5-7 hôm nữa nhà em sẽ soạn cho chị ơi. Em sẽ soạn cho xong là em gửi chị nhá. Nhưng mà thôi nói chung là bây giờ thì nói chung là như em là gọi như là muối bỏ biển thôi chị ạ. Muối bỏ biển thôi chứ không thể nào mà không thể nào có nhiều được như thế. Em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng là hỏi mọi người ở đây. Thế chạ, nhà em thì có mấy đứa trẻ con, nhà em có 3 đứa, xong là con của anh của chị nhà em có, xong là hàng xóm ấy. Thì em sẽ là quyên góp chị nhá, em sẽ quyên góp. Cố gắng ạ, gửi cho các bé ở vùng sâu vùng xa. Lên bộ đi để em tí chị ơi. Mã này các chị comment cho em là E1 nhá. E1 và kèm số điện thoại chị Duyên Trang ơi, cho em xin số điện thoại đi, khách quen nhớ lại số điện thoại giúp em với. Không là không máy tính máy nó không lên đơn được ấy chị ạ. Chị Lê Thúy ok chốt màu xanh các chị ơi, hồng của nó kiểu hồng đỗ các chị nhá. Hồng đỗ cho em này, hồng đỗ này. Đó, hồng đỗ cho em ạ, màu đỏ đô này, màu đẹp lắm ấy các chị này. Đấy chị ạ, màu rất là đẹp luôn ạ, đỏ đô cho em này. Màu đen này. Đấy chị ạ, màu đen cho em ạ. Chị Nguyễn Bình ok chốt đỏ đô ạ, chị Trần Hảo chốt đỏ đô này. Đây là màu trắng kem các chị nhá. Bác ca đợi em một xíu chị gái ơi. Mã hàng cho em là E1 ạ, kèm số điện thoại ạ, mình chốt đơn hàng ạ. 476 là 160.000 chị gái ơi. 3 hôm mà chưa được gọi chốt đơn này, chị Hương Vũ chị có nhớ mã hàng không chị ơi? À, áo khoác Paka nhà em còn đi chị Nhu Mì ơi. Paka đợi em một tí em lên luôn. Nói chung là mỗi mã nhà em còn một tí thôi chị ạ. Mỗi mã còn tí. Đó, mã E1 cho em ạ. Màu kèm theo số điện thoại cho em màu xanh các chị này. Nói chung là cái tông màu nó rất là đẹp luôn đấy. Chị Nguyễn Yến có này. Chị Hà Phạm chốt màu hồng này. Nói chung là mỗi màu còn 5 cái, 6 cái đúng không? Mỗi màu còn 5, 6 cái đấy ạ. Đấy, chị Nguyễn Yến có màu xanh. Đây màu hồng cho em ạ. Đỏ đô còn sót 2-3 chiếc các chị nhá. Mỗi màu còn vài chiếc hết hàng ạ. 199 ạ, hàng 32, 350 giá cũ. Mắt xay mờ, em mà xay mờ hay xay ấy nhỉ? Em á, mờ cũng được, lờ cũng được. Mắt xay mờ. Đây các chị này, màu hồng cho em ạ, hồng kiểu hồng đỗ các chị nhá. Hồng đỗ, hồng đậm ấy. Đấy, E1 ạ. Váy len A1 là cái nào nhỉ? Chị Bùi Minh ok này. Chị Nana chốt đỏ đô này. Chị Hòa Hải ok em chốt đơn hàng ạ. Trắng kem này, màu đen cũng xinh đúng không ạ? Tất cả các màu là màu nào cũng đẹp luôn các chị. Cái bảng màu của cái mã này ý, xinh lắm. Nó kiểu là màu trầm trầm, màu đậm ý. Còn đây là sóc nhung nhà em đây các chị này. Toàn bộ sóc nhung của hàng cao cấp luôn. Để chạy toàn bộ sóc nhung của hàng cao cấp. Các chị comment là sóc nhung cộng số điện thoại cho em ạ. Nói chung các chị chọn cho em cái hình ngẫu nhiên các chị nhá. Chọn hình ngẫu nhiên cho em. Các chị nhìn cái nhung của nó các chị biết đúng không ạ? Nhìn cái nhung của nó các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Đó, toàn bộ chiếc của nó hàng em đang bán là 245-249. Còn thị trường các chị vẫn đang mua là trên 300.000. Em có size các chị từ khoảng là 45 cân đến 65 cân đổ về. Bây giờ các chị chọn cho em size vừa, không chọn kiểu các chị nhá. Các chị có phải là sóc nhung cộng số điện thoại giúp em. Đó, sóc nhung cộng số điện thoại cho em mình lên đơn này. Em tặng các chị là 200.000 một cái. Để chưa ạ, 200.000 đồng một con sóc nhung đẹp các chị như này. Ok chưa ạ, các chị nhìn chất lượng cho em các chị biết này. Để chưa ạ, nhìn hàng các chị biết luôn ạ. Ok chưa ạ, nhà em có cả loại rẻ đấy. Loại rẻ nhé là 170. Nhưng mà nhung của nó là nhung lì. Còn đây các chị nhìn cho em nhung của nó này. Nhung này của nó là nhung dày nhá. Lót cho em này, rất là đẹp luôn ạ. Em xả luôn các chị 200.000 một quần. 200.000 một quần, các chị comment em là sóc nhung. Toàn bộ hàng em nhập vào giá nó cao hơn cái giá 200.000 nữa các chị ạ. Nhưng bây giờ thôi ạ, bây giờ nó lẻ mẫu. Bây giờ lẻ mẫu, mỗi mẫu nó còn 1-2 chiếc. Đó, mỗi mẫu em còn 1-2 chiếc. Em tặng luôn các chị là 200.000 một quần ạ. 200.000 một quần sóc nhung, hàng đẹp các chị nhá. Các chị lên đơn hàng cho là sóc nhung và cộng số điện thoại cho em. Nó nhiều kiểu lắm, vẫn còn đấy chị ạ. Nó vẫn còn kiểu đấy. Nó không phải nguyên mấy kiểu này đâu. 200.000 một cái. Cẩm nó dày, nó ấm như thế này mà các chị này. Lót hết bên trong cho em ạ. Để các chị nhìn lớp lót bên trong của nó này. Rất là xinh luôn ạ. Các chị ơi là sóc nhung cho em nhá. Nói chung là các hình này em bán rất là đắt hàng luôn ấy. Nhưng mà bây giờ là không có về. Bây giờ giá em nhập vào giá cũng cao hơn ấy. Đó, giá nhập vào cao hơn rồi có size. Các chị cứ chọn cho em cái size vừa đi. Từ khoảng là 45-65 cân thì em sẽ có size vừa cho các chị. Nhưng mà các hình nó khác nhau các chị nhá. Các hình khác nhau, chị em mình cũng hoan hỉ cho em được cái hình của nó. Để chạm cái hình của nó rất là đẹp luôn như này. Sóc nhung mà kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn. Để chạm giá các chị 200.000 ạ. 200.000 một quần. Các chị có mày là sóc nhung 200k cho em ạ.
sóc nhung 200k và kèm số điện thoại ạ. Nhà mình có cái quần hàng Quảng Châu là cái quần mà quần dài của hàng Quảng Châu ấy, nó có mấy mã nó vẫn đủ size đấy. Nên mấy chị hôm vừa rồi các chị hỏi size to ấy, nhà mình vẫn còn mà. Bây giờ không biết là tìm ở chỗ nào luôn. Dạ, sóc nhung 200.000 cho em. Để chạy giá sale các chị nhá, giá sale các chị nốt ạ. Đẹp lắm ý các chị ơi, form dáng nó lên nó rất là gọn luôn. Nó không phải là cái quần sóc nhung mà nó xòe xòe như kiểu là cái nơm đâu các chị ạ. Đây, chất lượng. Để chạy các chị nhìn nhung của nó này. Lớp bên ngoài cho em ạ, lớp bên ngoài này. Sóc nhung cho em 200.000 một cái. Em xả các chị xả lỗ, em được lại các chị tầm 15-20.000. Nhưng bây giờ em lỗ hẳn 25.000 một cái. Để cho em lỗ 25.000 một cái quần. Có cái em nhập vào 230, có cái em nhập vào 235, có cái em nhập vào 225.000. Chưa có cái nào em nhập vào 200.000 luôn. Mà bây giờ em tặng các chị đồng giá là 200.000 một cái. Tất tần tật các mẫu. Đó, chứ khi em không trộn hàng rẻ với em bán cho các chị đâu nhá. Có loại rẻ 170.000 nhưng em sẽ bán riêng. Em không chọn các chị loại 170.000 nhưng em đang bán đâu. Các chị nhìn chất các chị biết các chị này. Ok chưa ạ? Nó có nhiều kiểu lắm. Nó có nhiều kiểu lắm. Nhưng chất mướt đúng không chị? Hàng này của nó các chị đang ra ngoài shop các chị mua toàn hơn 300 thôi nhé. Em bán 245, 249.000 đồng giá cũ. Bây giờ em tặng các chị ở giá 200.000 đồng giá luôn các chị nhá. Nó sẽ có M, L, 1XL, 2XL, 3XL. Đấy, từ size M đến 3XL luôn. Nhưng mà nó lẫn lộn các chị nhá, nó lẫn lộn luôn ấy. Bộ thể thao để em tí chị gái ơi. Các chị có phải là sóc nhung cộng số điện thoại cho em ạ. Sóc nhung cộng số điện thoại cho em ạ. 200.000 một quần. Cứ 200.000 một quần mình lên đơn. Đó, 200.000 một quần mình lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Còn áo thổ không? Áo thổ còn mã nào nữa? À, nhung đi, cái nhung thổ ấy, thổ nhung ấy. Thổ nhung nhà mình còn ở để chỗ nào Huyền đứng dậy lấy của chị gái. Không, không phải đâu. Cái thổ, cái nhung cơ mà, đấy, có cái hàng đấy nhưng mà nó là nhung 1, 2, 3, 4 là trước ấy. Đó là chỗ nào vậy? Vậy hát xong nhung 200.000. Mặc sướng, ấm. Anh đi đâu ăn cơm vậy? Cơm gì nha? Sóc nhung 200 mà cộng số điện thoại ạ. Anh cho anh bảy xuyến nha. Bảo quần áo thằng pin ấy. Có cái nào nó mắc chật ấy cho em xin. Em cho các cháu vùng cao. Vùng cao nhà mình nhìn quần áo mình... Nhà mình có rồi nhưng mà nhiều lắm. Thôi thằng Dương cũng đẩy. Ừ, con cháu nhà mình thì đông rồi. Con cháu nhà em đông lắm, huy động một phát thì một xe tấn tư thật ý. Giờ cái này còn nguyên xe S này. Các chị ơi, mã là nhiệt 133 cho em nhé các chị nhé. 133 và kèm số điện thoại cho em mẫu này, này. Em còn nguyên xe S thôi. Ui, thì còn bao nhiêu thì bán nốt chứ để đấy làm gì? Cái này thì còn đủ size nhưng cái này còn nguyên size 2X. Đây các chị này, mã này nó là hàng của FT3, em còn nguyên size S các chị dưới 50 cân em chốt đơn ạ. 40 cân đến 50 cân các chị nhá. Từ 40 cân đến 50 cân chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị comment là nhiệt 133 và kèm số điện thoại ạ. Nhiệt 133 và kèm số điện thoại. Có len nhung không? Em có chị ơi, Bùi Minh ơi, em có len nhung nhá. Em có len nhung. Cân ạ. Em cảm ơn chị Quyên Thị Nguyễn nhá. Áo len em vừa mặc xong là mã E1 chị ơi. Mã này các chị ơi là 133. Hàng này của nó em bán cho các chị nốt là 230.000. Thì chị ạ, 230.000 em còn nguyên size S. Các chị tầm còn là 40 đến tầm 50, 253 cơ các chị mặc được size S. Này các chị này, em 54 cân mới mặc được này chị ạ. Để chất nó co giãn. 230.000 ạ. Các chị coi mình là 133 và kèm số điện thoại ạ. 133 và kèm số điện thoại ạ. Có giữ nhiệt trơn không ạ? Tiết chị Quân Ngọc em có. Đợi em tí ạ, cái mã chỗ tủ lạnh kìa. 133, em có size S các chị nhá. Các chị từ 40 cân đến 52, 53 cân, 54 cân đổ về các chị cũng mặc được cho em. Nó tùy vào cái cân nặng chiều cao của các chị nữa. Đây chị này, em 53, 54 cân mà nó vẫn có độ co giãn như này. 133 và cộng số điện thoại cho em hàng của FT3 230.000 ạ. 230.000 đồng một áo ạ, các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em 230 ạ. Đó. Chị ơi không còn XL đâu, em còn nguyên size S mà. Nó không còn XL đâu. Chị Nguyễn Lan Anh ạ.
133 cho em các chị nhá. 133 cộng số điện thoại chị Oanh Lê, không còn XL, em chỉ còn size S thôi các chị này. Còn mỗi size S thôi ạ. Nó không còn size L, XL đâu. S, M, L, XL. Đợt trước em có đủ size nhưng bây giờ em chỉ còn nguyên size M thôi. Còn nguyên size, à size S thôi. Chị ơi sửa giá của em xuống 230 chị này. 133 cho em ạ. Cách số điện thoại cho em 230.000 đồng một áo. Chị Bùi Quang cho em xin mã hàng với chị ơi. Chị nào vừa size S các chị lấy nhá. Đây áo này của nó là nhiệt trơn. Nhiệt trơn em tặng các chị 100.000 một áo. Để chạm 100.000 đồng một áo. Con này cũng hàng Quảng Châu cho em nhưng mà nó sẽ là không có họa tiết gì. Nó sẽ trơn này, các chị không thích cái tang cài của nó, các chị về các chị tháo ra cho em được. Đó, chủ yếu bây giờ em còn xanh coban với màu đen đúng không? Chủ yếu bây giờ còn xanh coban với đen thôi, đỏ còn ít lẻ sai các chị nhá. Mà này các chị có bên là em là nhiệt trơn ạ. Nhiệt trơn và kèm số điện thoại ạ. Đá mẫu khác nữa em chút chị gái ơi. Cái gì chị Hoa? Đá nhà mình là biển. Đá nhà em cứ gọi là biển luôn. Đây, phong này chốt các chị tầm khoảng là trên 40 cân đến 65 cân, 66 cân, 68 cân các chị mới ok cho em. Mã này các chị có mẹ là em là nhiệt trơn ạ. Nhiệt trơn cộng số điện thoại cho em 100.000 một áo các chị nhá. 100.000 một áo. Đấy, màu đen này. Xanh em mặc là xanh coban các chị nhá. Xanh coban này. Màu xám cho em ạ. Màu ghi xám ạ. Bao lông vũ ạ. Bao lông vũ em hết rồi chị ơi. Nó chỉ còn pha xinh nhẹ thôi. Đấy, màu xám cho các chị luôn ạ. Có size số từ SML. Được chưa ạ? SML. 3 size ạ. 100.000 một áo. 100.000 một áo. Ôi chị ơi, cái mẫu này không có size S à? Hết sạch á? Ôi thế hết hàng rồi. Đây màu nâu cho em ạ. Màu nâu này. Màu nâu ạ. Màu xanh coban và tông màu đen. Màu đỏ còn ít các chị nhá. 100.000 một áo. 100.000 một áo. Chất co giãn thoải mái. Giữ được cực tốt luôn. S có đúng một cái màu xám. Còn đây là các chị có bên này nhiệt trơn ạ. Nhiệt trơn cộng số điện thoại cho em 100.000 một áo các chị nhá. 100.000 một áo. Chất co giãn sướng các chị ơi. Em muốn lấy đủ màu ấy mặc luôn ý. Tại vì những cái dòng này các chị rất là dễ mặc. Trẻ mặc được, trung mặc được. Để chạy trẻ tuổi mặc được, trung tuổi mặc được cho em ạ. Các chị lên cho em là nhiệt trơn và cộng số điện thoại cho em 100.000 một cái các chị lấy kèm đơn luôn nhá các chị nhá. Hoặc các chị ship, em ship từ hai chiếc nhưng một chiếc em không ship, em không bỏ ship ấy. Tại vì cái áo này nó nhẹ. Chị Nguyễn Thùy Ninh ạ, chị Duyên Trang ạ, nhiệt trơn hai cái, chị Hương Thu này. Con này của nó có size số các chị nhá. Hàng này em không phải hàng free size đâu. SML 3 size ạ. Hàng này sẽ có 3 size SML, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Toàn bộ hàng trước hơn 200.000. Bây giờ em cũng xả các chị có 100.000 một cái thôi. Đấy, màu đen cho em này. Màu đen ạ, màu đỏ này. Đỏ của nó đỏ đô các chị nhá, đỏ đậm ý. Đỏ đậm cho em, không phải đỏ tươi chót đâu. Đó, đỏ đậm này, màu đen này, màu nâu này. Màu xanh coban với tông màu ghi. Các chị lên đơn hàng cho là nhiệt trơn và cộng số điện thoại ạ. Chị Thanh Minh ạ, chị Lâm Ngọc chốt ạ, chị Hương Thu có ạ. Phao siêu nhẹ dáng dài á. Nhưng em không còn phao siêu nhẹ dáng dài đâu. Chị Hà Tuyến chốt ạ, chị Quân Ngọc chốt nhiệt trơn màu xanh coban này. 65 cân đen xám, ok chị Thùy Nguyễn này. Đây màu xám cho em. Đấy màu xám cho em, rất là dễ mặc luôn các chị nhá. Nhiệt trơn cộng số điện thoại cho em 100.000 một áo. Cứ 100.000 một áo, nhưng em còn ít thôi. Tại vì cái dòng này rất là dễ mặc, rất là dễ bán luôn ấy. Mà có 100.000 thì trước các chị toàn mua hơn 200.000. Toàn mua hơn 200.000, bây giờ em xả có 100.000 một cái. Đa số là các chị toàn lấy kèm đơn hàng thôi. Đó, đa số toàn lấy kèm đơn hàng cho em ạ. Nhiệt trơn cộng số điện thoại cho em, các chị chốt đơn hàng các chị nhá. 100.000 một áo cho em ạ. Cổ nó sẽ là cổ dòng 3 phân. Đó, cổ 3 phân cho em. Chưa, đây này. Còn bao nhiêu cái? Sai gì? Bây giờ còn sai gì? Còn 5 cái size L và nâu toàn 2X. 5 cái size L và nâu toàn 2X. Còn vẫn đủ size đúng không? Không, còn 2 cái 5 cái size L và còn toàn 2X. XL 2XL 2 size à? Các chị nhìn áo nhung này. Để chắc các chị comment là nhung 4 cho em ạ. Các chị comment là nhung 4 cộng số điện thoại ạ. Nhung 4 cộng số điện thoại cho em. Các chị nhìn nhung của nó này. Các chị toàn mua 300 mấy một cái. Để chạy nhung đá cho em các chị nhá. Nhung đá cho em. Các chị ơi, em là nhung 4. Nhung 4 cộng số điện thoại em có là size 1XL với 2XL. 1XL với 2XL các chị dưới 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Từ 55 cân đến 65 cân đổ về ạ. 55 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Dạ. Cái này còn đầm khoảng 20 cái. Đến 20 cái không? Chắc chắn đến 20 cái đâu nhỉ. Chị Hoa có
có không? Hả? Quần áo Hà một bụng. Ồ. Đây mã này nhung 4 cho em. Nhung 4 cách số điện thoại cho em ạ. Em sản cho các chị là 180.000 một áo các chị nhá, 180. 180.000 đồng 1XL 2XL các chị này, 1XL với 2XL các chị có may là nhung 4 ạ. À, có được kiểm tra hàng thoải mái chị Thanh Nguyền Chu ơi, nhà em có cho xem hàng chị nhá. Các chị nhận hàng các chị có kiểm tra hàng cho em thoải mái. Đúng mã đúng hàng mình lấy cho em nhá. Tôi 65 cân. Ok chị cứ may là nhung 4 cho em ạ. Nhung 4 còn là áo nhung đính đá. Để chị ạ, nhung đính đá các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ của là hàng Quảng Châu ạ. Các chị nhìn túi bóng tem mắc của nó các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Đưa cho chị một cái nguyên tem nào. Nguyên tem rồi nguyên túi nào. 180.000. Để chị ạ, 180.000 đồng mã nhung 4 dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Nhìn cho em ạ. Xịn đét luôn ạ. Toàn bộ hàng hơn 300 được sạc các chị 180. Đấy chứ ạ, em xả các chị luôn 180.000. Em xin phép em chặn cái con chó Ngô Hiểu đấy em cái nhá. Ờ. Em ơi, cho anh cái quần lót em đang mặc đi em gái. Em chặn con mẹ nó luôn đi. Cái thằng này không phải người. Nhật trơn hai chiếc xanh, hai chiếc đỏ xanh ok chị Hương Thu ạ. Chị Liễu Bùi chốt ạ, Nguyễn Thị Hàng ok em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng kèm xuống thì chắc là nhung 4 nhá. Em còn tầm 15-20 chiếc thôi. Chắc là không đến 20 cái. Chị ơi người nhận, nói chung các chị cứ trên 52-53 cân thì áo này bu rông cho mình phải mặc có, phải có độ gọi là rộng rộng cho em một tí. Không ai mặc áo bu rông mà nó lại ôm như này các chị này. Đấy, mặc có độ như này các chị nào mà bụng to các chị mặc nó không bị lộ bụng. Để chặn nhung 4 cho em 180.000 ạ. 180.000 đồng các chị lên đơn hàng ạ. Tiếp theo ạ. Mã nhung 7 đây. Đây là nhung 1. Mã các chị lên nhung 1 cho em ạ. Nhung 1 cộng số điện thoại cho em ạ. Màu này nó gần toàn những kiểu là màu mỡ gà ấy. Còn mấy size đây? L1XL 2XL ạ. Được chưa? L đến 2XL các chị này. Từ 45 cân đến 65 cân em có size các chị nhá. 45 cân đến 65 cân em có size vừa ạ. Các chị yêu lên trên là nhung 1 ạ. Cộng số điện thoại cho em. Nhung 1 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn đó các chị này. Em có 3 size L1XL 2XL ạ. Ờ, nhà mình có một ít cái paca lót lông đấy. Bây giờ lên paca cho các chị luôn đi. Đây các chị này, nhung 1 cho em. Xả nốt 180 ạ. Để chặn xả nốt 180.000. Các chị có phải là nhung 1 nhé chị nhé. Mã nhung 1 cho em ạ, dưới 65 cân em chốt ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Nhung 1 180.000, mã nhung 1 cho em. Đừng có mẻ nhung đinh đá chị ơi. Mã nhung 1, nhung vừa xong em mặc của họa tiết LV nó nhung 4. Còn mã này của nó là họa tiết này, các chị coi là nhung 1 cho em. Màu của nó kiểu màu vàng, như màu vàng kiểu mỡ gà ấy. Màu rất là tôn da luôn các chị này. Nhung 1 cho em ạ, 180.000 một áo các chị nhá. Các chị đang mua hơn 300. Nếu các chị nào mà hay mua những cái dòng này các chị biết chất lượng đúng không ạ? Mà các chị đang mua thì rất là đắt luôn. Toàn hơn 300.000 một cái thôi, em hứa luôn đấy. Tại vì giá nhập của nó rất là cao. Bây giờ là em bán là giá sale tại vì nó số lượng nó còn ít ý. Chị không đợt đầu tiên các chị đang mua nhà em là 239.000 nhỉ. Bây giờ em xả nó các chị 180 các chị nhá. Xả nó các chị 180. Mất đơn á? Ai? Đây này chị ơi, còn ít nhung thổ mã lẻ này. Còn ít nốt cho các chị luôn này. Mã này nhung 1 cho em ạ. 65 cân đổ về. Các chị từ 45 cân đến 65 cân nhé nhá. Nhung 4 dồn đơn ạ. Ok chị Thám Hồng Lê này. Nhiệt tròn là cái nào nhỉ? Nhiệt trơn. Chị Nguyễn Thu Hiệu chốt đơn ạ. Chị Liễu Bùi ok em chốt đơn hàng. Mã này các chị comment là nhung 1 các chị nhá. Nhung 1 cho em một cộng số điện thoại ạ. 100... còn thổ nữa không? Còn thổ nhung nữa không? 483 nhỉ? 483 còn nữa. Đấy, bây giờ nó cứ còn lẻ sai ấy, khổ thật ý. Bây giờ nó cứ còn lẻ sai các chị ạ. Đúng rồi, các chị ở trung tuổi các chị hay mặc cái dòng này này. Cái này là dành cho các chị trung tuổi nhá chị nhá. Tiếp lên bộ luôn. Ôi cái này làm gì còn hàng. Cái này mỗi mẫu còn một cái nữa. Ôi cái này là mã lẻ mà. Thôi thôi để cái này cho chị nào khách sỉ chị ôm hết. Thôi chị ở giá cho chị ôm hết luôn. Chị nào mà hay bán kiểu dòng chung chung. Cái này cũng còn nguyên size M các chị này. Mã này các chị có mẹ L483.
483 em nó còn nguyên size M các chị nhá. Em cảm ơn chị Nhu Mì ạ. Mã 483 cho em mã này ạ. Như Paka đi rồi ok luôn. Nào chị ơi chuẩn bị Paka cho em nào. Đợi em tí nhá, em lên lúc mấy cái mã đá đá này đã, nhung đá rồi là thổ đá này đã. Mã này mã thổ đá cho em này. Lên mã này cho em là 483 và kèm số điện thoại ạ. Được chưa ạ? 483 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chắc là mã này có nguyên size M nhá. Có nguyên size M các chị ơi. Xem lại của chị xem là có phải có nguyên size M không? Lên mã này là 483, cách số điện thoại cho em. Chị mặc được không? Giờ mới vào này chị Loan Mai á. Ô chị Loan Mai lấy cái áo nhung ý. Cái áo nhung ý. Đẹp lắm. Hình như chị là trước chị có lấy rồi hay sao ấy. Phải không Nguyễn? Ừ. Chị Loan Mai được cho chị xem lại mấy cái áo nhung ý. Nhung 1, nhung 4 thì chị mặc đẹp đấy. Đấy nhung đánh đá ấy. Đưa chị dơ lại cho chị xem nào. Để em dơ chị xem. Xinh lắm, được chưa? Em về của nó hơn 1.000 áo. Bây giờ nó còn lẻ ra vài chục cái thôi. Nhung 4 của nó là họa tiết LV. Đây chị này. Sang lắm mà con này nhìn nó sang. Đây này chị này. Đây là nhung 4 cho em ạ. Nhung 4 nhá, nó là họa tiết LV cho em này. Và nhung 1 của nó sẽ là màu của nó kiểu màu vàng ấy. Màu vàng kiểu màu mỡ gà chị ơi. Màu mỡ gà cho em ạ. Con này là nhung của nó, nhung thổ, à nhung nhung đính đá ấy. Đây chị này. Em đang xem nó có 180.000. Mặc xuống lắm chị ạ. Có size của chị vừa dưới 65 cân đấy. Dưới 65 cân cho em. Còn áo em mặc là form này em còn nguyên size M các chị. 40 cân đến tầm khoảng 52, 53 cân đổ về. 40 cân đến 52, 53 cân đổ về. Em tặng nó các chị 160.000 các chị nhá. 160.000 mã 483. Đó, 483 và kèm số điện thoại cho em 160 các chị này. 160.000 đồng một áo. Áo đang mặc là mã 483 chị Chuyên Nguyễn ơi. Chị Phạm Ngọc có, chị Chu Minh Lý chốt đơn hàng ạ. Các chị gái lên mã này cho em là 483 và kèm số điện thoại. Em còn nguyên size M thôi. Em cho chị cái đó ạ. Cái đó là tí nữa mà chị chưa xem được mẫu đấy thì chị xem lại like của em với chị Lệ Hằng ơi. Nhung 4 chị Nguyễn Thu Hương. Nhung 4 là cái hoa tiết LV đen ấy. Còn cái nhung 1 của nó là màu vàng ấy. Màu vàng kiểu màu mỡ gà ấy. Chị Nguyễn Nguyệt ok chốt 483 này. Các chị lên đơn hàng cho em là 483 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Khi nào? Ý kiến gì? Đi với mẹ ngồi, con ngồi đấy. Ừ thì ngồi đi. Không, mà tôi mẹ ngồi, mẹ bán hàng đi. Đấy, ôi giời ơi, chị Bóng ơi. Dạ. Đi về ngủ đi lên, đi về bố đi. Tôi lại 483 cho em các chị này, 160 ạ. Bác ca đợi em tí, đâu, lên bác ca luôn nào. Bác ca 4 không ạ? Bác ca 1 có màu hồng, bác ca 3 có màu đen. Bác ca 4 này lên lắp lông cho em. Để em tí lên bác ca lắp lông cho em bác ca thì em lên luôn nào. Nhá, em lên Paka luôn. Áo em mặc là mã 483. 483 và kèm số điện thoại ạ. Các chị cứ lên mã hàng cho em, còn về cân nặng thì nhân viên em sẽ tư vấn ạ. 52 cân này chị, em 53 54 cân này em vẫn mặc được tại vì nó co giãn mà chị. Mà chốt đến tầm của 52 53 cân thôi, tại vì là nếu mà áo bu rông mà mình mặc nó ôm sát quá nó sẽ không đẹp. Nó phải có cái độ rộng rộng cho em một chút ý. Đây lên một mẫu SK3 xong em mặc là áo Paka luôn các chị nhá. Mã này các chị lên cho em là đá 153. Ủa cái 153 này các chị biết là em bão đơn mã này luôn, bây giờ không có hàng nữa này. 153 cho em là có SL, XL các chị nhá. Đâu bác ca đâu? Kìa. Đang ở đây cho em nào. Cái bác ca này chưa đúng. Gì đi Bóng ơi. Để có một bầu.
Một ít đấy. Mã này à? Đẹp lắm, chưa bán. Mã này em có muốn một màu các chị này. Đừng be. Thì chạm Paka em có đúng một màu các chị này. Mã này các chị comment là Paka 4 ạ. Paka 4 mà cộng số điện thoại cho em. Đó. Cái này em còn là size 1XL với 2XL các chị nhé. 1X với 2XL. Các chị lên đơn hàng cho là Paka 4 mà cộng số điện thoại ạ. Paka 4 cộng số điện thoại cho em. Được chưa? Các chị đang mua con này là hơn 600.000. Đang mua hơn 600.000 giá thị trường các chị nhé. Ờ, hôm nay mùng 1 các chị giảm giá nốt tại vì em còn một màu trắng kem. Để chạm còn một màu trắng kem ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là Paka 1 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Có con các chị từ khoảng là 50 năm mấy cân nhỉ? Từ khoảng 54-55 cân đến 65 cân đổ về. 54-55 cân đến 65 cân đổ về các chị chốt đơn hàng ạ. Bao tiền được? Rẻ quá ai sót nhỉ? Sao ạ? Em xem là còn bao nhiêu cái chị? Còn 15 cái. 15 cái thôi nhá. Đấy chứ, em tặng các chị 350.000. 350.000 đi. Bằng một cái áo ngắn luôn. Đấy chứ, em bán bằng các chị một cái áo, cái áo Paka ngắn luôn các chị nhá. 350.000 đồng ạ. Các chị lên mã này trên là Paka 4 cộng số điện thoại cho em. Đó, Paka 4 và cộng số điện thoại ạ. Chị Loan Mai nhỉ, nhân viên là gửi cho chốt đơn và gửi cho chị là đi đơn rồi chị nhá. Đi rồi. Đi rồi. Loan Mai em chốt chốt đơn đi rồi. Mã này là Paka 4 ạ, 350. Em còn tầm khoảng là 15 cái. Paka 4 chị ơi, mã số 4 ý, đừng coi là số 1, số 1 đó là mã khác. Paka 4 cộng số điện thoại ạ. Ok chị ạ, Paka 4 cho em 350.000. Các chị này nó là chất nhà em toàn bộ chất kaki ướt nhá các chị nhá, nó không phải là chất phao đâu. Chất kaki ướt cho em nó rất là mềm. Đấy, còn 15 cái. Đánh mã hộ em Paka 4 đấy chị ơi. Rồi ơi, 350.000 đồng các chị nhìn hàng cho em này. Quá đẹp luôn các chị ơi, mặc lên các chị nhìn hàng này. Thôi còn 15 cái thôi em bán giảm cho các chị hôm nay mùng 1 bán lấy may thôi. Được chưa? Bán lấy vía thôi ạ. Paka 4 cho em ạ, cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. 350.000. Mã số 4 nhá chị nhá. Paka 1 đó là mã khác đấy. Chị nào comment Paka 1 là sai mã nhá. Mã này Paka 4 cho em ạ, 350. Qua mẫu chị ơi, còn 15 cái thôi. Bây giờ nhá, Paka 1 còn nguyên màu hồng. Ờ, Paka 1 còn màu hồng nữa đây nè. Nào, đưa lên cho em, chị nào thích em sale luôn. Còn một màu em mới sale các chị nhá. Còn đủ màu em bán giá này là giá vỡ nợ luôn. Các ca một em còn nguyên màu hồng các chị gái ơi, còn nguyên màu hồng nhá, còn mấy cái? Còn chục cái màu hồng, size ML 2 size. Mã này các chị coi là tắc ca một màu hồng ạ. Tắc ca một màu hồng mà kèm số điện thoại cho em ạ, em tặng nó các chị 350. Được chưa ạ? Hôm trước các chị mua đủ màu thì giá 400.000, nhà em đang bán. Còn thị trường bao nhiêu em kệ đi. Được chưa ạ? Thị trường bán bao nhiêu em mặc kệ. Bây giờ em tặng các chị nốt 350.000 ạ. 350.000 áo bên trong em mặc có một màu chị ơi. Hôm nay em chỉ còn một màu hồng thôi. Mã này Paka 1 cho em. Được chưa ạ? Mã số 1 đi. Paka 1 cộng số điện thoại cho em ạ. 350.000 một áo nốt bằng cái áo trẻ con. Đấy. Paka 4 chỉ có một màu thôi. Em bảo rồi, bây giờ nó em sell cái giá này là chỉ còn đúng một màu thôi và còn tầm hơn chục cái. Mã này các chị có là Paka 1 cho em xả các chị là 350.000 đồng. Đó, 350.000 đồng các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Chị nào nhanh tay mình có đơn em còn tầm 10 đến 15 cái thôi ạ. Còn tầm 10 15 cái các chị nhá. Ấm mà đẹp lắm ý. Paka 1 cho em màu hồng. Đấy, Paka 1 em mặc màu hồng các chị này. Các chị nhìn cái lông cổ áo của nó này. Để chặn lông mũ cho em ạ, hàng đẹp các chị nhá. Nếu như tại cái thời điểm này của năm ngoái nó phải rơi hơn 1 triệu. Tại vì nó là dòng chất của kaki ướt. Rẻ cũng là 860-880. Ngày hôm nay tặng các chị luôn 350.000. Nó không phải là dòng chất phao. Chất phao của nó sẽ rẻ hơn. Hoặc là chất thô nó sẽ rẻ hơn nhé. Còn đây là chất em là chất kaki ướt. Chất nó rất là mềm luôn ạ. Paka 1 cộng số điện thoại cho em ạ. 350.000 đồng một áo. Trời ơi, 350.000 ạ. Nó là màu hồng. Chị Quyên nghĩ comment em là Paka 1 chị nhá. Chị Kim Biển ạ. Mặt em có hai size là size M với size L. Em chốt cho các chị từ 45 đến 65 cân. Được chưa ạ? 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Paka 1 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đẹp thế. Ấm. 350. 350. Được chưa ạ? 350 một áo.
tắc ca 1 cho em các bác ơi ạ. Tắc ca 1 và kèm số điện thoại cho em mình lên đơn. Hết hàng ạ. Hết luôn ạ. Áo em mặc là mã 153. 153 trên là 235.000 ạ. Em còn size SL, XL các chị nhá. SL, XL mã này các chị comment trên nó là hàng của FB3. Mã 153 cho em ạ, 235.000 đồng ạ. Cho em chốt các chị từ 40-65 cân ạ. 40 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị comment là 153 và kèm số điện thoại ạ. Bác ơi, các bác mua quần áo cho cháu. Mẹ cháu còn kiếm dần. Mẹ cháu còn kiếm tiền. Mua pin pin cho cháu. Đấy, bán đi. Nào bán cái gì nào? Đây, quần áo đẹp. Con nào thịt thò lớn là giàu rồi. Nào thịt thò lắm như này đẹp chưa? Thịt thò như nào? Thịt thò như này. Trời. Cái gì? Mua bộ B1 em xịn lắm, chưa kịp mặc cái chợ là sao? Chị ở đâu? Quản bạ, quản bạ phải không? Chị ở quản bạ à? Phải không? Đợt vừa rồi thấy bảo ở quản bợ, quản bạ cũng cháy sợ đúng không? Không cứu được cái gì đâu. Không cứu được cái gì á? Sợ nhà năm nay làm sao, nhân nghiệp cũng cháy sợ. Ăn cháy cháy. Ừ. Mấy áo này chưa mã. À em để riêng ở đấy mà. Trên váy em mặc là 125.000 ạ. Cô này là cô pháo. Nó này 153. Chân váy mã CV80 em ơi. Cùng Thảo nhá, chân váy là mã CV80. Thế này ghi mã 183 là bao tiền, 200 mấy. Nó bảo là, nó bảo là các bác mua quần áo cho mẹ nó đi, để nó mẹ có tiền để nuôi nó. Đấy, ý là nó thế. Ý là nó bảo thế. Lúc nào nó không ai xui đâu các chị ạ. Không ai xui đâu, nó tự nói đấy. Thế này con này đấy ghi vô mà. Nhưng bảo là bố nó lôi cái ảnh cưới ra, ảnh cưới của bố mẹ. Xong là nó bảo là, xong là bố nó hỏi thử nó, bố nó hỏi là à, thế đám cưới của bố mẹ sao lại không có chị Bống nhỉ? Xong nó bảo là lúc đấy con làm gì đã đẻ, mà nó có 4 tuổi mà nó nói thế. Đấy con làm gì đã đẻ. Nhiều khi là nói, nó nói những cái câu mà mình không nghĩ luôn gì ạ, nó giật mình luôn ấy. Chị Nam Trương ạ, chị Tám Trần ok, chị Nguyễn Liên, Phạm Thúy có đơn nào bọn em có SL, XL nhé, đa khuyết size M. Mai là 235.000 ạ. Trên váy em mặc là CV80, em có SML 3 size. Đấy chắc SML 3 size, chốt cho các chị tầm khoảng là 40 đến 58 cân ạ. 40 cân đến 58 cân đổ về chốt đôi nàng ạ. Áo em mặc là mã 153, còn chân váy là mã CV80 các chị nhé. Chân váy là CV80 và kèm số điện thoại ạ. Các chị chốt đôi nàng. Nào lấy cho em một cái mã áo đá nữa chị ơi. Áo đá. Cái gì nó bảo cái gì vậy? Cái kìa, cái kìa. Đấy, cái chữ. Chữ không, bên tay phải chị. Thẳng mặt ra. Đấy. Thẳng mặt chị đi ra cơ mà. Đấy. Sáu một năm này. Cái mã 615 này là nhiệt chữ các chị nhá. Nhiệt chữ này em còn là MLXL 3 size. Đa số là còn size XL chứ các anh nhá. Đa số là còn size XL thôi. Cái gì? Rồi em qua mẫu này. Chân váy CV80. Cộng số điện thoại cho em ạ. Áo này các chị comment cho em là mã 615 ạ. 615 MLXL 3 size. Đa số là còn XL. Còn size M, size L em còn ít các chị nhá. Bình thường nếu có size M thì các chị cứ trên 40 cân là các chị có size vừa. Bây giờ các chị ơi em còn size, đa số là XL các chị tầm 58 đến 65 cân ạ. Từ 58 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Mã 615 cho em ở cộng số điện thoại ạ. 165.000 đồng ạ. Mã 153 không còn size M chị ạ, nó khuyết size M mất rồi. Mà bây giờ nhập hàng không có. Bây giờ nhập hàng là không có. Mã này các chị yêu cho em là mã 1... À mã 615 các chị nhé. 615 cho em 165.000 một áo ạ. 165.000 đồng một áo các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. 165 ạ. Cái phần thân nó sẽ là hai lớp các chị nhá. Phần thân là hai lớp, còn cái phần tay nó sẽ là một lớp các chị này. Phần tay là một lớp, còn cái phần thân các chị ơi hai lớp nó sẽ không bị hở. Và đá có toàn bộ đá ép nhiệt. Cái hình hoa cho em đằng trước này và chữ cho em nó rất là xinh luôn ạ. Áo nhung hát gì em còn chị Vân Việt Võ ơi. Nhung hát gì đây? Nhung hát gì này? Tặng các chị lấy kèm đơn luôn đi. Gì chị? Chỉ đẹp khi còn ở trước. Sao?
đây còn 2 cặp này. Đây 165.000. Mã này trên là mã 615 các chị nhá. 615 165.000 ạ. Chị Minh Đào chốt ạ. Chị Như Nguyệt ok này. Chị Bảo Trang ạ, chị Hương Nguyễn ạ, chị Nguyễn Thị Hòe chốt đơn hàng ạ. Đây này các chị này nó bị sót. Nó bị sót hàng nhá. Mã này đa số là còn XL nhá, ML còn ít. ML còn ít, đa số là còn size XL ạ. Bây giờ thế này nhá. Bây giờ cái nhung ấy. Bây giờ chỉ phân mã cộc tay hoặc dài tay thôi. Đúng không? Tại vì nó có nhiều lắm ấy các chị ạ. Các chị ơi, nhung cộc tay hát gì đây ạ? Các chị chọn cho em được cái màu đi ạ. Chọn cho em được cái màu. Tại vì là bây giờ em không còn nhiều ấy. Đây là dài tay ấy chị này. Dài tay cũng 110.000. Được chưa ạ? Ngày hôm trước vẫn đang giá như thế nào thì em bỏ qua các chị nhá. Nhưng ngày hôm nay một là em gọi là muốn bán cho nó nhanh gọn thôi. Được chưa ạ? Form em chốt đơn các chị tầm khoảng là 60 cân đổ về lên đơn. 60 cân đổ về chốt đơn hàng các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ của là nhiệt nhung của hàng HG. Đó là áo nhiệt hãng. Em tặng những các chị yêu nhá. Giá tặng luôn ạ. Hồi dài tay 110.000 đỗ quá. Em bán các chị 115.000. Dài tay hay cộc tay? Thế nào? Cái mã này xem còn nhiều không? Đây này. Cái mã này còn tí nữa còn mặt đấy không? Bây giờ chỉ phân cộc tay như dài tay ra thôi. Đó. Cái này dài tay. Đây, dài tay đây. Cái này dài tay mẹ mày. Các chị có mẹ em là nhung dài tay ạ. Được chưa? Nhung dài tay kèm số điện thoại. Em tặng các chị luôn 115.000 một áo. Trời ơi, tặng các chị là giá nó gọi là giá kỷ niệm luôn các chị ơi. Nó có nâu với lại là màu rêu các chị nhá. Màu nâu với màu rêu hai màu ạ. Form trước đó các chị tầm ở 60 cân đổ về. Các chị có mẹ là nhiệt nhung mực. Các chị có mày là nhung dài tay đi. Được chưa? Nhung dài tay và kèm số điện thoại. Hàng HG các chị toàn mua 270-28. Toàn bộ 270-280 giá thị trường. Bây giờ em tặng các chị 115.000 đồng một áo. Các chị có phải suy nghĩ tí nào không các chị? Được chưa? Mình có phải suy nghĩ câu nào không chị ơi? Hàng HG cho em này, toàn bộ hàng thương hiệu. Các chị có mày là nhung dài tay cho em nhé. Chọn cho em size vừa. Được chưa? Nhanh tay cho em mới. Nhung dài tay và cộng số điện thoại cho em áo nhung. Ấm mà đẹp mà hàng dài tay ở nơi. Em tặng các chị luôn ạ. Nhìn cho em được hai màu như này ạ. Màu nâu với tông màu rêu ạ. Để em thử lấy một cái mặc các chị xem nào. Chắc có cái nào hơi mờ đây người ta. Hả? Đây xe L này. Hả? Cái gì? Đa số là còn xe L thôi. Đa số là còn xe L các chị nhá. Đây màu xanh coban này em còn sót 1-2 chiếc đấy. Xanh coban này còn sót 1-2 chiếc. Các chị comment em ở nhung dài tay nhá. Toàn bộ cho em là hàng HG. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó hàng HG các chị luôn ạ. Mã này các chị comment là nhung dài tay. Các chị cái mã các chị chọn cho em được cái size vừa đi. Đấy chứ ạ, chọn size vừa. Là các chị yêu mình lên đơn. Nhung cộc tay mình phân cho em là cộc tay hay dài tay. Nghỉ thôi chị gái xem cái nào muốn mua. Các chị comment là nhung dài tay cho em ạ. Cách số điện thoại cho em. Đây màu nâu các chị này. Đó, nhung dài tay cho em ạ. Tông màu nâu các chị nhá. Toàn bộ của là nhung. Áo nhung của hàng hãng. Giá thanh lý cho các chị luôn. Đấy, 115.000. Ok chưa ạ, 115.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em màu nâu với lại tông màu xanh rêu. Đấy, màu nâu với màu rêu hai màu các chị luôn nhá. Nâu với rêu hai màu ạ. Nhung dài tay kèm số điện thoại ạ. Nhung dài tay và kèm số điện thoại cho em 115.000. 115.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Nhung dài tay. Các chị cứ làm cho em cả đôi. Đây có cả kiểu như này này. Nó có mấy kiểu khác nhau cơ. Để chặn nó có mấy kiểu khác nhau các chị nhá. Đây ạ. Chọn cho em được size vừa. Chọn màu ạ. Không chọn kiểu ạ. Mấy kiểu khác nhau. Đó. Cứ mấy kiểu khác nhau. Các chị cứ chọn cho em được nhung dài tay đi ạ. Đây các chị này. Đây là màu xanh coban cho em ạ. 115.000 đồng một áo này có gọi là có rẻ quá mức độ không ạ? Đấy, nhung dài tay cho em HG này, màu xanh coban này. Hình như có cả màu đen ý, xem có mẫu nào có màu đen cho các chị xem luôn màu đen. Bỏ nguyên dài tay với cộc tay ra riêng đi. Cho nó nhanh hết, em bán này cho nó nhanh hết hàng để em nghỉ Tết đấy. Được chưa? Em thật luôn, em bán cho nó nhanh hết em nghỉ Tết. Giờ này em mệt lắm rồi, bối lắm rồi đấy. Em bán cho nó hết sứ đi xong. À, đây là cái lãi của em rồi, em bán nào cũng được. Được chưa?
bây giờ đang các chị vẫn đang mua 27-28 ngoại trường, bây giờ em xả một phát xuống 115.000. Ok chị ạ, dưới 60 cân em chốt đơn. Đó, bán cho vui, giờ này em bán cho gọi là cho nó nhanh hết thôi. Nhung giày tay cho em màu nâu với dung giày tay cho em ạ, màu xanh rêu các chị nhá. Màu xanh rêu cho em như này, màu rêu rêu ấy. Ánh rêu cho em. Nâu rêu rồi đơn, xanh coban chỉ còn vài cái thôi. Xanh coban còn vài cái thôi ạ. Đấy. Đưa cho em, đưa cho các chị xem. Rồi ôi đây này. Đẹp nhức nách luôn. Được chưa? Đẹp luôn các chị này. Đây, em thử các chị xem cái màu rêu của nó luôn nhá. Cứ lên cho em là nhung dài tay, nhung cộc tay, nhung dài tay cho em. Nhung dài tay là 115.000. Đấy, em tí lên nhung cộc tay sau, lên dài tay trước, lên dài tay trước. Quẩy lên. Quẩy lên. Có sai chị ơi, ML 2 sai. ML 2 sai. M là form nhỏ các chị, M các chị dưới 50 cân thôi. M các chị mình dưới 50 cân, size L các chị mình dưới 60 cân cho em. Đấy, từ 50, 40 cân đến 60 cân thì em có sai ấy chị nhá. 40 cân đến 60 cân có size vừa. Ngày mai cho chúng nó chơi đồ hàng ấy, tại vì là cái này phải bóc ra để xem size số của nó bên trong ấy. Đúng rồi, trời ơi, suốt cái này mệt lắm, toàn móc mát cho tôi. Đây, màu rêu cho em này. Ok chạm màu rêu với các chị luôn nhá. Nhung dài tay kèm số điện thoại ạ, 115.000 cho các chị nốt. Cái nâu rêu cho em ạ, xanh cơ ban. Đen có đúng không? Đen chưa tìm thấy. Đen chưa tìm thấy ở chỗ nào à? Buôn bán như kiểu này thì chết thật. Hàng đẹp như thế này luôn này. Bây giờ bán lỗ vốn 115.000, nhập vào không được. Này chị ơi, này chị ơi, cộc tay nhá. Đây chị nào thích cộc tay các chị lấy. Cộc tay 9, à quên, cộc tay 110.000 một cái. Ok chị ạ, cộc tay HG cho em một nhung cộc tay cho em các chị nhá. Các chị có vẻ nhung cộc tay nhiều hình lắm. Chị nào được hình nào các chị lấy hình đấy cho em ạ. Chị yêu được hình nào các chị mình lấy hình đấy cho em. Nói chung các chị cứ chọn màu cho em là được. Được chị ạ, chọn màu cho em là được ạ. Mấy? Mở lấy nhỉ? Mở lấy nhỉ? MLXL 3 size. Mai cho MLXL 3 size các chị có bên là nhung cộc tay chị nhá. Nhung cộc tay trên là 110.000 một áo. Cộc tay là 110.000. Còn dài tay là 115.000. Được chưa? Cộc tay là 110.000 một cái. Ok chưa các bác này. Toàn bộ cũng là hàng đắt mà các chị. Bây giờ em sẵn lúc các chị là 110.000 một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cho là nhung cộc tay và kèm số điện thoại 40 cân đến 60, 60 62 63 cân. Nếu mà còn sẽ XL các chị làm 63, 64 cân đồ về. Nhung cộc tay cho em ạ. Các chị có thể nhung cộc tay cộng số điện thoại cho em. Đây là màu xanh của màu xanh coban ấy. Màu đen đen này. Đen có này. Đen này, xanh coban, rêu màu tím. Có nâu cộc tay không nhỉ? Lâu quá. Đây là màu ánh tím cho em này. Cái chạm màu này cũng là màu ánh tím ấy chị nhá. Màu ánh tím này, màu rêu này. Nhung cộc tay cho em ạ. Nhung cộc tay cho em 110.000. Đó, nhung cộc tay 110.000 một áo. Các chị lên đơn hàng rất là nhiều hình khác nhau luôn các chị ạ. Rất nhiều hình khác nhau ạ. Nhung cộc tay cho em ạ, 110.000 một áo. Bán rẻ bèo bọt như này luôn. Các chị lấy, tranh thủ lấy nhá. Để chị ạ, tranh thủ các chị lấy cho em 110.000. Đấy. Ấm nó đẹp như thế này ạ. Đầu vụ của nó toàn 200 mấy một cái. Đầu vụ của nó toàn bộ 270-280. Kể cả cộc tay, dài tay. Bây giờ em xả các chị nốt 110.000 một quần một áo các chị này, 110.000 đồng ạ. Các chị yêu lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chứ mà hàng này không bao giờ lỗi mốt luôn. Riêng những cái dòng này các chị này. Đấy chứ ạ, màu xanh coban như em đang mặc các chị này. Nó sẽ có rất là nhiều hình khác nhau các chị nhá. Nhiều hình khác nhau luôn ạ, nhung cộc tay cho em ạ. Mỗi này các chị mặc ở trong vest này. Áo vest này, áo da, áo dạ ấy. Đó, nhung cộc tay cho em ạ. Đen này, đen này, xanh rêu này. Đấy chứ ạ, xanh coban với màu ánh tím các chị nhá. Màu ánh tím. Đấy, màu ánh tím cho em này. Các chị cứ lên là cộc tay cho em ạ, cộng số điện thoại ngày mai chọn màu chọn size vừa các chị nhá. Với chọn màu chọn size vừa cho em ạ. Đấy, còn không chọn hình, các chị có hình nó nhiều hình lắm. Em tổng hợp một mã luôn, bán cho các chị giá xả cho nó nhanh hết. Em phải tính em này, em không gọi là em không thích kiểu là bán trong mấy like mà bán một mã đâu. Muốn bán trong 1-2 like em hết hàng luôn. Đấy, đến like mấy hôm sau là em bán cho nó gọn hàng. Bán cho nó gọn hàng. Có cái chữ kia là cái gì đây? Dài tay à? Đấy, đưa đây chị xem nào. Con này xinh. Con gì đấy có gì? Làm gì thấy? Con đưa cho chị
Đâu? Không, không thấy, không thấy, chị dở ra rồi. Đưa đây cho các chị xem luôn. Rồi ôi, lúc đây này. Chị sao? Đấy, đây, đẹp chưa? Đẹp chưa các chị ơi? Mà rồi nó bới đúng. Đúng. Đẹp quá này. Mang lên áo ra. Thấy chưa? Rồi ạ, nhu cộc tay cho em. Cách số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em mặc là xanh cô ban các chị nhá, xanh cô ban. Đấy, dễ mà. Chị Diệp đen này 5 cái. Đấy, 110.000 một cái, 110.000 một cái. Rồi qua mẫu đi. Mày biết thì cái màu này thực tình mấy cái. Đẹp gì? Chị Diệp đi. Trường mầm non Quan Hóa. Quan Hóa Thanh Hóa. Quan Hóa Thanh Hóa bản trăm. Chị bảo uy tín của chị đáng tiền tỷ đấy. Đặt hàng nhiều quá ở trường chị ấy toàn lấy địa chỉ của chị ấy luôn. À, và em yên tâm uy tín của chị đáng tiền tỷ không mua được. Sếp ơi, các chị đặt hàng mình là địa chỉ. Các chị ơi, nó là áo len sơ mi các chị nhá, len sơ mi của hàng Vinh Phây. Để chạm của hàng Vinh Phây cho em ạ. Các chị comment mã này cho em là gì nhỉ? Tiền tỷ không mua được. Mã này các chị comment được em là mã bao nhiêu? E2 đi. Để chạy lên cho là E2 cộng số điện thoại cho em mẫu này. E2 cộng số điện thoại cho em ạ. Hàng 39 ạ, sale 260. Hàng 39 sale 260 ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là mã. Mã gì nhỉ? E2 chị nhá. E2 và cộng số điện thoại cho em mã này các chị chốt đơn ạ. Ở trên cái đó, ở trên cái sổ kia còn một cái để trên kia kìa. Mẫu này lên pha sơ mi các chị ơi ạ. E2 cho em ạ. Em xả 260. Cái gì á, cái áo này, áo chị đang mặc kìa, trên kia còn một cái. Cái này còn mấy chiếc không? Em xả 260.000. Đấy, em tặng các chị giá 260, phong các chị tầm khoảng 62, 63 cân đổ về nhá các chị nhá. Tầm khoảng là 45 cân đến 62, 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. Mỗi này các chị comment là E2. Cách số điện thoại cho em, mỗi này các chị lên đơn hàng ạ. E2 cộng số điện thoại cho em. Giá các chị ngày hôm nay sẽ là 260.000 ạ. 260.000, mã E2 ạ. Điện thoại rung một bật đúng không? Chỉ cần 7 giờ tối lên 12 giờ, 7 giờ sáng lên 12 cái điện thoại chắc là khủng. Thế đâu? Thế còn mấy cái mã Toka ở nữa nào? Toka 1, 2, 3 đâu? Còn bao nhiêu cái cho các chị nốt đi. Toka 3 còn 1 nào. Và 3 cái treo mẫu bọn nó không biết. Đâu? Đấy. Mã này E2 cho các chị luôn ạ. E2 cho em 260 các chị nhá. Nó là áo len pha sơ mi. Đấy, len pha sơ mi ạ, các chị này. Cổ kẻ rất là đẹp luôn nhá. Nó là len hãng. Nó là dòng len hãng ạ. Còn nguyên màu. E2 cách số điện thoại cho em ạ, 260 ạ, 260.000. Chất len nó đẹp lắm các chị ạ. Xả các chị 260.000 đồng một áo ạ. Các chị lên đơn hàng cho là E2 cộng số điện thoại ạ. Ôi, dài tay các chị ơi, dài tay là 115, còn cộc tay cho em là 110.000. Dài tay là 115 nhá các chị nhá. Còn cộc tay là 110.000 một áo. Của áo nhung cộc tay, dài tay ấy. Chị Linh Hoàng ok chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị ơi là E2, em còn 5 chiếc. Em còn 5 chiếc em xả các chị là 260 các chị nhá. Chị Nguyễn Thị Hồng ạ, chị Ruby rồi ok chốt đơn hàng ạ. Nhung dài tay là 115.000 chị ơi, còn cộc tay là sẽ là 110.000. Quần nhung tâm em còn chị ơi. Nhung tâm mã QQ bao nhiêu với lại là quần thô lót nỉ. Huyền xem quần thô lót nỉ xem nào. Chị Linh Anh ok chốt E2 này. Nhung cộc tay xanh coban size L ạ, ok. Sơn Hà nhung cộc tay đứng lại thật các chị cứ chút nhung thôi. Đẹp thế này mà giá rẻ quá mặt độ. C17 tối qua đúng không? C17 để em nhìn nữa nào. Tại vì đơn tối qua nhà em chưa chốt đấy chị ơi. Áo em mặc là E2 nhá. E2 cộng số điện thoại cho em ạ. Giá cho các chị là 260 nốt. Chị Nguyễn Hồng ạ, chị Thùy Dương ok em chốt đơn hàng ạ. Giá này em bán vui vui vậy thôi chứ. Giá nhập em còn cao hơn rồi. Còn có vài chiếc em bán nốt. Được chưa? Còn mấy con Paka nữa này. Mã này Paka mấy đây? Paka 3. Paka 3 ạ. Còn nguyên màu đấy ạ. Màu nào? Nguyên cái màu tay em cầm. Tay em cầm đấy á? Ừ, còn ba cái màu kia là treo màu chúng nó không phát hiện ra rồi. Thế thì hết à? Đấy. Để chỗ nào vậy? Kia thẳng mặt kia. Paka 3 nhà em còn một màu của chị nhá.
Mã pack K3 thì em còn đúng một màu, các chị lên đơn nào cho em mẫu này nè các chị này. Còn size 1XL, 2XL à? Ừ. Cái này có mấy size nhỉ Huyền nhỉ? 2 size rồi. 2 size đúng không? Mẫu này các bác comment là pack K3 cộng số điện thoại cho em ạ. Còn một màu các chị nhá. Một màu của size 1XL hay 2XL ạ. Mã pack K3 cho em. Trong này là cái gì? Mã này là Pasta 3 1XL 2XL ạ. Còn một cọc kia tầm bao nhiêu cái chị? 10 cái á? Còn 10 cái tặng các chị nốt 350. Được chưa? Mỗi này các chị coi là Pasta 3 cho em. Pasta 3 em còn 10 cái của màu trắng kem. Đấy chị ạ, còn 10 cái màu trắng kem, các chị coi là pack K3 cộng số điện thoại cho em ạ, em tặng các chị giá 350, size từ 55 đến 65 cân ạ. Đó, size các chị từ 55 đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ, 350 chị ơi. Em tặng nốt các chị 350, còn một màu trắng kem ạ, và còn size các chị từ 55 đến 65 cân. Từ 55 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ, pack K3 và kèm số điện thoại ạ. Đó, pack K3 kèm số điện thoại em còn chục cái các chị nhá, em tặng các chị nốt là giá 350 ạ. 350 chiếc ca kỹ ướt cho em. Hàng Quảng Châu các chị nhá. 350.000 ạ. Chị Trung Thoa lên cho em xin số điện thoại của chị với ạ. Pack K3 cho em ạ. Q13 là cái gì nhỉ? Mã này các chị có giá Pack K3. Pack K3 cho em ạ, 350. 350 là giá tặng nữa các chị ạ. Tại vì giá này là nhà em nó là chất kaki ướt ấy. Đấy. Nó không phải là chất phao hay là chất thô cứng đâu. Đây là chất ca ướt, nó rất là mềm, đanh chất và bọc rất là ấm luôn đó các chị nhé. Màu cá còn màu ba chị chốt được còn màu bán màu treo bên kia chưa? 350 một áo, vẻ bèo các chị. Hôm trước đang mua 400.000 nhà em đang bán, đấy là lúc mà đủ màu đủ size. Còn bây giờ em còn một màu em xả nốt các chị 350 nhá. Bây giờ còn một màu em xả nốt 350, các chị coi là pack K3 cho em ạ. Chị Trần Chuyên ok chốt đơn hàng này, còn chục cái đấy các chị ơi, ấm lắm luôn các chị ơi, nhìn cho em cái màu của nó này. Pack K3 cho em ạ, 350.000 một áo á, 350.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Hồng Phương chốt ạ. Áo đen nữa. Áo đen gì? Chị Tươi La chốt đơn hàng ạ. Ôi đơn hàng chưa nhận được mà nay lại muốn mua thêm nữa. Nghiện khó cai rồi. Em cảm ơn chị Đinh Thúy Quỳnh nhá. Chị Trung Thao ok chốt ạ. Chị Nguyễn Thùy Ninh chốt đơn hàng ạ. Chị Tươi La có đơn hàng. Cái đây còn tầm 10 cái thôi. Không đến 15 cái. Còn tầm chục cái sản lúc các chị là 350. Rẻ hơn một cái áo của hàng trẻ con ý. Các chị mua cái pack hàng trẻ con nó cũng tổng có 400 mấy một cái rồi. Được chưa? Lót lông cho em ạ, hàng ca kỹ ướt cho em các chị nhá. Mã này các chị coi là pack K3 cộng số điện thoại ạ. Pack K dáng ngắn em còn lúc nãy em bán đây chị ơi, tí vào xem lại like hộ em với nhá chị Tạ Trung nhá. Còn một mã ấy này bán hốt đâu còn mấy. Pack K4 ok chị Thanh Nguyễn này. Hả? Còn một mã chất lượng hay là cái gì? Chất lượng à quên, mã đẳng cấp thì còn mấy cái. Đẳng cấp còn mấy chiếc thôi. Ôi, thế là bán hả? 707 này. Màu da này còn mấy chiếc các chị này. Màu da này còn sót mấy chiếc nhá. Pack K3 cho chị Thanh, chị Vân Thanh một cái và mã là 656 ạ. Đây một em còn sót vài chiếc này các chị này. Áo da nhá, đa số là còn đen, nâu còn sót 1-2 chiếc. Cái này lại dồn một mã này. 1X này. M này. MLXL, mã này đủ size. Mã này các chị comment là da. Da này da họa tiết cho em ạ, da họa tiết các chị nhé. Áo da bomber. Đó này các chị comment cho em là da 828 ạ. 828 một kèm số điện thoại cho em ạ. Áo da mã 828 em đang còn màu nâu với lại màu đen. Hai màu ạ, con các chị 40 cân đến 58 cân. 40 cân đến 58 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Mã
này kia là da 828 ạ. Em tặng nó các chị là 299.000 đồng. Được chưa ạ? Hàng hơn 400 thì em đang bán giá cũ đúng không? Hôm trước là 450 đúng không? Hôm nay sẵn các chị giá 299. Được chưa ạ? 299.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Các cái đâu ạ? À, nó còn một cái sao ơi. Cái là cái mẫu thôi. Nhân viên thì em có tìm thấy thì chắc nó cũng bán hết rồi ấy. Là cái mẫu đấy chị ạ. Đây chị ơi, màu nâu em còn một cái size L này. Một hai cái size L các chị nhá. Nâu còn hai cái size L. Các chị lên đơn cho em ạ. Em tặng các chị là giá 299.000 đồng một áo ạ. Các chị lên mã này cho em là da 828 ạ, cộng số điện thoại cho em. 828 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 299.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 299.000 đồng ạ. Các chị lên đơn hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Rẻ đẹp chất lượng luôn. Được chị ơi, đổi được chị Hoàng Vũ nhá. Pakka 3 nhà em chỉ còn một màu thôi bà chị. Pakka 4 đổi lấy Pakka 3. Pakka 3 nhà em nó là màu trắng kem ấy chị nhá, nó không phải màu nâu tây chị đào đâu. Nó màu trắng kem em vừa mặc trên like ấy. Đây. Còn mỗi chỗ đấy thôi. Đây còn mỗi chỗ này thôi, còn vài cái thôi. Mã này các chị lên xem, nó là áo da. Da này của nó là da không lót lông các chị nhá. Da không lót lông ạ. Chị Mam Mam ơi, Pakka nhận 400 mà giờ em bán 350, nó còn một màu. Đấy chứ ạ, nó còn một màu thôi. Thì em bán ra đấy mà em cũng nói luôn trên live mà chị. Chứ có phải bây giờ em em bán cho khách quen và giá cao, bây giờ em lại bán cho giá thấp hơn đúng không? Bây giờ nó còn mỗi một màu thôi, nó còn đủ size đâu. Một màu form các chị từ 55 đến 65 cân. Chị Mam Mam ạ, lúc các chị chọn thì lúc nó có đủ màu đủ size. 828 màu đen ok chị luôn ạ. Bác này em mặc là màu nâu các chị nhắc, màu nâu này. 828 cộng số điện thoại ạ. 3 à quên. Ở 300.000 một cái. 300.000. 450 sale các chị nốt 300. Cái quần này là mã Q bao nhiêu đây chị nhỉ? Lên cho em cái mã Q86 đúng không? Có phải mã này là mã Q86 không? Quyền đấy là Q bao nhiêu đấy? Đây này. Quần legging các chị nhá. Legging của mã Q86 ạ, đẹp chất lượng luôn ạ. Xem hộ chị xem mã này có mấy size đây, từ S đến 2XL đúng không? Đây các bác ơi, em lên các chị một cái mã áo. À quên, lên mã quần legging nhá. Legging của nó là mã Q88 mấy. Chị đưa cho em cái mã ngoài kia phát này. Xem em có mấy size luôn nhá. Cái đấy vẫn đủ size. Biết là vẫn đủ size nhưng mà nó có những cái size gì ấy. Để em có mấy cả, cái huyền đấy mấy cả kia. Thế em cái đôi lên Facebook đấy nhá. Nhanh em nhé. Ra 828 65 cân không vừa đâu chị ơi, em chốt các chị tầm 58 cân đúng rồi. Thế em bảo Q86 hay mang đây nào. Quần qua này, quần của em là Q86 các chị nhá. Q86 là bao nhiêu tiền chị ơi? Q86 có kèm số điện thoại cho em ạ, bao tiền? 139.000 đồng ạ. Chạy, quần đó là quần legging cặp cao các chị nhá. Quần legging cặp cao cho em 139.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho là Q86 có kèm số điện thoại ạ. Đó, Q86 kèm số điện thoại cho em 139.000 đồng ạ. Từ S đến size gì? Size S đến XL. Em chốt đâu các chị 40 cân đến 60 cân ạ. 40 cân đến 60 cân đổ về cho em ạ. Q86 và cộng số điện thoại cho em. Đây chị này, rất đẹp lắm ý. Da nâu em mặc là mã 828, da 828. Mã áo em mặc là, à quần em mặc là Q86 các chị nhá. Q86 các chị lên đơn hàng ạ. Quần legging nâng mông ạ. Quần legging nâng mông mã Q86 cộng số điện thoại cho em ạ. S đến XL các chị lên đơn hàng cho em ạ. Cộng số điện thoại ạ. Đó, từ S đến XL luôn các chị lên đơn hàng. Các chị nhìn chất cho em ạ, chất này thì mặc các chị nó không bị cắn chỉ luôn ạ, cạp cao ấy chị nhá, ghen bụng nâng mông cực tốt luôn ấy.
Về bụng nâng mông cực tốt luôn ạ. Q86 gọi lên số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Đẹp lắm luôn chị này. Hôm nay nhà em mới về thêm một ít nữa. Đấy, Q86 của chị nhá. Thế mà quần legging Q3 của em rồi. Legging của quần Q3 ấy. Còn đây là Q86 ạ. Các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Đây các chị này, quần này là cặp to bản to cho em nhá. Cặp bản to nâng mông này. Đây đằng sau cho em nhá, đằng sau ạ. Q86 ạ, từ 40-60 cân. Chất của nó chất u mì ép nhưng mà nó sẽ không bị cắn chỉ các chị nhá. Dòng này thì em sẽ không bao giờ làm các chị bằng cái dòng chất bị cắn chỉ đâu ạ. Q86 các chị lên đơn hàng ạ. Dòng chất này thì em gọi là em bán các chị hơn 100.000 nhưng sẽ bảo hành các chị luôn. Đấy. Ống bó chị ơi, legging là dáng ống ôm, còn baggy là dáng kiểu dáng thụng ấy, còn leggy là dáng ôm đấy. Đấy dáng này dáng ôm sát các chị này. Ôm sát cho các chị luôn, các chị mặc với lại là nói chung là rất là dễ phối đồ luôn ấy. Đấy, mã Q86 và cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Em tặng các chị là giá tặng 139.000 một quần. Các chị đang mua dòng này trên 200.000 các chị nhá. Toàn bộ hàng của em là hàng đặt thiết kế. Toàn bộ hàng đặt thiết kế tặng các chị là 139.000 đồng. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Q86. Ok chưa ạ? Q86 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Má 137 còn ít này. 8137 em còn nguyên size S này. 137 em đang còn nguyên size S các bác nhé. Q86 ạ. 828 65 cân không có size vừa chị ơi. Áo da em vừa mặc xong là 299. Da em mặc là da 828 là 299.000. Nhưng mà còn size MLXL nhưng mà form các chị 58 cân. Mã này là mã 173 à 137. Mã này các chị comment là 137 nhé chị ơi nhá. 137 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đằng sau có chữ chị ơi, cái chữ nó là đằng sau luôn này. Đó. Chữ là đằng sau. Lấy cho em một cardigan em mặc thử các chị xem luôn. Con này quần legging các chị mặc với cardigan đẹp nhé các chị nhá. Cardigan đằng dài ngoài kìa. Đấy, áo em mặc là mã 137 xem 235.000 em còn nguyên size S. Áo đá em mặc em còn nguyên size S là mã 137 ạ. Các chị lên đơn hàng cho em ạ, dòng của FT3 các chị này. Toàn bộ dòng của FT3 Q86 không lót lông chị ạ, nó rất u mì, các chị mặc được cả đông cả hè. Áo da 60 cân mặc vừa không loan chị ơi, 60 cân không vừa chị ạ. 60 cân mặc chật lắm, áo da mình mặc chật nó sẽ xấu. Nếu mà 60 cân thì chị mặc con XL nhưng mà chị khoác ngoài thôi. Chị khoác thôi thì mặc được. Mã em mặc là đá 137 cho em ạ, 235.000. 137 cộng số điện thoại ạ. Mã em mặc là 137 chị nhá, 235.000 đồng các chị lên đơn. 235.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Em khoác thử các chị xem cái quần legging với lại dòng cardigan luôn này. Cardigan của dáng dài. 130 tiền áo đá đấy. Giá? Áo đá 130 tiền. Áo đá em mặc là 235.000 mã 137 chị ơi. Còn nguyên size S các chị tầm 51-52 cân đổ về thôi nhá. 51-52 cân đổ về, 53 cân đổ về các chị mặc được. Đây khoác cardigan dáng dài các chị này. Em mặc các chị xem mỗi ngày luôn. Rồi khoác này là một K43 cho các chị luôn này. K43 và kèm số điện thoại cho em. Nó là khoác dáng dài các chị nhá. Khoác len dáng dài. Khoác len dáng dài em nó có màu vàng đậm nữa các chị này. Màu vàng đậm như kiểu là dòng len của muối tiêu ấy. Đấy dòng len của muối tiêu ạ. Áo da đen đồ đơn mã lên mã hàng cho em ấy chị ơi. Đây các chị nhìn khoác len này. Rất là đẹp luôn. Mã này các chị mặc cái quần legging này. Để chạm vào quần sóc này. Chân váy này đều xinh luôn ạ. Em đang có màu à. Chị ơi treo cái áo da này lên cho em cái. Quần Q86 hết hàng lâu lắm. Hôm nay mới về được hàng. Để chạm hết hàng rất là lâu hôm nay mới về được ạ. Em đang có màu xanh than đấy chị này. Màu xanh than cho em ạ. Đó chất len nó rất là đẹp luôn. Các chị nhìn chất len cho em này. Toàn bộ hàng cao cấp các chị đang mua giá 750-800.000 một cái. 750-800.000 em tặng các chị ngày hôm nay ạ, 480.000 đồng. Để chạm nhanh tay mình có đơn các chị nhìn trên cái màu hồng của nó này. Để chạm rất là đẹp luôn các chị nhá, khoác len các chị cứ thoải mái ạ, 65-66-67 các chị mặc được. Mã này các chị có mày là K bao nhiêu nhỉ? K43. K43 cộng số điện thoại cho em ạ, 480.000. 480.000 đồng của con khoác. Khoác cao cấp các chị nhá, khoác len cao cấp đây là màu nâu cho em này. Màu nâu ạ. Đó, màu nâu các chị lên đơn hàng ạ.
480.000 đồng một áo. Xịn đét luôn ạ. Khoác cũng được, quá chị cài cúc bỗng xinh. Mẫu này các chị mặc kiểu gì cũng đẹp. Quần em mặc là 139.000 đồng ạ. Áo em mặc là 235, còn khoác ngoài là 480 ạ. Khoác ngoài là mẫu K43 ạ. Khoác ngoài là K43 và cộng số điện thoại cho em. K43 lên đơn hàng ạ. Chị Thủy Phạm ok chốt đơn ạ. Quần em mặc là 139 ạ. Các chị nhìn cái màu của nó này, rất là xinh luôn các chị nhá. Bao tiền nhỉ? 480 à? 480.000. Ok chị ạ, 480.000 đồng một áo. Chị Võ Chiến chốt màu 37 này. Chị Thiêm Lê ok chốt Q86 này. Thúy Phạm có đơn hàng ạ. Các bác lên lại chuẩn mã hàng và cộng số điện thoại giúp em với. À, đơn hôm qua, đơn tối qua nhà em vẫn chưa gọi chốt hết đâu chị ơi. Vẫn chưa gọi chốt hết đơn tối qua đâu ạ. Tiếp còn cái khoác này nó cũng lẻ nữa chị nhá. Khoác này em còn lẻ 2 chiếc này. 2 chiếc đúng không nhỉ? Hình như còn một cái màu đen nữa thì phải. Rồi sang không còn, nó không lộn đen. Đây, cái này em đang tìm thấy có 2 chiếc lẻ nữa các chị nhá. Còn sót 2 chiếc lẻ khoác lên. Em còn sót một cái vàng một cái nâu. Để chạm còn sót một cái vàng một cái nâu. Các chị comment mã này ạ. Áo da màu đen CL à. Quần không có lông chị ơi. Quần không lót lông. Nó không lót lông chị gái nhá. Mã này các chị comment cho là mẫu em ấy chị ơi. E3. Để chạm E3 và kèm số điện thoại. Em còn một nâu và một vàng. Một nâu một vàng em sell các chị là 350. 350.000 cho em một cái áo khoác len các chị này. Sót đúng 2 chiếc một vàng một nâu là hết hàng ạ. 520 sale các chị là 350. Đấy, còn 2 chiếc 2 màu các chị ơi. 2 chiếc 2 màu các chị luôn này. Xong các chị dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân đổ về chốt đơn nào. Các chị comment cho em là E3 cộng theo màu số điện thoại ạ. E3 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. 350.000 đồng một áo 40 cân đến 65 cân em chốt ạ. Đã đào đào mấy hôm không thấy gọi ạ. Thì bị sót đơn rồi. Nói mặc là E3 các chị nhá. Một nâu một vàng là hết này. Hết sạch tiền xanh. Mẫu này không có về hàng nữa. Giá thị trường vẫn đang trên mức giá là trên 500. Thị trường vẫn đang trên mức giá là 500.000. Bây giờ em tặng các chị luôn 350 một áo khoác len. Các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ dòng len ép các chị này. Toàn bộ dòng khoác len ép luôn này. Em xả nốt 350. Còn được 2 chiếc. Áo mộc bên trong là 235.000 chị ơi. Đấy, áo mộc bên trong là 235.000 ạ. E3 màu nâu à, ok luôn ạ. Còn một chiếc màu vàng, chị lấy nốt comment nhé. Vàng nó là vàng đậm. Đấy, Hoàng Nguyễn Hữu ok, chốt đơn. Các chị cứ lên mã hàng với số điện thoại giúp em với. Hết hàng, các chị này còn đúng 2 chiếc thôi là hết ạ. Em xem nốt cho nó gọn mẫu ấy. Sạch xanh xanh. Không còn một cái gì luôn. Xem con dạng này cho em cái. Dạng ngắn này. Dạng ngắn là dạ 936, xem là bao tiền con này. Còn không? Còn. Nhưng mà còn... còn gần 2 màu đấy, dạ 936 ạ. Mã này các chị comment em là dạ 936 và kèm số điện thoại cho em một con áo dạ. Áo dạ này có 2 màu nhá, nâu với đen. Nâu với đen là em sẽ có là SML. SML 2 màu, à 2, 3 size. SML 3 size chốt các chị từ khoảng là 40 cân đến 58 cân ạ. 40 cân đến 58 cân đổ về chốt đơn ạ. Xem một em con này là bao nhiêu tiền đây, 936 rồi này. Dạ 936 để em tí em xem lại giá tiền nhá. Xem các chị xem ngày hôm nay còn bao nhiêu nào. Con này hàng Quảng Châu. Dạng của nó là hàng Quảng Châu ạ. Mấy? 500 à? Con này xem 500 này. Con này hàng đẹp lắm các chị ạ. Dạng của nó là dạng hàng Quảng Châu các chị nhá. 500.000 ạ, từ 40 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn ạ. 40 cân đến 58 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Dạ 936 và kèm số điện thoại ạ. Thế các chị nhìn hàng cho em ạ, xịn lắm luôn các chị nhá. Nó sẽ có là 3 size SML. Hàng này nó không phải hàng xưởng, hàng Việt Nam mà hàng Quảng Châu các chị luôn. 936 ạ, dạ 936 và kèm theo số điện thoại cho em. Dạ 936 ạ. SML 3 size, em mặc là màu nâu này. Còn tông màu thứ hai nó sẽ là màu đen. Đấy, khoác ngoài cho em rất là xinh luôn ạ. Form dáng trẻ trung, cái phần này nó sẽ là pha da. Đấy, phần này là pha da các chị luôn ạ. Rất là sang các chị nhá.
màu đẹp ạ, à, bên trong lót lụa các chị nhá. Màu đen này. Dạ 936 màu đen ạ, à, 500.000 một cái. Đây các bác này, khoác rất là xinh luôn. Dạ 936 ạ, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Nhưng giày tay em không lên lại nữa cho chị ơi, hết hàng rồi, bây giờ mà lên là không có hàng. Đấy, bây giờ mà lên là không có hàng đâu tình yêu ơi. Cái mũ 216 này còn một cái. Q86SXL, ok chị Dung Vũ nhá. Mã này các chị comment nào, em là dạ 936 ạ, màu đen kẻ nhá các chị nhá, nó không phải là đen hẳn đâu, nó là kẻ đen ý. Ôi mười hơn 11 giờ rồi. Hôm nay chúng nó chốt xong đơn chưa? Xong rồi chưa hôm qua chưa? Sao đây? Hả? À. Nó buồn lắm. Buồn lắm. Rồi chốt lại rồi. Nhiều buồn. Quần em mặc là Q86 chị ơi. Có áo len dài không á? À? Em không chị ơi. 93658 con ok chị Nguyễn Huyền. À, sao giờ này vẫn gọi chút đơn ạ? Cái này có 2 cái sao đâu? Một cái này vậy à đây, có này còn 2 chiếc. Đây cái này đấy, còn 2 chiếc lẻ đấy chị nhá. Chốt 350 ạ. Màu đỏ ạ. Các chị comment là mẫu này là E4 cho em ạ. E4 và cộng số điện thoại ạ. Còn 2 chiếc màu đỏ này các chị này. Còn 2 chiếc màu đỏ ạ. Dưới 65 cân bọn em chốt đơn nhá, 45 đến 65 cân ạ. 45 cân đến 65 cân em lên đơn hàng ạ. Màu đỏ của nó là đỏ cam các bác nhá. E4 ạ. Quần 60 cân. 60 cân là tùy chiều cao chị ơi. À, đá 137 rồi ok, chị Thanh Tâm có, chị Quốc Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Mắt này các chị comment cho em là E4 là kèm số điện thoại khoác lên ép ạ. Áo bằng trong là một mã 137 là 235.000. Còn khoác lên em sale 350 ạ. Khoác lên em sale 350 ạ. Hôm qua chị chốt lên K14 màu nâu, ok chị Hồng Vân. Đơn tối qua nhưng em vẫn chưa chốt đơn tối qua đâu. Ngày mai nhỉ, em mới bắt đầu gọi chốt đơn của tối hôm qua. Có thể là dồn đơn thêm cả đơn tối hôm nay nữa. Mắt này các chị lên đơn hàng cho em là E4 ạ. Cộng số điện thoại cho em ạ, dưới 65 con em chốt đơn hàng. Dưới 65 con em chốt đơn ạ. Hôm nay nhận được 3 quần Q3 nhà em, một đẹp xuất sắc. Em cảm ơn chị ạ. Q3 nhà mình có số lượng không? Còn. Rồi lên Q3 luôn các chị yêu nhá. Em lên quần Q3 luôn này. Q3 nhà em sẽ có đủ size các chị từ S đến 2XL. Q3 cộng số điện thoại cho em mình lên đơn. Con E4 này. Được chưa? Q3 cộng số điện thoại cho em mình lên đơn hàng ạ. Em để em thay các chị xem cái quần Q3 luôn này. Q3 cách số điện thoại E4 em còn đúng 2 chiếc thì hết hàng. Từ lúc mà các chị vẫn đang mua 520 bây giờ em xả các chị 350 tại vì nó còn có 2 cái. Nó còn có đúng 2 cái thôi, hàng Quảng Châu cho em ạ, chất len ép các chị nhá, khoác len ép các chị luôn. 350.000. Dễ chịu mà nó là cọn, nói chung là chị cái quần này phải làm mặc ôm sát tại vì nó dáng legging. Nó là dáng legging các chị nhá, nó không phải là dáng kiểu dáng baggy, dáng thụng đâu. Các chị nhìn thấy em mặc đây. Em mặc của nó là dáng ôm sát nhá chị ơi. Chị Trần Hảo comment lại mã hàng với số điện thoại giúp em với chị ơi. Rồi E4 em còn 2 chiếc, em xả nốt các chị là 350 ạ. Hàng đẹp các chị nhá. Thế em còn lại 936. 936. Đây em lên các chị quần legging đây. Legging mã này quần Q3. Đấy hôm nay chị nào cũng nhận được quần Q3 nhỉ em rồi cho em xin một cái phản hồi với. Quần này thì em bán năm nay sang năm thứ 4 rồi các chị ạ. Bán rất là nhiều luôn ý. Đấy quần này tại vì nhà em là một cái chất quần nó sẽ không bị cắn chỉ. Áo đá 153. Còn chị ơi. Còn nhá.
Cái gì thế? Cho chị một mặc áo đá. Xin một má khác áo đá đi. Con này có bao nhiêu này? 595 này. Con này còn đầy đủ sao không? Dạ 936 ở đấy thì các bác cứ gọi là phê tít luôn, tại vì chất của nó là hàng Quảng Châu. Đây quần em mặc là quần Q3 đây. Đấy, Q3 em đang có là size gì nhỉ? S đến XL đến 2XL đúng không? Cái gì vậy? Đẹp quá, rơ Q3 nhà em là 125 nhiều quần ạ. Thì tao vừa ghi cho vừa hộ mấy đấy. Nhận như thuốc phiện hôm nào cũng muốn mua hết à. Cảm ơn em nhá. Hôm nay các chị lên đơn cho em là áo là mã gì nhỉ? Quên đấy, áo là mã gì đấy? 595. Áo là mã 595 phải không? Rồi ok, áo là mã 595, 165.000 một áo. Còn quần là mã Q3, Q3 là 125.000. Em có sao các chị từ 40 đến 62, 63 cân. 40 cân đến 62, 63 cân em chốt đơn hàng ạ. 159 à? Đây chị này. Ôi, để đấy chưa? Áo bao nhiêu tiền? 159. Ôi, áo thôi bán 159.000 đồng các chị yêu đi. Đấy chị, áo là 159.000 đồng một áo. Đấy, quần là quần Q3. Các chị lên đơn hàng chỉ là Q3 cộng số điện thoại quần này nhé em. Không bị cắn chỉ đâu các chị ạ. Mặc có sướng, con dạng 4 chiều mặc được cả mùa đông mùa hè luôn. Mùa đông mùa hè các chị mặc đi làm đi chơi đều gọi là ngon lành cho em ạ. Quần nó sẽ là cặp 5 phân. Để chặn quần cặp 5 phân ạ, áo là 159.000 đồng, còn quần là 139 ạ. À quên, một quần 125.000 ạ. Quần 125.000 ạ, hình ngẫu nhiên các chị nhá. Nói chung là chọn hình ngẫu nhiên cho em. Được hình nào lấy hình đấy cho em các chị nhá, tại vì hình em đã chọn hình các chị hết rồi. Hình nghĩa là chọn hình các chị hết rồi, các chị nhìn nào cho em này. Đó, lên đơn hàng chứ là Q3 cộng số điện thoại ạ. Q3 cộng số điện thoại ạ. Chồng em bảo mua cả chị đi à. Đây các bác nhìn hàng cho em này, đẹp xuất sắc luôn. Em ở Tuyên Quang, chị Trần Nghĩ ơi. Đây các chị lên đơn hàng cho em ạ. Mã này của nó là quần chất u mì Hàn. Toàn bộ chất quần là u mì Hàn cho em ạ. Nói chung là khi mà xưởng người ta nó làm, em đặt cho em đặt quần này, người ta bảo em ơi, em làm loại rẻ hay làm loại đắt? Loại thì nói chung là cái tiền vải ấy, nó sẽ chênh lệch nhau từ 10-15 nghìn. Thế em bảo thôi chị cứ làm cho em cái loại nào mà nó không bị cắn chỉ ấy. Tại vì em bán khách toàn khách quen, đa số là khách quen. Mà bây giờ các chị mặc quần này em mấy năm nay rồi ấy, mà bây giờ tự dưng em làm cái loại rẻ hơn, tự dưng bị mất khách. Nên là thôi em sẽ không làm cái loại rẻ hơn các chị nhá. Vẫn làm một cái chất như mọi năm ạ. Mọi khi em hay bán cho các chị ấy. Các chị có giặt dòng dã mới giặt thoải mái cho em. Quần này em có từ đến size 2XL chị ơi. Từ S đến 2XL. Các chị cầm 62, 63 cân đổ về, trên 40 cân đổ lên ạ. Trên 40 cân ạ, Q3. Chị mặc toàn người hỏi mua ở đâu mà đẹp thế. Chị ơi, nó có loại rẻ hơn ấy, nhưng mà các chị mặc nó cứ bị cắn chỉ ấy. Thế em không làm quần đấy. Đấy, nó rẻ hơn được khoảng 10-15 nghìn một cái, nhưng nó bị cắn chỉ lắm. Mặc một lần nó cắn hết cái đường chỉ ra luôn ấy. Tại vì em đã từng bị mua phải cái quần đấy rồi. Mặc ghét lắm. Nó cứ nứt chỉ thôi, cứ cút tông mỏng ấy. Đấy, nó là một chiếc cút tông mỏng chứ không phải là một chiếc u mì. Quần em làm chất u mì luôn ạ, 125. Các chị đang mua những cái dòng chất như nhà em ấy, thị trường đang bán, các chị nếu mà bán lẻ nó phải tầm 180-190 nghìn. 180-190 nhà em là giá tận xưởng luôn. Cái trạng giá tận xưởng của các chị là 125.000 đồng một quần. Đấy, cắt đặt may luôn các chị nhé. Toàn bộ quần hàng đặt may luôn ạ. Mông 100 quan trọng là tùy cân nặng chiều cao các chị nữa. Chị Nhung Trần ok chút Q3 các chị này. Nói chung là căn bản nhà em sẽ có là 6-7 hình khác nhau. Em đưa các chị thử 3 hình này trước. Để chọn 3 hình này trước các chị nhé. Chọn size vừa cho em ạ. Nó có cả hình khác mà chị. Đây mới có 3 hình thôi. Nó có 6-7 hình khác nhau mà. Áo là mã 565 chị ơi. Áo là mã 565. Các chị nhìn cái gen của nó này. Rất là đẹp luôn các chị nhé. 565 mà cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. 159.000 đồng một áo. Phong các chị từ 40-65 cân. Áo từ 40 cân đến 65 cân. Còn quần các em chốt cho các chị tầm 40 cân đến 62-63 cân ạ.
40 cân thì 62, 63 cân đổ với em chỗ đơn hàng. Lên trên là mã áo 565 và quần là quần Q3 các chị nhá. Q3 cộng số điện thoại ạ. Q3 và cộng số điện thoại cho em 165.000 đồng, à quên 159.000 một áo, 125.000 một quần. Chị Thùy Trang ạ, Bùi Thị Anh, quần này em bán đổ vạn đó các chị ạ. Nhiều lắm. Tại vì mỗi lần em lên truyền là nó phải tầm khoảng là 1-2.000 quần mới lên truyền. 1-2.000 quần mới lên truyền. Và bán trong vòng của 2-3 like em cũng hết. Mỗi lần về nhà em sẽ về hình khác nhau các chị nhá. Mỗi lần về nhà em sẽ về hình của nó, hình cạc nó khác nhau. Nhưng mà cơn bản là một chất quần nó vẫn như thế. Nhưng em không làm hàng loại 2, hàng loại 3 các chị đâu. Yên tâm luôn ạ. Chị Trần Chuyên ạ, Ngọc Hương ạ. Có chị còn mua, một khách còn mua mấy chục cái luôn. Nhưng mà kiểu là mỗi lần về các chị mua 2-3 chiếc đi. Nó là cứ về hình nào mới là các chị lại mua. Cứ về hình nào mới các chị lại mua. Chị Tuyết Trần có ạ. Chị La Thị Hạnh ạ, chị Đoàn Hương chốt ạ, tại chị Nhung có đơn hàng ạ, quần Q3 là 125, ở trước nó rẻ hơn, tại vì là vải nó mua được rẻ hơn. Nhưng mà để các chị biết là tất cả các cái gì cũng lên giá, đấy chứ ạ, cước lên này, tiền tàu lên này, cho nên là cái tiền vải nó cũng tăng ấy. Thế đợt sau này nó sẽ là tắt hơn tầm 5.000, 10.000 một cái, đợt trước em bán là 110, 115.000. Nhưng đợt này nó sẽ là 125.000 là cao hơn giá cũ là 10.000 một cái. Nhưng mà thôi các chị ạ, quan trọng là chất lượng nữa. Em có thể em làm các chị loại rẻ hơn được, loại rẻ hơn làm được. Nhưng mà nói chung là không đảm bảo các chị chất lượng em sẽ không làm. Thà rằng mình bỏ thêm 10.000, mình mua cái loại mà mình mặc được tốt ấy. Đấy, 68 cân thì chưa có. Được kiểm tra hàng thoải mái chị ơi, được kiểm tra hàng cho em thoải mái, chất u mì chị nhá. Chị Hồng Trà có ạ, chị Ngọc Hương ok chốt đá 565 này, chị Nguyễn Thị Dung có đơn hàng ạ, 565 cộng số điện thoại cho em, đá còn đá đổi màu. Đá đổi màu cho em ạ, cổ là cổ ren như này các chị này, cổ ren rất là mềm. Áo em mặc là 159.000 này, em không bán đồ nam thì bán đồ nữ thôi ạ. Nhưng em chỉ bán đồ nữ thôi. Các chị lên đơn hàng cho em là áo 565 và cộng số điện thoại cho em, 159.000 đồng một áo. Tay chị còn con bướm còn mấy cái. Tìm tầm khoa tìm đấy mà tay nó góc. Để quạng ra này. Đây chị mã 8, đá 86 này. Đá 86 đây còn vài chiếc nữa các chị nhắc cấm đi. Chị Huyền, chị Hải Minh, Lê Thị Quyên chúc đơn hàng ạ. Đây chị nào thích chấm bi các chị lấy mẫu này này. Đây chị nào thích chấm bi lấy mẫu này cho em này. Gọi tên chị đi em Loan xinh đẹp ơn. Em chào chị Mai Huyền nhá. Chị cứ lên đơn và mã hàng cộng số điện thoại cho em đi. Mai Huyền Ninh Bình à? Mai Huyền Ninh Bình à? Nhận được áo chưa chị? Đây mã này cho em là đá. Mã bao nhiêu đây? Đá 86 ạ, đá 86 cộng số điện thoại cho em ạ. Đá 86 cộng số điện thoại ạ. Chấm bi nhá, chị nào thích chấm bi các chị lấy mẫu này này. Đấy, form chốt đơn các chị từ khoảng là 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân lên đơn hàng ạ. Đó, từ 40 cân đến 65 cân các chị chốt mẫu này cho em này. Dưới 65 cân em tặng nốt các chị là 150.000 nữa các chị nhá. Em xả luôn các chị 150. Xả luôn 150.000 đồng ạ. Đá mã này là đá 86 ạ. Đá 86 cộng số điện thoại cho em. Đa size MLX, đa số là còn XL thôi. Nhưng em bán thì em không biết làm sao mà. Em lần sau em cứ bị lẻ ra cái size to ấy. Khách em toàn các chị bé bé sao ấy. Toàn bị lẻ size XL thôi. Còn M lúc nào cũng hết trước, ML lúc nào cũng hết trước. Mã này các chị coi là đá 86 ạ. Đá 86 chấm bi cho em 150 các chị nhá. 150.000 đồng ạ, các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em. Áo này là 150 em sale, 180 sale 150. 386 ạ, MLXL 3 size ạ. Quần em mặc là quần Q3. Thế nào? Mã 707 này. Ngày nào cũng xem hết like mới đi ngủ à? Ok chị luôn, em cảm ơn nhá.
Đây các bác, mã này lên trên là đá 707 này. 707 và cộng số điện thoại cho em mẫu này ạ. Mã này mã 707 nhá, các chị nhìn đá cường của nó này. Cái chạm đá đính rất là chắc luôn nhá. Đá của nó toàn bộ đá cường khâu tay. Đá cường khâu tay các bác, lên mã này cho em là 707 và cộng số điện thoại cho em ạ. Đấy mã 707 chị ơi. Em buộc cái tóc lên ạ. Đầu nó bẩn cái bếp bếp thế này này. Áo phao á? Áo phao đây, chị lên phao sinh nhẹ nó còn ít rồi em ơi. Chị Nông Thị Bích comment lên mã hàng đi chị nhá. Chị comment là đá 165.000 là không lên đơn được đâu chị ạ. Phải có mã hàng cho em. Mã này 707 ạ. Gì chị? Dọn ít người thì nó còn dễ. Mã này vẫn đủ size đúng không? Đủ size MLXL 707 là mã này bao tiền đấy chị Hoa nhỉ? Con này 180 này, đủ size. Đủ size cho em 180.000. Mã này các chị coi là 707 và cộng số điện thoại cho em ạ. 707 180.000 đồng một áo. Form các chị từ 40 cân đến 65 cân ạ. Cái phần thân nó là cốt tông các chị nhá. Phần thân là cốt tông, cái phần tay của nó sẽ là gen. Tay là tay gen cho em ạ. Còn phần thân là cốt tông này, của nó sẽ là đính đá, đá kết cường câu tay nhá các chị nhá. Mã 707 ạ. 707 lên số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Em tặng các chị luôn là 180.000 ạ. 180.000 mã 707 ạ. Paca Mesel 350, cả ngắn cả dài. Bé đen từ lâu nay chị quên mã, thế chị không quên mã không chốt được đơn đâu chị ơi. Mình phải nhớ được cái mã à, không thì tí sẽ lại like của em với nhá. Mã này là 707 cho em 180 ạ. 180.000. Để chị ạ, 180.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em mẫu này ạ. Toàn bộ của nó là dòng hàng Quảng Châu các chị yêu luôn. Bên đây trang cái mẫu này lúc đấy chị ấy cái mác bên trong này, mã 86 này. Đây chị này, đây là cái túi của em rồi. Mai lại mất mác lại bảo. Để mai mất mác lại bảo em bán hàng cũ rồi chết. Đấy. Mã này cho em là 707 ạ. Bao nhiêu chị ở cái mẫu này mà hôm trước em còn bảo hết hàng như này. Thế hôm nay soạn hàng thì lại tìm thấy một ít. Nhưng mà cơ bản vẫn đủ size. Bây giờ nhập vào đắt lắm. Bây giờ em không nhập nữa tại vì giá nhập bây giờ là giá quá cao. Giá nhập vào quá cao luôn ý. Kim Thúy Vũ ok em chốt đơn hàng ạ. Quần em mặc là dáng legging chị ơi. Dáng ôm sát ý. Dáng em mặc là dáng ôm sát. Các chị lên cho em là 707 và kèm số điện thoại cho em ạ. 180 ạ. 180.000 mã 707. 707 và đá 86 chị đều có hết. Đẹp lắm, cảm ơn chị Hải Hồng nhá. Tất cả em lên rồi chị ơi, tí lên xem lại của em like đi. Bởi vì giờ muộn rồi em lên, em không muốn lên lại nữa ấy. Nó muộn quá rồi, các chị đã sắp đi ngủ hết rồi này. Chị Hồng Bùi Hiểu chốt ạ, chị Hương Hoàng Phát, chị Hải Ninh chốt đơn hàng ạ, chị Ngoa Đàn ok. Mã này các chị ơi xinh lắm, nó nói chung là nó cũng đơn giản thôi. Nó hở cho em một chút ở cái phần kiểu là điểm nhấn ấy. Phần điểm nhấn cho em. Cái phần này đính đá, đá hoặc là đá khâu tay chị nhá. Đá cường khâu tay nó rất là sáng. Đấy, đẹp long lanh luôn ạ, rất là sang, các chị mặc ở trong áo vest ấy. Đó, mặc ở trong áo vest ấy, rất là xinh luôn, hoặc là dạ di lê ấy, áo vest di lê hoặc áo dạ di lê ấy. Chị Thị Huệ có, chị Ngọc Hương, Lâm Tuyết ạ, Hường Phạm chốt đơn ạ. 3 size MLX đấy vẫn đủ size nhá chị nhá. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Từ 40 cân đến 65 cân lên đơn hàng. 707 và kèm theo số điện thoại cho em với. À, xem lúc nào chỉ muốn mua thôi chứ đi mua luôn đi chị. Hả? Đợi mai bán lúa à? Gì? Chị cứ trêu em thế. Cả quần Q3 em mua rất đẹp. Trời ơi, quần này em bán năm nay năm thứ tư rồi. Em chỉ làm loại chất này thôi. Áo em mặc bao nhiêu ạ? 180.000 chị ơi. Áo em mặc là mã 707 là 180.000 ạ. 180.000 đồng một áo. Lên mã hàng cho là 707 cộng số điện thoại ạ. Đấy chạm 707 và cộng số điện thoại cho em. Đẹp nhức nách luôn ấy. Mang ở keo vút tóc á. Sợ nhờ. Điện thế chứ lại. Hôm trước chị Nhật Bình hỏi em cái mẫu này em bảo hết này.
Không biết là chị có lấy không, em để phần chị cái. Tìm mãi không thấy đâu, hôm nay lại còn sót ra mấy cái này. Mã này L còn một chiếc này. Và còn 3 chiếc của size XL. À L còn 2 cái, XL còn 2 cái, 2L 2XL. Đá 59 ạ. Đá 59 cho em. Đá 59 cộng số điện thoại ạ, sale 160 đó chị nhá, 160.000. Đồ bộ để mai em ơi. Không có vai ích à? Đấy em đặt nhé chị nhá. Nếu mà 3x thì mình phải đặt thêm. Hay là lên cái quần của hàng Quảng Châu ấy, Quảng Châu có con to đấy, 70 cân có size mà. Nhưng mà đợi ngày mai em tìm đã. Bây giờ nó đang ở trong kho, bây giờ chưa tìm được chỗ nào. Cái đấy bị lỗi rồi. Hình như bị lỗi sao? Bật cúc. Túi này toàn túi lỗi. Đây này, con này xinh lắm mà hôm trước các mấy chị khách hỏi em bảo hết này, bây giờ nó còn sót hai cái size L và hai cái XL. Từ khoảng là 54 cân nhá, 53-54 cân đến 65 cân đổ về. 53-54 cân đến 65 cân đổ về trước đôi em trả nó các chị 160. Đá 59 ạ, 160.000. Còn 4 cái, 2 cái size L, 2 cái XL. 2 cái size L, 2 cái XL. Các chị đem ra hàng kia là đá 59 ạ, cộng số điện thoại ạ. Đó, đá 59 cộng số điện thoại cho em. Áo dây mặc nó 1 size chị ạ. Áo dây nó chỉ có 1 size thôi. Mãi đá 59 ạ. Lên số điện thoại cho em mẫu này ạ. Nốt bạn em nghỉ nhá chị nhá, mai em lên tiếp. 160.000. L, XL. Không có 2 x đâu chị ạ. Dưới 65 cân em chốt, 54 cân đến 65 cân chị ơi. 53 cân đổ lên các chị mặc được rồi. 53 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Đá 59 và kèm số điện thoại ạ. Ok, mai em lên quần Quảng Châu size to nhá. Size to tại vì là em toán bán các chị được size nhỏ sao ấy. Còn size to thì em cứ bị ế. Ngày thường ít khi em đặt size to lắm. Đá 59 em hết hàng ạ. Còn có 4 cái thôi các bác ơi. Có một cái mã mà cục kịp của Xuân Minh. Còn mấy cái này 25 thế thì còn nhiều. 25 thì còn đấy. 635. Đây, đấy, còn tất cả mấy mồi ấy. 635 xem nào. Còn mấy mấy này 635 này. Mấy đấy là mấy đấy là size gì ấy? LXL. LXL 2 size này. Các chị ơi mã này 635 cho em ạ. 635 một kèm túi điện thoại ạ. Con này tưởng là cổ sơ mi các chị này. Cái chợ con này kiểu cổ sơ mi các chị luôn. Mãi các chị có là 635 mà cộng số điện thoại cho em ạ. Ồ màu đen này. Thế mà cái mẫu này bây giờ kiểu nhiều mã quá xong nó cứ chồng chất lên nhau ấy. Bây giờ mới tìm thấy này. Đấy lúc khách hỏi thì bảo không có. Mã 635 cho em các chị nhá. 635 mà lên số điện thoại cho em ạ. Áo ren. Mã này có 2 size chữ cài em về cúc đằng sau. Thả em về cúc 635 và cộng số điện thoại cho em ạ. Gen các chị này, 50 cân đến 65 cân ạ. Đến 63 cân, chị ơi, mỗi này chỗ đến 63 cân thôi. Chị ơi, từ 50 cân đến 63 cân nhá các chị nhá. Đấy chứ ạ, 180.000 một áo. Mã này các chị coi là 635 ạ. 635 và kèm số điện thoại cho em 180.000 ạ. 2 size ạ. 618 em còn không? Chị mặc áo đó bị đứa em nó lột của chị luôn rồi. 618 là cái gì đấy? 618 là cái gì chị nhở? Em không nhớ luôn ý. Mãi là 635 cho các chị luôn ạ. Đá 635 cho em 100. Áo này áo ren, cái phần tay của nó là tay ren này. Phần thân là cốt tông. Cái cổ là cổ ren ạ. Và cái phần cổ đính đá. Áo đá cộc tay. Đá cộc tay còn sót vài chiếc. Mỗi này 635 cho em 180.000 các chị yêu nhá. 180 ạ. Cổ là cổ đá cho em này. Đấy. Bữa nay các chị mặc đi làm thoải mái, mặc đi làm đi chơi được hết. 635 cộng số điện thoại ạ. Em thề hôm trước bao chị hỏi mà bây giờ là em báo hết hàng, bây giờ lại phải bán lại mẫu này. 180 ạ, 180.000. Đấy là em vẫn bán được cái giá của chuyến trước ấy. Còn chuyến này về tăng giá rồi các chị ạ. Nên thôi em cũng không nhập hàng nữa mà. Bây giờ tự dưng mình bán ra 180 nhưng mà sau này nhập 185-190.000. Mới chỉ quá. Thôi không nghiệp nữa, bán nốt cho nó hết hàng thôi. 180.000 một áo, 635 nhé chị Thùy Trang ạ, chị Hoài Bùi ạ, chị Hường Phạm ạ, chị Thanh Long, ok, chị đơn dồn ạ. Mã 635 và kèm theo số điện thoại cho em. Đấy, 180.000 một áo ạ chị này, 180, gen của nó rất là mềm. Đấy, gen rất là mềm, thôi em không lên mẫu đâu chị ơi, lên nhiều mẫu quá nhân viên nó hơi bị loạn luôn ý. Không nhớ được hết mã hàng.
các chị cũng không nhớ. Áo đá y ý cổ tim hình đá hình tim. 618 là cái gì nhỉ? Hình đá hình tim thì em chịu chết luôn đấy. Đây là mã nào? Đấy, già gáy rồi đấy. 65 cân là tùy chiều cao của chị ạ. Chị Hoài Bùi rồi, chị Trịnh Tuyết, Tạ Thị Nhung, Trần Doanh chốt đơn hàng ạ. Mã 635 cho em các chị nhá, 180 ạ. Mai nhớ góc đấy. Mai lại mất. 12 giờ kém rồi, các bác ơi em nghỉ thôi. 12 giờ kém 20. 12 giờ đêm sợ ma. Em nghỉ đấy các chị nhá. Chị có nhớ cái mã đấy thì chụp ảnh gửi qua tin nhắn đi, Huyền nó chốt cho. Bây giờ em nghỉ đây. Bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị ngủ ngon nhá. Bay 8 lần mới chưa số được like. Ok, để em cần đến đặt đấy là hàng. Bây giờ mình phải đủ số lượng mới lên được truyền chị ạ. Mới lên được truyền. Thôi chị về đi. Lấy mất của em. Chưa, để mai bán. Không, cái này đang tốt rồi. Bán cái gì? Mày vứt cái này ra đây đi, không mai con Huyền nó lại ngồi lên cái con đấy nó lôi thôi thành thần xuống đây. Con nào lôi thôi? Con Huyền chó. Cái Huyền á? Ừ. Con đấy thì em độc phải thần lua dãi ra. Bẩn. Kìa, tao toàn phải rộng cho nó cho mày. Nó bảo kệ. Nó cứ nhờn nhờn như vậy làm nào? Chửi nó cứ cười nhơn nhơn cái mặt ra. Hình như là em thấy có một cặp này. Ok kể chị Oai. Đấy em cái cọc ở chỗ chân kìa. Cái sơ mi này. Thôi nghỉ thôi. Diễn văn nghe của bà Luyện này. Ôi còn mình không phải đâu hồi Loan ạ. Phải đâu, ông này mua cái một cái. Mũ lẻ à? Ừ, lẻ. Huyền bảo chị đọc còn size L. Thế thì chỉ còn size L thôi chị ạ. Cái chị gì? Chị Hải Hồng. Mai lấy. Quần em mặc là quần Q3. Thôi đi xuống đi, không tối mai không lên được đâu. Chị cứ về đi. Em ngồi đi em chơi. Không về mình. Chị về đi. Đi tạo cái Huyền. Cái loại sợ ma. Nhìn tin nhắn này. Tớ rõ ràng luôn ý. Để sợ này. Máy của Huyền hôm qua nó đỏ. Một đường này kéo lên vẫn đỏ mà. Mày nhìn đi. Đen. Đỏ, gọi nhỡ là đỏ. Mày nhìn đây này, mày nhìn. Gọi nhỡ. Cái máy dã man thật tí. 46 cuộc gọi nhỡ sáng nay đến nó gọi hết. Nhìn 46 nhìn. Gọi nhỡ. Máy tối qua chị xem nó đỏ. Ông nhìn, luôn. Nhìn tin nhắn này, máy có lượng 17 cuộc. Máy nhìn mày nhìn tin nhắn này. Máy có qua chị ôi, bán cả đêm á, em mất ngủ em xấu chồng em bỏ em sao? Mày nhìn này, tin nhắn này sợ. Quần lót lông còn. Nhưng mà lẻ sai chị ạ, để mai em bán nhá. Áo em mặc là mã 635 chị ơi. Áo em đang mặc là mã 635. 180.000 chị ạ, 180.000. Đấy, gà gáy ầm ầm rồi kìa. Chú Hai cẩn thận ngoài gốc khế nhá. Ừ, xin lỗi em, thôi đi xuống. Đùa đâu ấy, sao phải nhát thế nhỉ? Đi có về không, nó không sợ này. Bây giờ chị cho em tiền em vào luôn bãi tham ma bây giờ mà. Đấy, sợ chưa? Hoa ơi, phải quay lại cho luôn đi. Hả? Quay lại cho luôn xem có đáng. Ok chị. Em ở Hàm Yên, Tuyên Quang. Hàm Yên chị ạ, Hàm Yên. Bóng bên ngoài vẫn sáng à Huyền ơi? Cái gì sáng bên ngoài đây? Quần thô lót nỉ thôi để mai chị ơi. Bây giờ nhân viên về có ai đâu. Mỗi mình em không lấy được mã. Em nghỉ nhá, ra các chị yêu ạ.